Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1341, bản mệnh thần thông. Tôn giả này ngược lại là người thông minh, dựa vào như thế điểm đường tác, thế mà lập tức liền đoán được chân tướng. Nhưng Tiêu Phàm chú ý trọng điểm, lại hiển nhiên cùng hắn khác biệt, lập tức hỏi, tiền bối, người thật sự là từ huyền linh thượng giới xuống tới. Tôn giả con mắt thoáng nhìn, lạnh nhạt nói, thế nào, người đang hoài nghi bản tôn người thân phận. Tiêu Phàm nói, đó cũng không phải, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, bản môn khai phái tổ sư tại huyền linh thượng giới cố sự. Khai phái tổ sư, nói như vậy, người thật sự là Tiêu Vô Cực hậu nhân rồi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói có quan hệ vãn bối huyết mạch, trong môn cũng vô văn tự ghi chép, tại hạ là không vô cực thiên tôn huyết mạch hậu nhân, mình không thể nào biết được. Bất quá từng có người nói, tại hạ chính là vô cực thiên tôn hậu nhân. Có người, ai, tôn giả tựa hồ đối với Tiêu Phàm càng ngày càng là hiếu kỳ, lập tức hỏi. Kia người thân phận, tựa hồ cùng tiền bối tương tự. Chấm ngoặc kép, thật sao, kia không có khả năng. Năm đó hạ giới phân thân, chỉ có một mình ta, thiên bằng đại nhân không có khả năng lại phái cái khác phân thân hạ giới. Tôn giả ngạo nghễ nói, kim bằng lão tổ cùng nam tử trung niên nghe vậy, thần sắc càng là kính cẩn. Tôn giả trong lúc vô tình đã đem thân phận chân thật của mình bạo lộ ra, hắn chính là thiên bằng đại nhân phân thân. Về phần thiên bằng đại nhân, kia cũng không cần hoài nghi, tất nhiên chỉ là thánh linh kim xí đại bằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm cười cười, nói cắt cử có phân thân hạ giới thượng giới thánh linh, cũng không chỉ tiền bối một vị. Ồ, vậy còn có người nào? Tôn giả có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Thất Dạ Mãng, Thất Dạ Mãng, tôn giả đầu tiên là hơi cảm giác kinh, lập tức liền nở nụ cười. Hắc hắc, người gặp qua Thất Dạ Mãng phân thân rồi. Mặc dù ta rất chán ghét hắn, nhưng cũng không thể không nói, lão già này bản tôn năm đó ở huyền linh thượng giới, có thể thực uy phong. Rất nhiều thánh linh đại nhân bản tôn, đều không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, hỏi, đều nói Thất Dạ Mãng cùng trời giống chim thánh linh là tử địch, như thế nói đến, tiền bối bản tôn thiên bằng đại nhân, cũng cùng Thất Dạ Mãng giao thủ qua, lại không biết thắng bại như thế nào. Từ tôn giả đối Thất Dạ Mãng xưng hô bên trên liền có thể nghe được. Người này đối Thất Dạ Mãng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng mà hắn nhưng cũng thừa nhận, Thất Dạ Mãng rất lợi hại, đã từng đánh bại qua không ít cái khác trời sinh thánh linh. Thất Dạ Mãng hung danh hiển hách, bị một giới phụng làm thủy tổ, luôn luôn có mấy phân đạo lý. Nhiều năm trước tới nay, Thất Dạ giới đản sinh trời sinh thánh linh, không chỉ một vị. Cũng chỉ có Thất Dạ Mãng được tôn sùng là thủy tổ. Tôn giả lạnh cười nói, Thất Dạ Mãng lại hung danh hiển hách, cùng thiên bằng đại nhân so, kia còn kém xa lắm đâu. Năm đó phân thân của hắn tại hạ giới, bị Tiêu Vô Cực đánh cho răng rơi đầy đất. Bản tôn tại huyền linh thượng giới, đồng dạng bị Tiêu Vô Cực đánh cho răng rơi đầy đất. Lấy cái gì cùng thiên bằng đại nhân đến so, tưởng tượng tổ sư năm đó uy phong, Tiêu Phàm không khỏi có chút xuất thần. Tiểu tử, mặc dù bản tôn người cũng rất không thích Tiêu Vô Cực, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người vị tổ sư này. Đúng là cái nhân vật, đại khái là mấy chục ngàn năm đến, các người tu sĩ nhân tộc bên trong tài năng xuất chúng nhất một vị. Hỗn độn linh thể, bao nhiêu 10.000 năm mới ra một cái, mà lại chỉ có thể xuất hiện ở các ngươi nhân tộc. Nói đến đây, tôn giả trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ tham lam. Tiêu Vô Cực là hỗn độn linh thể, nhưng lại cho hắn 8 cái lá gan. Hắn cũng không dám đi đánh Tiêu Vô Cực chủ ý, đó là ngay cả hắn vốn tôn đại nhân đều nhượng bộ lui binh ngoan nhân. Lại nói, coi như hắn thật có lá gan lớn như vậy, bây giờ lại đi đâu tìm Tiêu Vô Cực đi. Uy trấn huyền linh thượng giới vô cực thiên tôn, không biết bao nhiêu năm trước liền đã hà nâng phi thăng. Nhưng trước mắt vị này Tiêu Vô Cực hậu nhân, thế mà cũng là hỗn độn linh thể, hơn nữa còn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, kia thật là quá tốt, quả thực chính là đưa hàng tới cửa. Thượng thiên đối với hắn thật đúng là chiếu cố rất a. Như vậy, Tiêu Phàm đã tại huyết quang thiếu niên miệng bên trong đã nghe qua một lần, mà lại ngữ khí cùng trước mắt vị tôn giả này đồng dạng tham lam, để Tiêu Phàm đối với mấy cái này thánh linh hóa thân mất đi sau cùng một tia kính sợ cảm giác. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều thờ phụng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, câu nói này, hiện tại xem ra, còn có rất nhiều người cũng không thờ phụng. Nhân tộc tiểu tử, bản tôn người đối trong cơ thể ngươi thế mà có nhiều như vậy thánh linh huyết mạch cảm thấy rất hứng thú, ngươi cho bản tôn giả thuyết nói, đây là có chuyện gì? Tôn giả từ trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, lấy thuần túy mệnh lệnh như giọng điệu nói. Tiêu Phàm hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, lạnh lùng nói các hạ quá vô lễ. Hẳn là các hạ coi là,
ngươi là thánh linh phân thân, liền có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn làm gì thì làm a. Kim Bằng hóa thân một cước này xem như đá vào trên miếng sắt, Tiêu Phàm chính là loại kia ngoài mềm trong cứng điển hình, đừng bảo là chỉ là một cái thánh linh hóa thân, liền xem như Kim Sĩ Đại Bằng bản tôn giáng lâm, cũng đừng hòng để Tiêu Phàm khuất phục. Dù coi như đánh không lại, cùng lắm thì chết. Rất tốt, quả nhiên có tính tình. Bản tôn người hy vọng, bản lãnh của ngươi cũng cùng tính tình của ngươi đồng dạng lớn. Tôn giả đại nhân không những không giận mà còn cười, trên mặt lộ ra cực kỳ rõ ràng vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, chỉ là một tên nguyên anh kỳ tiểu bối, cũng dám làm càn. Nếu ta nhục thân vẫn còn, vừa ra tay liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi, cho phép ngươi ở đây tự khoe. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, dù coi như các hạ nhục thân vẫn còn, tại giao diện chi lực áp chế xuống, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực tới. Huống chi năm đó hắn nhục thân hạ giới, không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở. Tại dạng này dưới cùng giao diện, trừ côn trùng bên ngoài, tuyệt không có người nào thân thể có thể tồn tại hơn mấy vạn năm. Qua nhiều năm như vậy, hắn linh thân một mực tại nơi này ngủ say, đoán chừng cũng là bởi vì nhục thân sớm đã hủy hoại nguyên nhân. Có đúng không, chờ ta cầm xuống ngươi, liền có thể lấy nhục thể của ngươi luyện chế ra một bộ thượng giai thân thể tới. Tôn giả vừa cười vừa nói, tựa hồ hết thảy đều đã trong lòng bàn tay của hắn, Tiêu Phàm đã thành cá trong chậu, bắt hắn lại, 10 phần chắc chín. Nam tử trung niên bận bịu tức khom người nói, khởi bẩm tôn giả đại nhân, cầm xuống người này, đệ tử nguyện hiệu sức mọn. Ngươi, tôn giả nghiêng nghiêng liếc hắn một chút, khinh miệt chi ý, tràn tại nói đồng hồ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, tôn giả đại nhân, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên lập tức chán nản, mặc dù không dám ở tôn giả trước mặt nổi giận, nhưng không phục tình trạng, lại là trực tiếp viết trên mặt. Tôn giả liền cười, lạnh cười nói, thế nào, ngươi không phục a? Không phục lời nói, vậy ngươi liền lên thử một chút đi. Tốt, đệ tử kia liền bêu xấu. Rất hiển nhiên, vị này Kim Bằng tộc đại tu sĩ tính tình cực kỳ táo bạo, vừa được đến tôn giả cho phép, lập tức liền tiến về phía trước một bước, bày ra khí thế rào rạt tư thế. Bất quá vẫn là không nhìn được hướng na bên cạnh đả tọa thổ nạp, luyện hóa dược lực Kim Bằng lão tổ nhìn một cái. Trước mắt tôn giả đại nhân cố nhiên là tiên tổ phân thân, nhưng Kim Bằng lão tổ mới là sư phụ của hắn, đương nhiệm Kim Bằng tộc trưởng. Thời khắc này Kim Bằng lão tổ, trên mặt cơ bắp có chút khiên động, lộ ra mấy sợi vẻ thống khổ. Bất quá luyện hóa dược lực tu bổ thần hồn thương tích, nguyên bản liền sẽ hết sức thống khổ, nam tử trung niên cũng không phải rất để ý. Đã sư phụ không có mở miệng, vậy coi như hắn là ngầm đồng ý. Tiểu tử, hừ hừ, nam tử trung niên tiếp cận Tiêu Phàm, cười lạnh liên tục. Hắn sớm liền muốn thu thập cái này nhân tộc tiểu tử, cũng dám xông tiến vào động phủ của hắn, sát hại nhiều như vậy Kim Bằng tộc nhân, quả thực chính là tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Bây giờ tiên tổ phân thân đã tìm được, tiểu tử này không còn có nửa phân giá trị lợi dụng, còn giữ hắn làm cái gì? Thừa cơ hội này, còn có thể tồn tại trước mặt đại nhân lộ lộ mặt. Một đầu kim xí đại bằng hư ảnh, tại nam tử trung niên phía sau nổi lên, trong chốc lát kim quang lóng lánh, chói lóa mắt. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì động tác. Trong nháy mắt, kim xí đại bằng hư ảnh tán đi, kim quang sán lạn hai cánh, hóa thành hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại nam tử trung niên phía sau, vẫn như cũ phảng phất hai cánh. Cùng loại thần thông, trọng không sợ cũng từng thi triển qua, xem ra đây là bọn hắn Kim Bằng tộc bản mệnh thần thông, chỉ là thần thông mạnh yếu, cùng mọi người tu vi cảnh giới trực tiếp tương quan. Nam tử trung niên có nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, đồng dạng một loại thần thông, trong tay hắn thi triển đi ra, uy năng tuyệt đối không giống. Tiểu tử, chịu chết đi. Nam tử trung niên hai cánh mở ra, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng, hướng Tiêu Phàm kích bắn đi. Tiêu Phàm nhẹ, hừ, một tiếng, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân mấy chục tấm vảy rồng bay múa mà lên, hóa thành hơn 10 thanh dài hơn thước đoản kiếm, siêu siêu, âm thanh bên trong. Không sợ hãi chút nào hướng về phi đao màu vàng óng nghênh kích đi lên. Thương thương thương, chấm ngoặc kép, liên tiếp bạo hưởng bên trong, thanh kim sắc tia lửa tung tóe, phải rồng đoản kiếm nhao nhao bị phi đao màu vàng óng đánh chúng tứ tán bay múa. Cả hai tương giao, phải rồng đoản kiếm rõ ràng không địch lại phi đao màu vàng óng. Nói đến cũng không ngoài ý muốn, Tiêu Phàm cái này vảy rồng đoản kiếm cố nhiên là ly giao cùng kim giao vương vảy rồng luyện hóa mà thành, chung quy là tử vật. Mà phi đao màu vàng óng lại là Kim Bằng tộc bản mệnh thần thông, uy lực bên trên tự nhiên có chỗ khác nhau. Nam tử trung niên trong lòng không cam lòng, cố ý muốn tại tôn giả trước mặt đại nhân khoe khoang bản sự,
vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ ý dò xét. Phi đao màu vàng óng đánh tan vảy rồng đoàn kiếm, như là du long tại trời, bay múa hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng, đủ để tại không trung bố thành một chương đao võng, đem Tiêu Phàm hoàn toàn bao phủ nó dưới. Ba ba bá, phi đao màu vàng óng lướt qua, Tiêu Phàm thật giống như hư ảnh, vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán thành vô hình. Một trận gợn nước vặn vẹo lướt qua, Tiêu Phàm từ mấy trượng bên ngoài hiện thân mà ra. Huyễn thuật, tại ta bản mệnh phi đao trước mặt thi triển huyễn thuật. Hắc hắc, đánh tốt tính toán. Nam tử trung niên giữ tợn trong tiếng cười, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng kiểu mũi tên xê dịch, xoay quanh bay múa, hướng Tiêu Phàm kích bắn đi. Tiêu Phàm lại một lần nữa hóa thành hư ảnh, tại biến mất tại chỗ vô tung. Nhưng mặc kệ hắn huyễn thuật cùng thuấn di thuật thi triển phải như thế nào xuất thần nhập hóa, phi đao màu vàng óng luôn luôn có thể ngay lập tức truy sát mà tới, như bóng với hình. Từ nam tử trung niên trong lời nói cũng có thể nghe được, này bản mệnh phi đao tựa hồ đối với huyễn thuật cùng thuấn di thuật đều có tự nhiên phá giải kỳ hiệu. Kim xí đại bằng vốn là trời sinh không gian thuộc tính thánh linh, mà huyễn thuật cùng thuấn di thuật đều không thể tránh né mang có không gian thần thông ở bên trong, thậm chí chính là không gian thần thông một loại. Trung niên nam tử này có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thân chảy xuôi kim bằng huyết mạch, cũng không tính quá đạm bạc. Trong lúc nhất thời, hai người triển khai kịch liệt truy sát. Ai đều chưa từng lưu ý, bên kia tòa kim bằng lão tổ, tình hình đã kinh biến đến mức rất không đúng. Chương 1342, gà nhà bôi mặt đá nhau. Kim bằng lão tổ trên mặt cơ bắp kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, trên trán mồ hôi đầm đìa, cuồn cuộn mà xuống, phảng phất đang kinh lịch thống khổ cực độ. Bỗng nhiên mở mắt ra, gắt gao tiếp cận cách đó không xa kim bằng tôn giả, trong mắt lửa giận lấp lánh, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt xuống. Ngươi cho ta ăn là vật gì? Chốc lát, kim bằng lão tổ cắn chặt hàm răng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Kim bằng tôn giả liền cười, từ tốn nói, đương nhiên là trị liệu thần hồn thương tích đan dược, chỉ bất quá trong đan dược này, luyện hóa ta một sợi phân hồn. Chúng ta cùng là thiên bằng huyết mạch, lấy ngươi chút tu vi ấy, có thể nào phát hiện có gì không ổn? Kim bằng lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, ta một mảnh thành tâm, lại tới đây, đưa ngươi triệu hoán đi ra. Đã mọi người cùng là thiên bằng huyết mạch, ngươi vì sao muốn đối ta dưới dạng này độc thủ? Kim bằng tôn giả vừa cười vừa nói, bởi vì, ta cần nhục thể của ngươi a. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, ta chỉ là một bộ linh thân a. Ta ở đây ngủ say mấy trăm ngàn năm, mới rốt cục đợi đến một bộ thân thể thích hợp, ngươi cảm thấy ta có nên hay không bỏ qua ngươi? Ngươi! Nơi này rõ ràng còn có những người khác tại, người tại sao phải giết hại đồng bào? Kim bằng lão tổ quả thực muốn chọc giận điên, tập trung tinh thần muốn nâng cao một bước, hao phí vô số tâm huyết, thật vất vả đến nơi đây, ai ngờ lại là như vậy hạ tràng, làm mướn không công không nói đến, thế mà còn đem chính mình cũng mắc vào. Bị người đoạt xá, đó là chân chính thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Kim bằng lão tổ lại không nghĩ tới, uy phong mình một thế, phút cuối cùng. Hạ chàng vậy mà như thế thảm liệt. Kim bằng tôn giả liếc cách đó không xa còn tại cùng nam tử trung niên kịch chiến Tiêu Phàm một chút, từ tốn nói, ngươi nói cái này nhân tộc tiểu tử a. Hắn đương nhiên cũng thật là tốt đoạt xá đối tượng, nhưng hắn là hỗn độn linh thể, lại người mang bốn loại khác biệt thánh linh huyết mạch, dù coi như là bản tôn người, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đoạt xá về sau có thể triệt để luyện hóa thân thể của hắn làm việc cho ta, tổng muốn lấy tiểu tử này về sau. Đem trong cơ thể hắn bí mật một cha một cái tìm hiểu rõ, mới có thể cuối cùng định đoạt. Về phần ngươi, cùng ta cùng loại đồng nguyên, lại lấy bản mệnh tinh huyết tỉnh lại ta, đoạt ngươi bỏ, không có bất kỳ trở ngại nào. Cũng sẽ không khiến cho cảnh giới rơi xuống. Chỉ cần một đoạt xá thành công, lập tức liền có thể phát huy cỗ này thân thể tất cả uy năng. Ngươi là ngộ linh kỳ tu sĩ, kia tiểu tử bất quá là chỉ là nguyên anh kỳ. Ta nếu là đoạt xá kia tiểu tử, chẳng phải là còn muốn thụ ngươi chế. Đừng tưởng rằng, ta không biết ngươi là vì sao mà đến. Nếu không có trong truyền thuyết thánh linh nội đan, ngươi lại muốn tới nơi này tỉnh lại ta. Đổi lại là ta, ngươi muốn làm thế nào? Tiếng nói không vang, lại nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong mắt hắn, đây hết thảy tựa hồ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi mơ tưởng đạt được, ta cái này liền tự bạo nhục thân, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Kim bằng lão tổ gắt gao tiếp cận hắn, hung tợn nói. Tự bạo nhục thân. Kim bằng tôn giả cười lên ha hả, ngươi khi ta tại nói đùa với ngươi a, ngươi ngược lại là tự bạo một cái cho ta xem một chút. Bên này đối thoại, sốt cục kinh động ngay tại kịch chiến hai người, nam tử trung niên liền thi tuyệt chiêu, đem Tiêu Phàm ép ra mấy trượng,
dưới chân độn quang cùng một chỗ. Liền hướng bên này bay tới, miệng bên trong tức giận kêu lên, tôn giả đại nhân. Ngươi cái này là ý gì? Mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc. Hừ, kim bằng tôn giả hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, một cỗ cự lực tuôn ra, bất ngờ không đề phòng. Nam tử trung niên bỗng nhiên cùng luồng sức mạnh lớn đó đụng vào nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, lập tức hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, Tiêu Phàm như bóng với hình, trong chớp nhoáng liền đến phụ cận, một chưởng oanh ra. Long tượng nặng tay, dạng này cơ hội trời cho, Tiêu Phàm tử sẽ không bỏ qua. Hắn mới vừa cùng nam tử trung niên một mực chiến đấu, từ đầu đến cuối không chịu dốc hết toàn lực, cũng là bởi vì một mực đối ở một bên nhìn chằm chằm kim bằng tôn giả cùng kim bằng lão tổ thâm hoài kiêng kỵ, vạn nhất mình toàn lực thi triển, hai người này lại tại bên cạnh đánh lén, thật đúng là ngăn cản không nổi. Không sai biệt lắm muốn san ra hơn phân nửa tinh lực lúc đến khắc phòng bị bọn hắn. Mà xương chim, thiết bối đao lang dạng này đòn sát thủ, tạm thời cũng vẫn chưa tới tế lúc đi ra. Bây giờ kim bằng nhân chi ở giữa chợt nổi lên nội chiến, cơ hội này có thể nào bỏ lỡ. Một cỗ hủy diệt cự lực, bỗng nhiên sau này vọt tới, nam tử trung niên không khỏi hồn phi thiên bên ngoài. Lúc này, né tránh cái gì đều là khẳng định không kịp, kim quang lóe lên, hơn 10 thanh phi đao tại sau lưng của hắn nổi lên, khoảnh khắc hóa thành hai con kim sắc cánh, bảo vệ hậu tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đây là hắn duy nhất có thể làm. Trong lúc này, cũng không lo được khác, gấp vội kêu lên, tôn giả cứu ta. Chấm ngoặc kép, rất rõ ràng lão tổ dưới mắt là không trông cậy được vào. Tiểu bối, làm càn, kim bằng tôn giả thấy long tượng nặng tay cự lực, sắc mặt cũng là hơi đổi, không nghĩ tới chỉ là một cái nguyên anh kỳ tiểu bối, vậy mà có thể phát ra như thế hùng hồn bá đạo trưởng lực, thật đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại Tiêu Phàm động tác như thế tấn mãnh, cũng đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rất hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Phàm ép căn bản không hề xuất toàn lực, chỉ là tại cùng nam tử trung niên chiến đấu. Bất quá kim bằng tôn giả tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm ở ngay trước mặt chính mình đem nam tử trung niên diệt sát. Lại là ống tay áo lắc một cái, lần nữa một cỗ cự lực mãnh liệt mà ra, đâm nghiêng bên trong hướng long tượng nặng tay cự lực đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ là, kim bằng tôn giả động tác mặc dù nhanh nhanh, cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Oanh, một tiếng, hai cỗ cự lực nghiêng một nghiêng, trùng điệp đụng vào nhau. Nhưng long tượng nặng tay cự lực hay là đoạt trước một bước. Có hơn phân nửa đánh trúng nam tử trung niên phần lưng. Nam tử trung niên quát to một tiếng, thân thể đằng không bay lên, tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng về phía trước kích bắn đi ra, người còn tại không trung, liền đã, hoa hoa, liên thanh, liên tiếp phun ra 4-5 ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trọn vẹn bay ra 30-40 trượng xa, mới, xoạch, một tiếng, trùng điệp ném xuống đất. Đường đường một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ. Thậm chí ngay cả điều khiển thân thể mình lực lượng đều nhất thời vận lên không được, cứ như vậy trùng điệp ngã xuống, rơi chật vật không chịu nổi. Thậm chí ngã xuống về sau, lại giãy giụa mấy lần, mới rốt cục nhảy lên một cái, đứng vững thân thể, nhưng lại há mồm liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên suy yếu rất nhiều, từ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới trực tiếp rơi xuống. Nếu không phải kim bằng tôn giả từ đó một kích, vì hắn ngăn trở non nửa long tượng nặng tay chi lực, lúc này sớm đã bị đánh đứt gân gãy xương, biến thành máu thịt be bét một đoàn. Đây cũng là bởi vì trong cơ thể hắn kim bằng huyết mạch tương đối nồng đậm nguyên nhân, nhục thân mạnh mẽ, xa không tầm thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Bằng không mà nói, dù coi như chỉ tiếp nhận một nửa long tượng nặng tay chi lực, cũng vẫn là sinh không chịu nổi. Năm đó long tượng tổ sư sáng tạo, vô cực long tượng công, long tượng nặng tay quét ngang thiên hạ, cùng giai tu sĩ không một người là hắn địch thủ. Nam tử trung niên thật vất vả ngừng lại phun máu tươi tung tóe, không nói hai lời, lấy ra một cái bình ngọc, liên tiếp đổ ra 3 viên kim sắc đan dược, ngửa cổ một cái, tất cả đều nuốt xuống. Đan dược này hiển nhiên là bí chế thánh dược chữa thương, trong chốc lát, trắng bệch như tờ giấy trên mặt, liền một lần nữa hiện lên một vòng huyết sắc. Cầu tặc, mơ tưởng đạt được, đối đây hết thảy, kim bằng lão tổ phảng phất giống như chưa gặp, run rẩy đứng lên, hai mắt gắt gao tiếp cận kim bằng tôn giả. Cắn răng nghiến lợi kêu lên. Tựa hồ đang liều mạng ngưng tụ chân nguyên pháp lực, muốn thi triển thần thông, tự bạo nhục thân. Dám, kim bằng tôn giả sầm mặt lại, thân thể nhoáng một cái, tựa như tia chớp, hướng kim bằng lão tổ kích bắn đi. Mặc dù trong miệng hắn nói đến 10 điểm nhẹ nhõm, tựa hồ căn bản liền không đem kim bằng lão tổ để vào mắt, nhưng đối phương đến cùng là một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, tại cái này cùng giao diện,
đã đại biểu cho tối cao cấp bậc, có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, tự nhiên cũng có chút áp đáy hòm thủ đoạn thần thông. Vạn nhất bị Kim Bằng lão tổ tự bạo nhục thân, vậy coi như thật thất bại trong gang tấc. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, ống tay áo lắp một cái, một đoàn cho vân phi bắn mà ra, ở giữa không trung lăn mình một cái, hóa thành một tên mập mạp tiểu niếp, chính là Oán Linh. Oán Linh mắt nhỏ quay tít một vòng, liền nhìn thấy cách đó không xa Kim Bằng tôn giả linh thân. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến chính là, Oán Linh cũng không có cùng dĩ vãng nhìn thấy quỷ vật linh hồn đồng dạng, hưng phấn đến, be be, trực khiếu, ngược lại sững sờ ngơ ngác một chút, tròn vo trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng nhân cách hóa vẻ sợ hãi. Oán Linh vậy mà lại đối Kim Bằng tôn giả linh thân cảm thấy sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái này Kim Bằng tôn giả cảnh giới thực tế quá cao, mà Oán Linh cố nhiên là hết thảy quỷ vật linh thân thiên địch, làm sao vẫn còn khi còn bé. Bất quá Oán Linh sợ hãi, cũng chỉ là thoáng qua liền mất, lập tức liền, be be, vừa gọi, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu mây xám, hướng về Kim Bằng tôn giả linh thân bay nhào qua. A, trời sinh quỷ linh, Tiêu Vô Cực hậu nhân, vậy mà lại có loại vật này. Thật đúng là kỳ quặc quái gở, lão gia hỏa kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, ai ngờ hắn hậu nhân đều đọa nhập ma đạo, quả thực chính là lớn lao châm chọc. Nhìn thấy Oán Linh hiện thân, ngay cả Kim Bằng tôn giả cũng kinh hãi, kinh ngạc vô cùng kêu lên. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng vô bất kỳ kinh hoàng nào chi ý, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra được, cái này thiên sinh quỷ linh xa vị thành niên, tạm thời còn đối với hắn cấu thành không được bao lớn uy hiếp. Cho nên dưới chân không ngừng chút nào, trực tiếp hướng Kim Bằng lão tổ vào tới, đối Oán Linh làm như không thấy. Chỉ cần chế trụ kia nhân tộc tiểu tử, cái này thiên sinh quỷ linh còn không phải nhà mình vật trong bàn tay, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, Viêm Linh chi nhận nổi lên, chăm chú nắm trong tay, toàn thân chân nguyên pháp lực điên cuồng hướng tinh viêm thần binh bên trong chen chúc mà vào, hẹp dài màu đỏ sậm mũi nhọn, đảo mắt biến thành lam nhạt. Thượng cổ phù văn lấp lánh, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức phun ra ngoài. Viêm Linh Trảm, Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, hai tay vung lên, một đạo thật dài màu lam nhạt đao mang, hướng Kim Bằng lão tổ tật bổ mà đi. Lúc này, Kim Bằng lão tổ không thể động đậy, chính là tốt nhất bia ngắm. Đã Kim Bằng tôn giả nghĩ muốn đoạt xá, như vậy chỉ cần trước một bước hủy đi Kim Bằng lão tổ bộ thân thể này, Kim Bằng tôn giả hết thảy mưu đồ, liền đem thất bại. Không có cỗ này ngộ linh kỳ nhục thân, Kim Bằng tôn giả vẻn vẹn nương tựa theo một bộ linh thân, thủ đoạn thần thông tự nhiên giảm bớt đi nhiều, liền coi như không địch lại, Tiêu Phàm tự tin còn là có biện pháp thoát thân mà đi. Chương 1343, đoạt xá. Tiểu bối, thật to gan, Kim Bằng tôn giả giận tím mặt, một tiếng quát lớn. Một đôi kim sắc cánh, bỗng nhiên tại phía sau hắn nổi lên, hai cánh mở ra, hóa thành vô số phi đao màu vàng óng, hướng Tiêu Phàm kích bắn đi. Đồng thời, Kim Bằng tôn giả mở chừng hai mắt, hướng phía Oán Linh, đốt, một tiếng quát chói tai, một cỗ vô hình tiếng gầm, sôi trào hướng Oán Linh cuồn cuộn cuốn tới. Đây hết thảy động tác đều phát sinh ở trong nháy mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phi đao màu vàng óng gió táp mưa rào đánh trúng màu lam nhạt đao mang. Kim Bằng tôn giả không hổ là thượng giới thánh linh phân thân, vẻn vẹn chỉ là một bộ linh thân, huyễn hóa ra đến phi đao, vậy mà ngạnh sinh sinh đem, Viêm Linh Trảm, từ đó chặt đứt. Không cùng Tiêu Phàm tái phát ra lần công kích thứ hai, Kim Bằng tôn giả đã hóa thành một sợi kim quang, trực tiếp từ Kim Bằng lão tổ trên đỉnh đầu trực thấu đi vào, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên bản nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt phun ra lửa giận Kim Bằng lão tổ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngây dại ra, trên mặt phẫn hận vô so thần sắc, cũng lập tức liền biến mất vô hình. Kim Bằng tôn giả linh thân bá đạo vô so, qua trong giây lát, liền phải hoàn thành đoạt xá. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn ám toán trước đây, Kim Bằng lão tổ thần hồn chi lực, cơ hồ đều đã bị hắn phân thần chế trụ, cho nên đoạt xá mới trở nên thuận lợi vô so. Kim Bằng lão tổ đường đường ngộ linh kỳ đại năng, thậm chí ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố. Đúng lúc này, hai đoàn màu xám sắt cái bóng, bỗng nhiên xuất hiện tại Kim Bằng lão tổ bên người. Thiết bối đao lang, sư tôn cẩn thận, đã xa xa trốn đến mấy chục trượng bên ngoài nam tử trung niên. Bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Kim Bằng lão tổ bên người hai đoàn bóng xám, chính là Tiêu Phàm lặng lẽ phóng xuất hai con tứ giai trùng vương. Thiết bối đao lang tiến thối như điện, dù là Kim Bằng tôn giả là thánh linh phân thân, tại đoạt bỏ chưa triệt để hoàn thành nháy mắt, đối hai đầu con bọ ngựa cũng không có chút nào phát giác. Đợi đến nam tử trung niên lên tiếng nhắc nhở, đã tới không kịp.
Xuy xuy, hai tiếng trầm đục, máu tươi vẩy ra, chỉ thấy Kim Bằng lão tổ một cái cánh tay cùng một cái bắp đùi. Song song từ trên thân thể của hắn tách rời, bay lên không trung. Mặc kệ Kim Bằng tộc tu sĩ thân thể gì chờ cường hoành, tại tứ giai thiết bối đao lang cận thân công kích phía dưới, đều như tờ giấy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Thiết bối đao lang một kích thành công, không chút do dự. Lập tức giơ lên đại đao, lần nữa hung hăng cắt xuống đi. Thiết bối đao lang cận thân bác kích chi thuật, cùng Tiêu Phàm đồng dạng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đó chính là, một khi công kích bắt đầu, liền là giả dích không dứt, không đem địch nhân triệt để diệt sát. Quyết không bỏ qua, trước đó, thiết bối đao lang chưa hề thất thủ qua. Nhưng hôm nay, rốt cục vẫn là phát sinh ngoại lệ. Kim Bằng lão tổ miệng bên trong đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản đờ đẫn hai mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, một cỗ cực kỳ cường hãn bá khí. Thấu thể mà ra, ống tay áo lắc một cái, vừa mới bị thiết bối đao lang chặt đứt lực lượng mỏng manh, càn quét mà lên, một chưởng đánh ra. Phanh, một đoàn huyết phũ bỗng nhiên ở giữa không trung bạo liệt mà ra. Mang theo xông vào mũi mùi máu tanh, vào đầu hướng hai đầu thiết bối đao lang bao phủ xuống. Thiết bối đao lang giáp trụ cực kỳ cứng rắn. Phổ thông pháp bảo căn bản liền không đả thương được bọn chúng mảy may. Nhưng mà đối mặt cái này đầy trời mưa máu, hai đầu con bọ ngựa lại tựa hồ như có chút e ngại, không lo được đả thương địch thủ, thân thể nhoáng một cái. Trong chớp nhoáng liền thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Phải này thở dốc cơ hội tốt, Kim Bằng lão tổ phi thân trở ra, cùng lúc đó, miệng lẩm bẩm, phía sau to lớn thiên bằng điêu khắc, bỗng nhiên huyết sắc cởi tận, một cỗ chói mắt kim quang thẳng bắn tới. Kim Bằng lão tổ lập tức liền tắm rửa tại cái này kim sắc phía dưới ánh sáng, nguyên bản máu chảy ồ ạt tay gãy đứt chân chỗ, chảy máu lập rừng. Kim Bằng lão tổ miệng bên trong niệm chú, miệng vết thương huyết nhục ngưng kết, dần dần hóa thành mới cánh tay cùng đùi, trong nháy mắt, đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Phàm không có tới gần, hắn có thể từ kia vốn cổ phần sắc quang huy bên trong cảm nhận được lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này, hẳn là đến từ huyền linh thượng giới. Bất quá! Tiêu Phàm đồng thời cũng cảm ứng được, cỗ lực lượng này đã là cường nỗ chi kết thúc. Mặc kệ nó là đến từ phương nào, năm đó ra sao chờ cường đại, trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, cũng sớm đã trôi qua tuyệt đại bộ phân uy năng. Mặc dù Kim Bằng lão tổ tay chân trùng sinh, khí tức lại rõ ràng muốn so vừa rồi yếu rất nhiều. Tinh huyết đánh mất rất nhiều. Rất nhanh, phò tượng bên trên kim quang dập tắt, Kim Bằng lão tổ mặc dù hay là lúc trước kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Ánh mắt lại so trước kia sắc bén được nhiều, hung tợn hướng Tiêu Phàm cùng nam tử trung niên quét tới. Là Kim Bằng tôn giả, Tiêu Phàm cơ hồ lập tức liền kết luận, Kim Bằng tôn giả đã đoạt xá thành công, bây giờ đối diện thân thể kia bên trong đợi, chính là Kim Bằng tôn giả thần hồn, Kim Bằng lão tổ thần hồn, ngay tại vừa rồi, đã bị triệt để thôn phệ hết, có lẽ, bị Kim Bằng tôn giả thi triển thần thông gì, triệt để ngăn chặn. Nam tử trung niên kìm lòng không đặng lui lại mấy bước. Trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng sợ hãi vẻ bất an. Thế nào, người cũng muốn phản bội ta à? Kim Bằng tôn giả từ trên cao nhìn xuống tiếp cận nam tử trung niên, lạnh lùng hỏi. Đệ tử không dám, nam tử trung niên vội vàng khom người nói. Mặc dù bị đoạt xá về sau Kim Bằng lão tổ trên thân lộ ra uy áp có chỗ yếu bớt, rất rõ ràng thương thế chưa lành, nhưng khí tức kia lại nguy hiểm được nhiều, phảng phất đối mặt chính là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang hung mãnh quái thú. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Người này có thể không khách khí chút nào ám toán Kim Bằng lão tổ, đối với hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hương hỏa chi tình. Bọn hắn những này hạ giới Kim Bằng tộc nhân, tại Kim Bằng tôn giả trong mắt, cùng sâu kiến cũng không kém là bao nhiêu. Một khi chọc giận người này, chỉ sợ sẽ không chút khách khí lấy tính mệnh của hắn. Ngươi cũng không cần phải sợ, ta đoạt sư phụ ngươi nhục thân, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lúc trước Thiên Bằng đại nhân gặp đại nạn, bị tiêu vô. Bị cường địch bước đến tuyệt cảnh, lúc này mới mệnh ta hạ giới ẩn núp, chờ đợi lấy ngày sau Đông Sơn tái khởi. Chỉ bất quá ta chờ đợi thời gian quá dài, nhục thân đã sớm mục nát. Tại phá giới dưới đến thời điểm, ta cũng bị trọng thương. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không đoạt xá. Mặc dù Kim Bằng tôn giả đổi giọng cực nhanh, Tiêu Phàm vẫn là nghe rõ ràng. Lại nguyên lai năm đó ở huyền linh thượng giới, Vô Cực Thiên Tôn chẳng những diệt sát Ngân Dực Lôi Bằng, còn đem Kim Sĩ Đại Bằng cũng bước đến tuyệt cảnh. Về phần Kim Sĩ Đại Bằng phải chăng cuối cùng được lấy may mắn thoát khỏi, không được biết, nhưng từ người này ngôn từ ở giữa, nhưng cũng có thể nhìn thấy một hai. Như Kim Sĩ Đại Bằng bình yên vô sự, cần gì phải muốn phái phân thân mạo hiểm đến hạ giới. Nói đến, đây đã là Kim Sĩ Đại Bằng cuối cùng cũng là nhất bất đắc dĩ thủ đoạn,
coi là thật không tưởng tượng ra được, Phổ Cực Thiên Tôn tại Huyền Linh thượng giới đến cùng ra sao cùng uy phong, không ngớt sinh thánh linh đều một cái tiếp một cái bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Đã các ngươi là kim bằng tộc nhân, bản tôn người tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Cùng bắt lấy cái này nhân tộc tiểu tử, bản tôn người liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về kim bằng tộc. Lấy tư chất của ngươi, đột phá bình cảnh đặt chân ngộ linh kỳ, cũng không làm khó dễ, ngươi thiếu khuyết bất quá là một chút kinh nghiệm mà thôi, cái này bản tôn người có thể chỉ điểm ngươi. Chờ ta triệt để luyện hóa tiểu tử này hỗn độn linh thể, liền sẽ trở về Huyền Linh thượng giới đi. Đến lúc đó, ngươi chính là kim bằng tộc mới nhất tộc chi chủ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn làm tộc trưởng, không nghĩ nâng cao một bước a? Kim bằng tôn giả mắt nhìn nam tử trung niên, không chậm không nhanh nói, trong giọng nói, cực điểm dụ hoặc sở trường. Hắn kế hoạch ban đầu, là thừa dịp nam tử trung niên cùng Tiêu Phàm kịch chiến thời điểm, vô thanh vô tức cướp đoạt kim bằng lão tổ nhục thân, cùng Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn sớm đã hoàn thành đoạt xá. Đến lúc đó, lấy hắn Huyền Linh thượng giới siêu cấp cao thủ kinh nghiệm kiến thức cùng nhục thân ngộ linh kỳ tu vi cảnh giới, cầm xuống chỉ là một tên nguyên anh kỳ hậu bối, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ quan trọng trước mắt, lại ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Nhất là Tiêu Phàm chợt bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, thế mà còn nuôi dưỡng có tứ giai thiết bối đao lang cùng trời sinh quỷ linh dạng này hiếm thấy linh vật, mặc dù lấy hắn dưới mắt cảnh giới tu vi, Tiêu Phàm cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng muốn dễ như trở bàn tay cầm xuống người này, nhưng cũng không có mấy phần chắc chắn. Lúc này, có người trợ giúp tự nhiên so đơn đả độc đấu muốn tốt. Nam tử trung niên sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục cắn răng một cái, nói, đệ tử nguyện ý tuân theo tôn giả đại nhân chỉ lệnh. Rất tốt, kim bằng tôn giả nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra tiếu dung. Người trước cuốn lấy tiểu bối này một lát, chờ ta thu thập kia hai đầu côn trùng lại nói. Cái này an bài ngược lại là 10 điểm hợp lý. Lấy tứ giai thiết bối đao lang năng lực cận chiến, nếu như nam tử trung niên không có thụ thương, vẫn như cũ ở vào nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, có lẽ còn có thể ngăn cản một trận, nếu không được cũng có thể thoát thân mà đi. Nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, cùng thiết bối đao lang giao phong, chỉ sợ trong chốc lát, liền sẽ bị cắt thành khối vụn. Kim bằng tôn giả không chút do dự, đem hai đầu biến thái linh trùng giao cho mình tới đối phó. Nghe xong là cái này an bài, nam tử trung niên lập tức âm thầm thở phào một cái, lập tức hung tợn tiếp cận Tiêu Phàm, quát lạnh nói, tiểu bối, liền để cho ta tới hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Hắn thấy, Tiêu Phàm bất quá là phía sau đánh lén tiểu nhân, coi là thật động thủ, nơi nào sẽ là đối thủ của mình. Bất kể nói thế nào, nhất định phải đem tiểu bối này cầm xuống, báo một trưởng kia mối thù. Nam tử trung niên cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hoàng kim mặt nạ, hướng trên mặt bao một cái, kín cái thiếp trên mặt, nam tử trung niên đảo mắt liền biến thành ưng miệng điêu mắt bộ dáng, cùng kia lôi chấn tử rất có chỗ tương tự, mà nguyên bản bởi vì thụ thương mà trở nên suy yếu khí tức, nháy mắt liền tăng vọt đi lên, khôi phục lại nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Phía sau kim quang lóe lên, một đôi dài đến mấy trượng cánh chim màu vàng giãn ra, mỗi một viên lông vũ đều chiếu sáng rạng rỡ, cho người ta một loại cực kỳ hoa lệ, vừa tức thế bức người cảm giác. Cái này hoàng kim mặt nạ không biết là loại nào pháp bảo, lại có nháy mắt tăng cao tu vi pháp lực cường hãn năng lực. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, trong tay đã nhiều một thanh hàn lóng lánh trường kiếm, giao long khí tức bắn ra, đồng dạng khí thế khiếp người. Tiểu bối, đi chết đi. Nam tử trung niên một tiếng quát lớn, phía sau hai cánh càng thêm kim quang lóa mắt, kim sắc lông vũ liền muốn chuyển hóa thành bản mệnh phi đao, lần nữa hướng Tiêu Phàm phát động tiến công. Xem kiếm, Tiêu Phàm lại thân thể nhoáng một cái, trong chớp nhoáng liền đến hắn phụ cận, giơ cao trường kiếm, một kiếm bổ xuống. Vậy mà đoạt trước một bước, phát động công kích, cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường. Chương 1344, đánh không chết tiểu cường. Mắt thấy kim bằng tôn giả đoạt xá thành công, Tiêu Phàm rất rõ ràng, hôm nay gặp phải cục diện, thực tế cực kỳ hung hiểm, so sánh với Long Thần Đảo một lần kia, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Dù sao một lần kia đối mặt chỉ là thất dạ mãng hóa thân một bộ linh thân, lần này đối mặt kim bằng tôn giả, cũng đã có được hiểu linh kỳ tu sĩ nhục thân. Nó sức chiến đấu có lẽ chưa chắc ngay tại huyết quang thiếu niên phía trên, nhưng độ tự do nhưng còn xa không phải huyết quang thiếu niên có thể so. Tại Long Thần Đảo, huyết quang thiếu niên thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là trông coi huyết tế sân bãi, bảo đảm kén máu bên trong thai nghén sinh linh an toàn, không dám rời xa. Tiêu Phàm bọn người cái này mới được thuận lợi thoát thân. Dưới mắt kim bằng tôn giả, lại vô cùng có khả năng đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Lần này,
Tiêu Phàm là thật tránh đều không trốn thoát. Từ Kim Bằng tôn giả biết được hắn hỗn độn linh thể về sau, kia tham lam thần sắc đến xem, Tiêu Phàm rất rõ ràng, người này không bắt hắn, là tuyệt sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, kia liền nghĩ cách trước tiêu diệt hắn giúp đỡ lại nói. Đơn đả độc đấu, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi chút nào cùng giai tu sĩ, nhưng ở hỗn chiến bên trong, một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, uy hiếp lại là không thể khinh thường. Đến hay lắm, mắt thấy Tiêu Phàm chủ động hướng hắn tiến công, nam tử trung niên không những không giận mà còn cười, một tiếng gầm thét, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh hậu bối kim đao, tản ra cường đại kim bằng khí tức, không chút do dự, hướng về thanh kim sắc trường kiếm nghênh kích đi lên. Kim sĩ đại bằng điểu có xé rách hư không thiên phú thần thông, tại không gian chi đạo thiên phú bên trên, gần với thiên phượng nhất tộc. Cái này kim bằng tu sĩ được chứng kiến Tiêu Phàm thuấn di thần thông cùng không gian chi thuật, liền là đem bản mệnh lông vũ hóa thành kim đao tế ra. Mục đích đúng là muốn để Tiêu Phàm thuấn di thuật cùng không gian thuật khó mà thỏa thích thi triển. Chỉ cần có thể đem Tiêu Phàm khóa chặt, buộc hắn cùng mình cứng đối cứng, nam tử trung niên có tuyệt đối tự tin, Tiêu Phàm khẳng định không phải là đối thủ của mình. Qua nhiều năm như vậy, cùng giai tu sĩ giao thủ. Hắn còn chưa từng bị đánh bại, bang, đao kiếm tương giao, phát ra như kim loại giòn vang. Vượt quá nam tử trung niên ngoài ý liệu chính là, lần này Tiêu Phàm cũng không có thi triển hắn thuấn di thuật cùng không gian thuật, mà là thực sự giao thủ. Hắn có thể cảm thấy thanh kim sắc trên trường kiếm truyền đến cự lực, cỗ lực lượng này mạnh, thậm chí để hắn toàn thân vì đó chấn động. Kim bằng tôn giả từng nói, Tiêu Phàm thể nội có kim cương cự viên huyết mạch, nam tử trung niên còn có chút không tin tưởng lắm, hiện tại nhưng lại không thể không tin. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm là, nam tử trung niên nguyên lai tưởng rằng Tiêu Phàm muốn cùng hắn liều mạng, một ngụm chân khí đều đã xách tới, chuẩn bị kỹ càng để cho cái này nhân tộc tiểu tử nếm thử bản mệnh kim đao lợi hại. Kia nhìn qua sắc bén vô song thanh kim sắc trường kiếm, bỗng nhiên liền đoạn mất, phân thành mười mấy đoạn. Không, không phải mười mấy đoạn mảnh vỡ, mà là mười mấy chuôi hàn lóng lánh đoạn kiếm. Tiêu Phàm thanh trường kiếm này, vốn là từ ly giao 12 phiến bản mệnh vảy rồng luyện chế mà thành, là Tiêu Phàm xuất kỳ bất ý, tấn công địch không sẵn sàng đòn sát thủ. Cho tới nay, mỗi lần xuất thủ đều chưa từng thất bại qua. Lần này cũng không ngoại lệ, dù là nam tử trung niên cảnh giới cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lần này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hỗn chướng, chấm ngoặc kép, trong lúc cấp bách, nam tử trung niên thân thể lắc một cái, toàn thân phi đao màu vàng óng bỗng nhiên bay múa mà lên. Hướng về như thiểm điện đánh tới 12 chuôi vảy rồng kiếm nghênh kích mà lên. Động tác lại nhanh, so sánh với Tiêu Phàm hay là chậm nửa nhịp. Một trận đinh đương loạn hưởng, hơn phân nửa vảy rồng kiếm bị phi đao màu vàng óng đón đỡ bên ngoài, lập tức tiếng rên rỉ đột nhiên vang. 12 chuôi vảy rồng kiếm trong nháy mắt bay trở về đến Tiêu Phàm trong tay, một lần nữa ngưng kết thành một thanh thanh kim sắc trường kiếm. Nam tử trung niên kim quang lóng lánh bảo phục phía trên, lại thêm ra ba đạo giả sắc. Vai trái, ngực trái cùng eo phải, da chóc thịt bong, thỉnh thoảng có máu tươi phun ra ngoài. Nếu không phải hắn chống đỡ phải nhanh, vừa rồi ba thanh vảy rồng kiếm là đủ đem hắn cắt làm mấy khúc, tuyệt không phải dưới mắt loại này da thịt tổn thương. Tiểu bối, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên phẫn nộ được sủng ái lỗ đều vặn vẹo biến hình. Rõ ràng tiểu tử này cảnh giới còn không bằng mình, coi là thật giao thủ với nhau. Lại trói chân trói tay, khắp nơi bị quản chế, liên tiếp thụ thương, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Bị kim bằng tôn giả nhìn thấy hắn như thế vô năng, chỉ sợ trở lại trong tộc về sau, cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Về phần nói kế thừa tôn giả y bát, trở thành kim bằng tộc một đời mới tộc trưởng, kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm căn bản liền định cùng hắn đấu võ mồm, càng không có ý định để hắn thở nổi, cổ tay rung lên, thanh kim sắc trường kiếm mang theo thật dài kiếm mang. Lần nữa hung hăng hướng nam tử trung niên cực bổ xuống. Còn tới chiêu này, nam tử trung niên cơ hồ muốn tức nổ phổi. Tiểu tử này liên tiếp không ngừng mà sử dụng cùng nhất chiêu số, cái này không chỉ là miệt thị hắn, quả thực chính là vũ nhục. Đối với hắn trí thông minh vũ nhục, chẳng lẽ loại này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn, sẽ để cho hắn đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hai lần mắc lừa a? Lập tức nam tử trung niên hét lớn một tiếng, đối tật bổ mà tới thanh kim sắc trường kiếm chẳng quan tâm. Nhô lên bản mệnh kim đao, trung cung thẳng tiến vào, trực tiếp hướng Tiêu Phàm ngực hung hăng xóc quá khứ. Đang xuất thủ nháy mắt, liền kích phát bản mệnh kim đao xé rách hư không thiên phú thần thông, trong chớp nhoáng liền đến Tiêu Phàm phụ cận. Đi sau mà tới trước, quả nhiên hảo thủ đoạn. Trong chốc lát,
bản mệnh kim đao liền đã cùng Tiêu Phàm lồng ngực gần trong gang tấc. Mặc dù Tiêu Phàm người khoác vảy rồng giáp, nhưng nam tử trung niên tin tưởng, mạnh hơn giáp trụ, cũng không có khả năng chính diện ngăn trở mình bản mệnh kim đao một kích toàn lực. Chỉ cần không phải thông huyền linh bảo chính phẩm, một kiện khôi giáp không có khả năng như thế nghịch thiên. Đúng vào lúc này, nam tử trung niên lại sững sờ ngơ ngác một chút, bởi vì, hắn chợt phát hiện, Tiêu Phàm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Rất nhạt, mang theo nhẹ nhẹ vẻ châm chọc, nguyên bản tự tin hơn gấp trăm lần kim bằng cao thủ, trong lòng bỗng nhiên lại lo lắng bất an, chẳng lẽ, Tiêu Phàm lại có quỷ kế gì không thành. Rất không may, hắn lúc này lại đoán đúng rồi, Tiêu Phàm mục đích, chính là muốn dụ khiến cho hắn cùng mình cận thân bác kích. Tiêu Phàm người mang long tượng chi lực, kim cương thân thể, cận thân bác kích thuật có 102 thiên hạ. Nam tử trung niên cho dù người mang kim xí đại bằng bản mệnh thần thông, chém giết gần người cũng tuyệt không phải Tiêu Phàm đối thủ. Long tượng nặng tay, bốn chữ rõ ràng vô cùng truyền vào đến nam tử trung niên trong tai. Sớm đã vận sức chờ phát động tay trái, bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Cuồng phong gào thét, phá mặt như đao. Vương bát đản, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên chỉ gọi phải nửa tiếng, liền là hóa thành kêu thảm, cả thân thể đằng không bay lên, giữa không trung tung xuống một lớn bồng huyết vũ. Lốp bốp, một trận loạn hưởng, kia là xương cốt vỡ vụn thanh âm, trong lúc nhất thời, nam tử trung niên căn bản cũng không biết, mình toàn thân xương cốt, đến cùng còn có mấy cây là hoàn chỉnh. Đáng thương vị này đường đường nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, ngày bình thường tại kim bằng tộc xương tôn xương tổ, thậm chí tại toàn bộ huyền ta giới đều thanh danh hiển hách, tại một cái xa so với mình trẻ tuổi cùng giai tu sĩ trước mặt, lại trở nên giống như là đứa bé, không có chút nào kháng cự chi lực. Người giữa không trung. Nam tử trung niên tràn đầy phẫn hận lại tràn đầy sợ hãi trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc, bỗng nhiên khẽ vươn tay, răng rác, một tiếng, mang trên đầu hai con kim sắc đoản rác bên trong một con, ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Kỳ quái là, mặt ngoài vết thương chỗ cực kỳ chỉnh tề, phảng phất bị lưỡi dao tận gốc chặt đứt, bóng loáng như gương, không có chút nào vết máu chảy ra. Nam tử trung niên thật sâu nhìn cái này đoản rác một chút, không nói hai lời, bỗng nhiên hé miệng, cắn một cái vào đoản rác. Lanh lợi, một trận giòn vang, vậy mà đem cái này đoản rác nhai phải vỡ nát, trực tiếp nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, nguyên vốn đã khó khăn lắm ngã xuống hậu kỳ đại tu sĩ vừa mới tiến cấp tiêu chuẩn nam tử trung niên, trên thân bỗng nhiên bốc lên nó một cỗ sinh cơ bừng bừng, trong hai mắt một mảnh đỏ bừng, phảng phất có từng giọt máu tươi muốn nhỏ giọt xuống. Đây đã là hắn trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai cưỡng ép kích phát thể nội tiềm năng, nháy mắt áp chế thương thế, khôi phục pháp lực. Có lẽ kim bằng tộc xác thực có loại bí thuật này, nhưng vô luận như thế nào, làm như vậy khẳng định sẽ dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thể xác tinh thần thụ trọng thương chính là tất nhiên. Chỉ là tình thế cách cấm, lúc này nam tử trung niên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu, cũng tổng so ở đây bị nhân tộc tiểu tử tại chỗ diệt sát phải tốt hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, loại này liều chết đến cùng đấu pháp, vẫn chưa để Tiêu Phàm có chút bàng hoàng chi ý, dừng bước, như bóng với hình thẳng đuổi theo. Trong tay dài kiếm nhất run, vô số kiếm hoa kéo ra, kiếm ảnh như núi, chồng chất, hướng nam tử trung niên cuồn cuộn đánh tới. Vô cực chín kiếm, đây là vô cực môn đích truyền kiếm pháp, trừ chính tông vô cực đệ tử, bất kỳ người nào cũng không thể đạt được truyền thụ, bao quát vợ con ở bên trong. Tại phàm tục thế giới thời điểm, Tiêu Phàm rất ít khi dùng đến bộ kiếm pháp kia thời điểm. Người bình thường các loại, ai cũng đỡ không nổi hắn một chiêu nửa thức. Trên cơ bản không dùng đến vô cực chín kiếm dạng này áp đáy hòm tuyệt kỹ. Chân chính có thể đem hắn làm cho sử xuất vô cực chín kiếm địch nhân, cực kỳ hiếm thấy. Dù coi như tại tu chân giới, bộ kiếm pháp kia Tiêu Phàm cũng cực ít thi triển. Bình thường đến nói, long tượng nặng tay liền có thể rất gọn gàng giải quyết vấn đề. Bất quá đối mặt nam tử trung niên dạng này, đánh không chết tiểu cường, Tiêu Phàm rốt cục đem bộ kiếm pháp kia phát huy ra. Chính là không thể để cho đối thủ lại có cơ hội thở dốc. Một khi để nam tử trung niên thở ra hơi, khẳng định cũng sẽ có lợi hại thủ đoạn muốn thi triển. Mỗi một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều có mình tuyệt chiêu. Tiêu Phàm cố nhiên cũng không e ngại, thế nhưng là một trận chiến này thời gian liền kéo quá dài. Chỉ sợ bên kia tòa kim bằng tôn giả sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy đến chậm rãi giải quyết chiến đấu. Đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái, là an toàn nhất, cũng nhất, lợi ích thực tế, phương pháp. Nam tử trung niên ánh mắt lập tức biến. Hắn đã lĩnh giáo qua Tiêu Phàm chém giết gần người thủ đoạn, trong đầu thanh thanh sở sở, vô luận như thế nào, cũng không thể để cái này nhân tộc tiểu tử lấn đến bên cạnh mình trong vòng một trường. Nếu không lịch sử liền sẽ tái diễn, tai nạn lần nữa giáng lâm.
hắn là chân chân chính chính lại cũng chịu đựng không nổi một cái long tượng nặng tay. Thân thể nhoáng một cái, kim bằng tộc xé rách hư không thiên phú thần thông thi triển, nam tử trung niên liền muốn cùng Tiêu Phàm kéo dài khoảng cách. Lúc này, một đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án nổi lên, lập tức liền đem đường đi của hắn phong bế. Đối với hắn chiêu này, Tiêu Phàm đã sớm phòng bị đến. Không đợi nam tử trung niên lại có động tác gì, vô tận kiếm ảnh đã bao phủ xuống. Hỗn đản, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên tiếng hét phẫn nộ bên trong, kim sắc thân thể đảo mắt liền bị cuồn cuộn kiếm hoa bao phủ hoàn toàn, tại kiếm hoa bên trong, thỉnh thoảng vang lên binh khí giao kích thanh âm cùng nam tử trung niên tức hổn hển giận mắng. Đánh tới đánh lui, cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái này nhân tộc tiểu tử bày cái bẫy. Chương 1345, viện binh. Bên này đánh cho náo nhiệt, bên kia kim bằng tôn giả đối phó thiết bối đao lang thủ pháp, cũng là gọn gàng. Mắt thấy hai đầu thiết bối đao lang khí thế hung hăng lao đến, kim bằng tôn giả cười lạnh một tiếng. Hai con tứ giai tiểu côn trùng, liền thật lấy vì bản tôn người không có cách nào đối phó a. Ống tay áo lắc một cái, bay ra một viên màu tím sậm quả, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, lộ ra 10 điểm nồng đậm mùi thơm, khiến người vừa nghe phía dưới, đầu tiên là tâm thần thanh thản, lập tức liền đầu váng mắt hoa, chỉ muốn lập tức nằm vật xuống, hô hô ngủ một giấc say. Chính là mê cốc thụ quả. Loại này màu tím sậm, dược linh chỉ tại vạn năm trở lên, cùng 10.000 năm hai lá tham gia đồng dạng, là cường liệt nhất đến huyễn thuốc. Tiêu Phàm cũng thu thập không ít, bào chế về sau, dùng tại Thái Thanh Hoa Linh Đan, bên trong, chỉ cần không thừa thái, đan dược tăng tiến vào thần niệm chi lực hiệu quả sẽ nâng cao một bước. Kim bằng tôn giả miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, trong khoảnh khắc liền bị mê cốc quả hút thu vào, màu tím sậm quả, lộ ra một tia máu tươi đỏ thắm. Nhấc tay một chưởng oanh ra, phanh, một tiếng vang trầm, mê cốc quả lăng không nổ tung, hóa thành một đoàn màu đỏ tím sương mù, vào đầu hướng hai con tứ giai linh trùng bao phủ xuống. Đồng thời kim bằng tôn giả miệng lẩm bẩm, từng đạo quỷ dị thần hồn chi lực, dung nhập vào màu đỏ tím trong sương mù. Mặc dù Tiêu Phàm đang toàn lực đối phó nam tử trung niên, đối tình huống bên này cũng vẫn luôn tại lưu ý. Hai đầu tứ giai con bọ ngựa, dưới tình huống bình thường, dù coi như đối mặt bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng có sức tự vệ, thật đánh không lại, tránh hay là lẫn mất lên. Nhưng mà kim bằng tôn giả lại tuyệt không phải bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ, lai lịch của hắn quá mức kinh người, Tiêu Phàm còn lo lắng linh trùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kim bằng tôn giả đánh ra cái này từng đạo quỷ dị thần hồn chi lực, Tiêu Phàm lập tức cảm giác được trong lòng bất an, liền cùng hắn tiếp cận nơi này lúc, loại kia hào không lý do kinh dị cảm giác. Là đồng dạng, cứ việc kim bằng tôn giả nhận giao diện chi lực áp chế, lúc trước nhục thân đã sớm hủy, tại cái này giới, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ngộ linh kỳ sức chiến đấu, nhưng mà thần hồn chi lực nhưng còn xa không phải bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ có thể so sánh với kim bằng lão tổ dạng này sinh trưởng ở địa phương ngộ linh kỳ tu sĩ. Phải cường đại hơn nhiều, có thể hữu hiệu đối phó thiết bối đao lang loại này hung trùng phương pháp, xác thực không nhiều. Nhưng mà thần hồn chi đạo tăng thêm máu đạo thần thông, lại là rất không tệ khắc chế chi pháp. Thiết bối đao lang hung ác vạn phân, gân cốt như sắt, binh khí khó thương, pháp bảo tầm thường cũng đối phó không được, nhưng đại đa số côn trùng đều có một cái nhược điểm. Đó chính là thần hồn chi lực yếu nhỏ, còn lâu mới có thể cùng tu sĩ nhân tộc đánh đồng. Ngu xuẩn mà dã man mà hung hãn, đây cũng là hết thảy man hoang chủng tộc điểm giống nhau. Quả nhiên, thiết bối đao lang vừa thấy được bức đồ án kia tử sắc sương mù. Liền là lộ ra 10 điểm e ngại, bỗng nhiên dừng lại thân thể, ngẩng đầu nhìn đoàn kia đỏ tía sương mù, trần trờ không quyết. Nguyên bản đối với côn trùng đến nói, đối bất kỳ cái gì sự vật phản ứng đều rất đơn giản, bình thường chỉ có hai loại lựa chọn, đánh hoặc là trốn. Côn trùng sẽ không muốn quá nhiều, sẽ chỉ phục tùng mình bản năng, bởi vậy cũng đã rất thiếu xuất hiện trần trờ không quyết định tình huống. Lần này, xem như trường hợp đặc biệt, kim bằng tôn giả cường đại thần hồn chi lực, nháy mắt liền đối thiết bối đao lang sinh ra kịch liệt ảnh hưởng. Như thế do dự trần chờ một chút, liền đầy đủ màu đỏ tím sương mù vào đầu bao phủ xuống. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Hai đầu thiết bối đao lang thân thể chấn động, phảng phất mộng du bên trong người bỗng nhiên bị tỉnh lại, mạnh hữu lực hai cái bắp đùi trên mặt đất khẽ trống, lập tức nhanh như thiểm điện hướng một bên bay đi, sau đó, cũng không quay đầu lại, trực tiếp trốn tiến vào xa xa mê cốc trong rừng, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Nguyên bản kim bằng tôn giả không có ý định thu phục hoặc là diệt sát thiết bối đao lang. Tứ giai thiết bối đao lang, đã không có khả năng đổi chủ. Về phần diệt sát,
có thể diệt sát kia là tốt nhất, thực tế diệt sát không được, cũng không làm đại sự. Kim Bằng Tôn giả mục tiêu là Tiêu Phàm, chỉ cần bắt cái này nhân tộc tiểu tử, hai đầu con bọ ngựa liền mặc bọn chúng ở đây tự sinh tự diệt tốt, cần gì phải để ý tới. Hai đầu con bọ ngựa đào tẩu, Tiêu Phàm cũng không có vội vã triệu hoán bọn chúng trở về. Hắn cùng linh trùng ở giữa thần niệm liên hệ mặc dù không gì phá nổi, nhưng thiết bối đao lang vừa mới thụ rất lớn kinh hãi, để bọn chúng trước tránh một chút cũng tốt. Dù sao có thần hồn cấm chế tại, thiết bối đao lang cũng sẽ không chạy ra quá xa, cùng việc nơi này, lại tìm về đến là được. Bất quá thiết bối đao lang như thế dễ như trở bàn tay bị Kim Bằng Tôn giả dọa đi, vẫn còn có chút vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Sớm biết cái này Kim Bằng Tôn giả đến từ huyền linh thượng giới, tất nhiên có chút khó lường thủ đoạn, lại cũng không nghĩ ra cường hãn đến thế. Trong chốc lát, liền thiếu đi hai tên cường đại giúp đỡ, Tiêu Chân Nhân nói không phiền muộn tuyệt đối là giả, chỉ là trong lúc nhất thời, cũng vô pháp khả thi. Mắt thấy hai đầu con bọ ngựa chạy trối chết, Kim Bằng Tôn giả cười ngạo nghễ, hướng bên này nhìn sang, lại chỉ thấy Tiêu Phàm vận kiếm như gió, đã sớm đem nam tử trung niên hoàn toàn bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Chỉ thấy kiếm lóng lánh, nhưng không thấy nam tử trung niên thân ảnh. Phế vật, Kim Bằng Tôn giả từ trong hàm răng lóe ra như thế hai chữ đến, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Mặc dù nghĩ cũng biết, tu sĩ tầm thường tuyệt đối không phải hỗn độn linh thể cùng giai tu sĩ đối thủ, thế nhưng nam tử trung niên một mực bị Tiêu Phàm đè lên đánh, ngay cả thở một ngụm công phu đều không đáp lại, thực tế cũng đủ uất ức. Chỉ bất quá trong lúc này, Kim Bằng Tôn giả còn cần giúp đỡ. Cũng không thể trơ mắt cứ như vậy nhìn xem nam tử trung niên bị diệt sát. Lúc này dưới chân khẽ động, đã sắp qua đi giải cứu. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đầy trời kiếm quang bỗng nhiên tiêu tán, một đạo máu thịt be bét bóng người, từ kiếm quang bao phủ xuống bắn ra, chính là nam tử trung niên. Chỉ bất quá thời khắc này Kim Bằng trưởng lão, sớm đã máu me đầm đìa, toàn thân trên dưới, không biết có bao nhiêu đạo vết thương, ngay tại tích táp hướng xuống chảy xuôi máu tươi. Trên mặt mặt nạ hoàng kim cũng đã bóng dáng không gặp, trắng bệch như tờ giấy trên mặt, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Cánh tay trái càng là sóng vai mà đứt, toàn bộ nửa người đều rách mướp, rất hiển nhiên đây không phải lợi kiếm gây thương tích, mà là nam tử trung niên tự bạo pháp bảo thời điểm làm bị thương chính mình. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, lại không tự cứu, coi như đợi không được tôn giả đại nhân viện thủ. Quả nhiên bằng vào pháp bảo tự bạo uy năng, thành công phá giải Tiêu Phàm liên miên bất tuyệt vô cực chín kiếm. Vừa một lấy được tự do, nam tử trung niên nhìn đều không hướng Kim Bằng Tôn giả bên kia nhìn lên một cái, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một chút, trong hai con ngươi tràn đầy oán hận chi ý, dưới chân lại không ngừng chút nào, độn quang cùng một chỗ, trong chớp nhoáng biến hướng hơn trăm trượng bên ngoài mê cốc trong rừng kích bắn đi, vậy mà cùng thiết bối đao lang không có sai biệt. Đao mệnh quan trọng, về phần Kim Bằng Tôn giả đủ loại hứa hẹn, không cần cũng được. Tại sự cảm nhận của người nọ bên trong, mình căn bản liền chẳng phải là cái gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn hy sinh hết, mí mắt cũng sẽ không chớp mắt. Tiêu Phàm cũng không có đuổi theo, nhìn qua nam tử trung niên máu thịt be bét bóng lưng, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Nam tử trung niên tốc độ bay cực nhanh, chỉ một cái hô hấp ở giữa, liền đã đi ngang qua hơn trăm trượng xa, đến mê cốc bên rừng duyên, sau một khắc, liền muốn biến mất tại mênh mông trong rừng rậm. Đột nhiên, phích lịch một tiếng, một nói kim sắc thiểm điện. Không hề có điểm báo trước từ trong rừng rậm bổ ra. Cái này nói kim sắc thiểm điện, mới xuất hiện lúc 10 điểm tinh xảo, mỗi bổ ra một tấc, liền thô to một phân. Trong nháy mắt liền biến thành thô to lôi trụ, trùng điệp đánh vào nam tử trung niên dưới đỉnh đầu. Bất ngờ không đề phòng, tu vi giảm nhiều, kém chút ngã ra nguyên anh hậu kỳ cảnh giới nam tử trung niên cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực, lập tức kêu thảm một tiếng, máu thịt be bét thân thể, lập tức liền bị kim sắc phích lịch hoàn toàn nuốt hết. Đảo mắt nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ, tứ tán vẩy ra, sau một khắc, những này vẩy ra mưa máu lại hóa thành điểm điểm sương mù, tiêu tán ở hư giữa không trung. Đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Kim Bằng tộc trưởng lão, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả nguyên anh đều bị Hạo Dương thần lôi tại chỗ diệt sát, như vậy hôi phi yên diệt, triệt để bị lau đi vết tích. Kim Bằng Tôn giả sắc mặt, trong chớp nhoáng chìm xuống dưới. Hồng ảnh lóe lên, một bộ váy đỏ tóc trắng phơ bay múa Âu Dương Minh Nguyệt, từ mê cốc trong rừng chậm bước ra ngoài, dưới chân như hành vân như nước chảy, nháy mắt liền tới phụ cận, cùng Tiêu Phàm đứng sóng vai, đối mặt với Kim Bằng Tôn giả. Đến rồi, Tiêu Phàm mỉm cười, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng bình yên chi ý. Ta nhìn thấy ngươi cho ta nhắn lại. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói.
Biết Tiêu Phàm thế mà đi bị ngăn cách hơn nghìn năm lâu trung thổ giới, Âu Dương Minh Nguyệt khải quan về sau, lập tức không chút do dự liền chạy tới. Nàng là huyền âm chi thể, cùng Tiêu Phàm song tu về sau, huyền âm chân nguyên đã sớm tồn tại tại Tiêu Phàm thể nội, lẫn nhau ở giữa đều có một loại nào đó thần kỳ tương quan cảm ứng, chỉ dẫn lấy nàng đuổi tới nơi đây. Khó trách mỗi lần đột phá không gian bình chướng, Tiêu Phàm đều phải để lại dưới một đầu tương đối ổn định trường kỳ thông đạo. Kim Bằng Tôn giả nhìn qua Âu Dương Minh Nguyệt, song mi lại nhau. Thần niệm chi lực nhô ra, hắn cũng sớm đã phát giác được, Âu Dương Minh Nguyệt vậy mà là ngộ linh kỳ tu sĩ, cùng bị hắn đoạt xá Kim Bằng Lão Tổ ở vào cùng một cảnh giới. Đương nhiên, Kim Bằng Lão Tổ đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, Âu Dương Minh Nguyệt rất rõ ràng vừa mới tiến cấp không lâu, khác nhau vẫn phải có, sức chiến đấu có cao thấp chi phân. Nhưng bất kể như thế nào, ngộ linh kỳ tu sĩ đều là cái này một giới mạnh nhất đại năng, bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Phàm liền có thêm dạng này một tên mạnh hữu lực giúp đỡ, Kim Bằng Tôn giả đương nhiên rất không vui. Tiểu nha đầu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ rời đi, bản tôn người có thể coi như cái gì đều chưa từng phát sinh. Ngươi sát hại ta Kim Bằng tộc nhân sự tình, xóa bỏ. Kim Bằng Tôn giả trên dưới dò xét Âu Dương Minh Nguyệt một phen, chậm rãi nói. 10 điểm ông cụ non. Hắn là đến từ huyền linh thượng giới đại năng, cũng không biết tại cái này giới ngủ say bao lâu, thực tế là già đến không thể già hơn nữa lão quái vật. Lấy dạng này ngữ khí cùng thần thái cùng Âu Dương Minh Nguyệt đối thủ, không thể bình thường hơn được. Âu Dương Minh Nguyệt cũng đánh giá hắn, thần sắc trên mặt hờ hững, không rên một tiếng, tựa hồ ngay cả một câu đều chẳng muốn nói nhiều với hắn. Loại này rõ ràng xem thường thần thái, lập tức liền chọc giận Kim Bằng Tôn giả, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Lạnh lùng nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng, dựa vào các ngươi chỉ là hai tên người hạ giới, liền có thể chống cự bản tôn người. Quả thực chính là nằm mơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1346, ăn ý. Âu Dương Minh Nguyệt xanh thảm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo như ngón út tinh xảo kim sắc hồ quang điện bắn ra. Không xem qua Tiêu cũng không phải là Kim Bằng Tôn giả, mà là thẳng lên trên trời. Trong nháy mắt, liền ở giữa không trung biến thành một chương kim quang lóng lánh lưới điện, hướng Kim Bằng Tôn giả chút xuống. Vậy mà nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp đánh. Âu Dương Minh Nguyệt chính là như vậy tính cách, đã đối phương là hướng về phía Tiêu Phàm hỗn độn linh thể mà đến, đó chính là không chết không thôi kết cục, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ để đàm phán. Kia liền không có gì để nói nhiều. Trực tiếp phân thắng bại phán sinh tử là được. Âu Dương Minh Nguyệt ra tay trước, quả thật có chút vượt quá Kim Bằng Tôn giả ngoài ý liệu, bất quá lập tức liền cười lạnh một tiếng, cánh tay một dương, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái phễu vòng xoáy, khoảnh khắc hóa thành mấy trượng đường kính, xoay tròn lấy, đem đầy trời mà dưới kim sắc hồ quang điện tất cả đều thu vào, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không biết hắn đem cái này lôi điện chi lực chuyển di đi phương nào. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang. Kim sĩ đại bằng am hiểu không gian thần thông, nhất là giỏi về xé rách không gian, đây là trống rỗng đưa nàng phích lịch chuyển đi. Có thần thông như vậy, tương đương với lực phòng ngự tăng nhiều. Kim Bằng Tôn giả lập tức khẽ vươn tay, từ trong hư không câu ra một tia kim sắc hồ quang điện, trên ngón tay ở giữa quanh quẩn một trận, cái này mới dần dần biến mất không thấy gì nữa, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh bỉ, châm chọc nói, rõ ràng tu luyện chính là chí dương lôi điện, lại ngạnh sinh sinh chuyển biến làm chí âm lôi điện. Như thế hỗn tạp không thuần, có thể có bao nhiêu uy lực. Mặc dù hợp thể song tu về sau, Tiêu Phàm cứ thế dương thân thể, cưỡng ép đem Âu Dương Minh Nguyệt thể nội trầm tích chí dương chi khí cấp đi, chí dương lôi điện chuyển biến làm chí âm lôi điện, nhưng uy năng quả thật giảm bớt đi nhiều. Cũng không phải nói, chí âm lôi điện uy lực cũng không bằng chí dương lôi điện, mấu chốt là chuyển đổi thời gian còn không dài, Âu Dương Minh Nguyệt cần nhiều thời gian hơn đến chậm rãi bồi dưỡng chí âm thần lôi uy năng. Tăng thêm nàng bản mệnh pháp bảo Hạo Dương bảo kính bị hủy. Tạm thời còn đến không kịp luyện chế mới bản mệnh pháp bảo, lôi điện uy năng liền tiến một bước bị suy yếu. Nếu là cùng bình thường cùng giai tu sĩ so chiêu, cũng là miễn cưỡng đủ rồi, cùng ngày này bằng hóa thân đối đầu, lại là còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ngay tại Kim Bằng Tôn giả bên người hiện thân mà ra. Kim Bằng Tôn giả không tránh không né. Liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, hừ, tiểu tử, ta biết ngươi tu luyện qua luyện thể thuật, nhưng bằng điểm này bất nhập lưu luyện thể thuật. Lại luôn là muốn thiếp thân cận chiến, hắc hắc, bản tôn người liền để ngươi kiến thức một chút,
thánh linh thiên bằng chém giết gần người chi thuật. Nói, cổ tay khẽ đảo, gầy tiểu gian khổ làm ra cánh tay. Trong chớp nhoáng hóa thành như sắt thép lợi chảo, hướng Tiêu Phàm tật bắt mà đến, động tác nhanh như thiểm điện. Đến hay lắm, Tiêu Phàm cũng là không tránh không né, đồng dạng cổ tay khẽ đảo. Hướng kim bằng tôn giả cổ tay khớp nối bắt tới, quả nhiên là lại chuẩn lại hung ác. Chính là vô cực truyền thừa chính tông nhất tiểu cầm nã thủ. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong chớp mắt liền giao thủ 7-8 chiêu, vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Kim bằng tôn giả miệng ra đại ngôn, dưới tay lại cũng không giống trong miệng hắn nói như vậy lợi hại. Hắn lại là từ huyền linh thượng giới mà tới. Năm đó bản tôn tu vi lại như thế nào siêu phàm nhập thánh, dưới mắt cũng chỉ là đoạt xá một bộ hạ giới thân thể. Ngộ linh sơ kỳ cố nhiên so Tiêu Phàm cao một cái cấp bậc, nhưng cùng Tiêu Phàm cận thân bác kích, nhất thời bán hội thật đúng là không chiếm được thượng phong. Ngược lại là Tiêu Phàm càng đánh càng hăng, rất có phải từ từ đoạt chiếm tiên cơ chi ý. Hai người kịch chiến thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể chậm rãi thăng lên giữa không trung, ống tay áo lắp một cái, 7-8 cái kim quang lóng lánh viên cầu, từ nàng ống tay áo bên trong bay múa mà ra, ở trên bầu trời sắp xếp thành một cái hình tròn. Một cỗ hủy diệt khí tức, bỗng nhiên từ giữa không trung bạo phát đi ra. Đang cùng Tiêu Phàm kịch chiến kim bằng tôn giả tự nhiên lập tức cảm nhận được cỗ khí tức này, không chịu được ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, song mi lập tức nhau. Lấy hắn bụng tứ rộng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng nhìn không ra đến, những này lộ ra khí tức hủy diệt nắm đấm lớn kim sắc phiên cầu, rốt cuộc là thứ gì? Lôi Châu, đây là Hạo Thiên Tông, đặc sản. Hạo Thiên Tông tư thâm nguyên anh tu sĩ, đều hiểu được Lôi Châu tế luyện chi đạo, uy lực mạnh yếu xem hầu người tu vi sâu cạn, tính được là Hạo Thiên Tông đòn sát thủ. Uy lực mạnh mẽ Lôi Châu, cơ hồ có thể coi như cỡ nhỏ ly hỏa đạn sử dụng. Hạo Dương bảo kính bị hủy, Âu Dương Minh Nguyệt trong tay mất nhất tiện tay pháp bảo, liền nắm chặt tế luyện mười mấy khỏa Lôi Châu dự bị. Lấy nàng ngộ linh kỳ cảnh giới, cùng đối thần thông sấm sét lĩnh ngộ, nàng tế luyện ra Lôi Châu uy lực to lớn, quả thực không cùng luân so. Hạo Thiên Tông Lôi Châu tế luyện thật khó, bình thường nguyên anh tu sĩ, thường thường tế luyện 10 lần cũng chưa chắc thấy có thể thành công một lần, mà lại tế luyện thời điểm, cực kỳ hao phí chân nguyên pháp lực. Cho nên Hạo Thiên Tông các trưởng lão đối này đều đặc biệt chân quý, tùy tiện không chịu vận dụng, chỉ có tại nguy cấp nhất trước mắt, mới có thể coi như đòn sát thủ đến sử dụng. Âu Dương Minh Nguyệt thân là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, tế luyện Lôi Châu bản sự, tự nhiên cực cao, nhưng cái này mười mấy khỏa Lôi Châu tế luyện cũng hao phí nàng không thiếu thời gian cùng pháp lực. Lần này một hơi thả ra 8 khỏa Lôi Châu, đủ thấy tại trong mắt của nàng, kim bằng tôn giả thực tế chính là một cùng một kình địch. Âu Dương Minh Nguyệt đột phá bình cảnh về sau, lần đầu cùng giai tu sĩ giao thủ, liền gặp được dạng này từ huyền linh thượng giới xuống tới lão quái vật, cũng không biết là vận khí quá tốt hay là quá kém. Tiêu Phàm đồng dạng cảm nhận được Hạo Dương Lôi Châu khí tức, không nói hai lời, thủ hạ động tác bỗng nhiên lại tăng tốc mấy phân, lấy đoạt công. Loại này đấu pháp kỳ thật cũng không thể làm, tiến công uy lực cố nhiên gia tăng 3 phân, lại bỏ bê phòng thủ, mình thủ ngự tự nhiên mà vậy lộ ra không ít lỗ thủng. Cao thủ so chiêu, dạng này đánh rất phạm vào kỵ húy, không cẩn thận, liền sẽ thất thủ thụ thương, thậm chí nộp mạng. Tiểu tử, ngươi nhưng phải hiểu rõ, nàng kia bảo vật thế nhưng là không phân địch ta. Chấm ngoặc kép, kim bằng tôn giả vững vàng hóa giải Tiêu Phàm tấn mãnh tiến công, cười lạnh nói. Lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, tự nhiên cũng biết Tiêu Phàm cái này là muốn cuốn lấy mình, để cho Âu Dương Minh Nguyệt tế ra những cái kia viên cầu phát huy uy lực. Chỉ bất quá hắn cũng giống vậy có thể nhìn ra được, quả cầu này một khi bộc phát, chính là, không khác biệt sát thương, Âu Dương Minh Nguyệt không đến mức điên cuồng như vậy, đem tình lang của mình cũng cùng nhau nổ chết a. Bất quá nói thì nói như thế, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không vững tâm lắm. Vạn nhất hắn hai vợ chồng có cái gì đặc biệt biện pháp, có thể miễn trừ quả cầu này công kích, mình chẳng phải là muốn hỏng bét. Vừa nghĩ đến đây, kim bằng tôn giả mở chừng hai mắt, trên thân thình lình bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chi lực, thủ pháp biến đổi, thế công đại thịnh, vậy mà cùng Tiêu Phàm đồng dạng, đem an toàn của mình vứt qua một bên, từng bước đoạt công. Trong lúc nhất thời, hai người, lốp bốp, đánh cái náo nhiệt. Dù coi như mạnh như Âu Dương Minh Nguyệt, lúc này vậy mà cũng thấy không rõ thân phận của bọn hắn biến hóa cùng động tác trên tay. Suy suy, âm thanh không thất truyền lên, đã có người thụ thương. Lại không biết thụ thương chính là Tiêu Phàm hay là kim bằng tôn giả, lại hoặc là liều cái lưỡng bại câu thương. Đột nhiên, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, sau đó song song rên lên một tiếng, hai cái quấn giao cùng một chỗ thân thể trong chớp nhoáng phân ra,
Tiêu Phàm dưới chân trượt đi, liền đến mấy trượng có hơn. Giết, sớm đã ở giữa không trung vận sức chờ phát động Âu Dương Minh Nguyệt quát lạnh một tiếng, tuyết trắng tay nhỏ hướng phía trước một chỉ. Xa xa tám khỏa Hạo Dương Lôi Châu quay tít một vòng, đồng thời vỡ ra, như là tám đóa khói hoa đua nở sán lạn, lại nghe không được một điểm thanh âm. Trong chốc lát, kim quang lóa mắt, phảng phất trên bầu trời tám cái mặt trời đồng loạt nổ tung, quang mang chi lộng lẫy, cho dù Tiêu Phàm đem thiên nhãn thần thông tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng kìm lòng không đặng lệch một chút đầu, hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, không dám nhìn thẳng. Kim Bằng Tôn giả sắc mặt biến, nguyên bản hắn cũng không 10 điểm đem Lôi Châu để vào mắt, thứ này cố nhiên khí tức khủng bố, nhưng nghĩ đến chân thực uy lực cũng rất có hạn. Chỉ là hạ giới ngộ linh sơ kỳ tu sĩ, có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại. Cái này kỳ thật chính là Kim Bằng Tôn giả lớn nhất lỗ thủng, quá tự tin. Nhưng việc này thật đúng là không thể trách hắn, cảnh giới của hắn thực tế quá cao, làm trời sinh thánh linh kim xí đại bằng phân thân một trong, hắn năm đó tu vi cũng đến cảnh giới cực cao, tại huyền linh thượng giới thời điểm, đừng bảo là nguyên anh kỳ ngộ linh kỳ tu sĩ, liền xem như so ngộ linh kỳ cao hơn một giai hóa hư kỳ, trong mắt hắn, cũng bất quá là chút hậu sinh vãn bối, giơ tay ở giữa liền có thể diệt sát sạch sẽ. Một cái ngộ linh sơ kỳ, một cái nguyên anh hậu kỳ, trong mắt hắn, cùng sâu kiến có gì khác. Tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay, liền ép phỉ bột mịn. Mặc dù hắn cũng nhiều lần ở trong lòng nhắc nhở mình, trước mắt đoạt xá bộ thân thể này, cũng bất quá là chỉ là ngộ linh sơ kỳ sâu kiến, cùng trước mắt hai con sâu kiến tướng so, cũng không nhiều lớn ưu thế. Nhưng mà tư duy hình thái một khi hình thành, sẽ rất khó cải biến, gặp được vấn đề gì, cũng nên trong đầu nhiều chuyển một chỗ ngoặt, cái này liền chậm nửa nhịp. Như vào ngày thường, chậm cái này nửa nhịp tự nhiên không hề quan hệ. Nhưng dưới mắt sinh tử tranh chấp, chậm nửa nhịp lại có vẻ cực kỳ quan trọng. Cái này tám khỏa Hạo Dương Lôi Châu uy lực, quả là tại tư, đủ để đem hắn đoạt xá bộ thân thể này triệt để hủy diệt. Trong lúc này, Kim Bằng Tôn giả không kịp ngẫm nghĩ nữa, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lấy nhanh như tốc độ như tia chớp, hướng Tiêu Phàm tới gần. Mặc dù hắn còn có cái khác lựa chọn, nhưng hắn có thể 100% xác định, lúc này, chỉ có cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, mới là an toàn nhất. Kia tóc trắng nhà đầu nhìn qua lạnh như băng, đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, Kim Bằng Tôn giả vẫn có thể nhìn ra được, nàng rất thích họ Tiêu này tiểu tử, tuyệt sẽ không tổn thương đến Tiêu Phàm. Thấy Kim Bằng Tôn giả hướng mình kích xạ mà đến, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, lập tức to lớn kình lực phồng lên mà ra. Một chưởng này, Tiêu Phàm cũng không có trông cậy vào có thể thương tổn được Kim Bằng Tôn giả, chỉ cần có thể ngăn lại hắn nhất thời bán hội là được. Kim Bằng Tôn giả cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền tại nguyên chỗ mất đi tung tích, long tượng nặng tay cự lực càn quét mà qua, toàn bộ đánh vào không trung. Sau một khắc, trong hư không một trận gợn nước vặn vẹo, Kim Bằng Tôn giả liền tại cách Tiêu Phàm bên người cách đó không xa hiện thân mà ra. Thuấn di thần thông mạnh, không chút nào tại tinh thông không gian thuật Tiêu Phàm phía dưới. Lần này, Tiêu Phàm nhưng không có lại ngăn cản hắn, khóe miệng nhẹ nhàng đi lên nhếch lên, hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy mỉa mai chi ý. Nhìn thấy cái này bôi nụ cười chế nhạo, Kim Bằng Tôn giả không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hẳn là, mình phạm sai lầm gì lầm, rơi tiến vào người này trong cạm bẫy. Chương 1347, ám chiêu. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn hết sức chính xác. Tiêu Phàm xác thực cho hắn thiết cái cạm bẫy. Ngay tại Hạo Dương thần lôi chút xuống thời điểm, Tiêu Phàm lắc một cái ống tay áo, một cái kim sắc bảo tháp bắn ra, ở giữa không trung quay tít một vòng. Bỗng nhiên hóa thành hơn một trượng chi cự, treo tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, lập lòe ngân hồ cấu thành một trương lôi võng, nháy mắt liền đem Tiêu Phàm bao phủ nó hạ. Tiếng sét đánh kinh thiên động địa, cho đến lúc này, Lôi Châu bạo tạc mới phát ra như thế chấn động thiên địa tiếng vang thanh âm, phảng phất thẳng tới cửu thiên thập địa, chấn động chư thiên thần Phật. Thiên Vương Như Ý Tháp, nhìn thấy lôi quang tháp, Kim Bằng Tôn giả cùng Huyết Quang thiếu niên phản ứng không có sai biệt, đều trong nháy mắt sững sờ ngơ ngác một chút. Lộ ra đầy mặt khó có thể tin thần sắc, xen lẫn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vô so tham lam chi ý. Tại dạng này sống chết trước mắt, Kim Bằng Tôn giả thế mà cũng bởi vì giật mình trì hoãn một điểm thời gian quý giá nhất, đủ thấy cái này, Thiên Vương Như Ý Tháp, uy danh chi rất, dù coi như tại huyền linh thượng giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy pháp bảo mạnh mẽ, dù là thánh linh hóa thân gặp một lần phía dưới, đều sẽ quá sợ hãi. Nhớ được tại Thủy Tổ Tàng Bảo Các, Tỳ Sa Môn Thiên Vương ban thưởng bảo trước đó. Liền đã từng nói, ta có bảo tháp, tháp tên Như Ý. Chấm ngoặc kép, cuối cùng ban cho Tiêu Phàm thời điểm, thì nói tháp tên Lôi Quang. Có thể thấy được cái này bảo tháp bản danh,
hẳn là huyết quang thiếu niên cùng kim bằng tôn giả lời nói, thiên vương như ý tháp, chỉ bất quá khi đó, Tiêu Phàm tu vi quá thấp, chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, căn bản liền không khả năng phát huy bảo vật toàn bộ uy năng, thì Sa Môn thiên vương liền đem bảo tháp cái khác uy năng toàn bộ phong tồn, chỉ mở ra thần thông sấm sét, cho nên nói cho Tiêu Phàm, tháp tên, lôi quang. Có lẽ cùng Tiêu Phàm tu vi đủ rất cao thâm về sau, liền có thể từng bước mở ra như ý bảo tháp cái khác uy năng. Như thế hơi một trì hoãn, liền chú định cuối cùng này hai trượng khoảng cách. Kim bằng tôn giả lại cũng khó có thể vượt qua. Vô tận kim sắc lôi điện, đã vào đầu oanh kích mà hạ. Kim bằng tôn giả sắc mặt lập tức biến, ống tay áo lắc một cái, vài kiện quang mang bắn ra bốn phía pháp bảo bay múa mà ra. Những này pháp bảo, từng kiện đều lộ ra cường đại đến cực điểm linh áp, đủ thấy mỗi một kiện đều không tầm thường. Nếu là cất giữ tại Ngộ Linh Kỳ lão tổ chữ vật vòng tay bên trong, lại há có thể là bảo vật tầm thường, lại càng không cần phải nói, kim bằng lão tổ chính là tộc trưởng, một phái chi tôn. Mặc dù như thế, những này pháp bảo lộ ra linh áp cũng quá cường đại chút, quả thực liền cùng không trung tuôn trào mà dưới lôi điện đồng dạng, khủng bố dị thường. Rất hiển nhiên, những này pháp bảo không phải bình thường kích phát huy năng, mà là tại nháy mắt tự bảo, vài kiện cực phẩm cấp bậc trở lên pháp bảo đồng thời tự bảo, uy năng chi lớn, có thể nghĩ, mảy may cũng không tại tám khỏa hạo dương lôi châu bảo tạc uy năng phía dưới. Kim bằng tôn giả toàn thân kim quang đại phóng, một đôi kim sắc cánh lông vũ nổi lên. Dương cánh đạt hơn một trượng chi cự, mỗi một mảnh lông vũ đều thanh thanh sở sở, tựa hồ không phải hư tượng mà là thực thể. Kim bằng tôn giả không nói hai lời, liền đem mình bao khỏa tại hai cánh bên trong. Cả người trong nháy mắt liền hóa thành một cái kim sắc, lớn bánh trưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả đây hết thảy. Cơ hồ đều trong nháy mắt hoàn thành, vô biên lôi hải, đem Tiêu Phàm cùng kim bằng tôn giả đều bao phủ trong đó. Hạo dương lôi châu cố nhiên uy lực cực mạnh, bạo tạc kéo dài thời gian lại không phải quá dài, một lát sau. Lôi điện uy năng liền cấp tốc bắt đầu suy yếu, hét dài một tiếng, lôi quang tháp phóng lên tận trời, ngân sắc lưới điện bao vây lấy Tiêu Phàm. Từ trên lôi hải bắn ra, Tiêu Phàm áo trắng bay múa, toàn thân trên dưới sạch sẽ dị thường, không có bị thương chút nào dấu hiệu. Có lôi quang tháp trả thù, tăng thêm Tiêu Phàm hấp thu Âu Dương Minh Nguyệt thể nội Hạo Dương thần lôi chí dương chi khí, đối Hạo Dương lôi châu có cực mạnh chống cự năng lực, mặc dù bị bao phủ tại mãnh liệt vô so lôi dưới biển, vậy mà cũng bình yên vô sự. Lại qua một lát, vô tận lôi hải rốt cục tiêu tán phải không còn một mảnh. Lôi hải chính giữa, hiện ra cái kia kim sắc kén tới. Kim bằng tôn giả vẫn như cũ hai cánh hộ thân, hai cánh phía trên, lông vũ sạch sẽ, quang mang lóa mắt, vậy mà cũng cùng Tiêu Phàm đồng dạng, nhìn qua bình yên vô sự, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Âu Dương Minh Nguyệt xinh đẹp song mi, có chút nhào lên, hiển nhiên có chút không tin tưởng lắm. Đây không có khả năng, dù coi như kim bằng tôn giả đoạt xá thân thể cũng là Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, dù coi như đối phương là từ huyền linh thượng giới xuống tới siêu cấp đại năng, bị Hạo Dương lôi châu chính diện đánh trúng. Tuyệt không có khả năng bình yên vô sự, lông tóc không thương. Quả thật như thế, người này căn bản liền không cần cùng bọn hắn hao phí công phu gì, trực tiếp một ra tay liền đem hai người bọn họ bắt giữ. Thử nghĩ ngay cả Hạo Dương lôi châu chính diện đánh chúng đều không làm gì được, còn có cái gì pháp bảo binh khí có thể cho hắn tạo thành tổn thương. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt sóng vai đứng tại không trung, bốn con mắt gắt gao tiếp cận cái kia kim sắc kén. Lại xem rốt cục có cái gì mê hoặc. Tiêu Phàm đã âm thầm trừ hai tấm không gian phù lục trong tay, một khi tình huống không đúng, lập tức liền đem phù lục ném ra ngoài, trước cho hắn chế tạo một tràng không gian hỗn loạn lại nói. Lần trước tại Long Thần Đảo, sở dĩ cuối cùng có thể thoát thân mà đi, chính là kết bọn không gian thần thông. Nếu không tại huyết quang thiếu niên biến thái cường hãn công kích phía dưới, bọn hắn một nhóm 10 người, không có một cái có thể toàn thân trở ra. Chốc lát, kim sáng lóng lánh, kim bằng tôn giả hai cánh dần dần trở thành nhạt. Hóa thành hai đạo hư ảnh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kim bằng tôn giả hung tợn tiếp cận giữa không trung Tiêu chân nhân cùng Minh Nguyệt đại trưởng lão, hai mắt lửa giận văng khắp nơi, phảng phất muốn đem bọn hắn một ngụm nuốt xuống, nhai phải phấn thân toái cốt. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, miệng hơi mở, lại, oa, một tiếng, một ngụm máu tươi ngược lại trước phun tới, ngay sau đó, lại là một ngụm, lại một ngụm. Mỗi phun ra một ngụm máu tươi, kim bằng tôn giả khí tức liền yếu đi một phân. Trọn vẹn phun ra 6-7 ngụm máu tươi về sau, kim bằng tôn giả mới miễn cưỡng ngừng lại cái này trào máu tình thế, khí tức đã yếu đến cùng Âu Dương Minh Nguyệt đại khái tương đương tình trạng. Kim bằng lão tổ cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều là Ngộ Linh sơ kỳ tu sĩ,
nhưng Âu Dương Minh Nguyệt là trước đó không lâu mới tiến giai, vừa mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất cảnh giới củng cố, tại ngộ linh kỳ tu sĩ bên trong, tính được là phấn nộn người mới, mà Kim Bằng lão tổ lại tiến giai ngộ linh kỳ đã ngoài ngàn năm, sớm đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn bước vào trung kỳ cảnh giới. Giữa hai bên chênh lệch, hay là rất rõ ràng, lại càng không cần phải nói, Kim Bằng tôn giả cho bộ thân thể này uy lực thêm xong rồi. Hạo Dương Lôi Châu cùng pháp bảo tự bạo song trọng sát thương, cho Kim Bằng tôn giả tạo thành thương tích, hay là rất nặng nề. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt lại lộ ra thần sắc thất vọng. Một hơi tế ra 8 khỏa Lôi Châu, chính diện đánh chúng, nàng vốn cho rằng coi như không thể diệt sát cái này Kim Bằng tôn giả, cũng đủ để khiến hắn trọng thương mà chạy. Dưới mắt dạng này thương thế, thật đúng là để nàng có chút không vừa ý. Cần biết đây đã là nàng công kích mạnh nhất thủ đoạn, ngay cả công kích như vậy Kim Bằng tôn giả đều ngạnh giang ở, tiếp xuống cầm, liền sẽ trở nên rất khó đánh. Nàng đã không có bản mệnh pháp bảo. Tốt, rất tốt, ta ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi hai cái này tiểu bối, còn có ám chiêu. Thật vất vả, rốt cục ngừng lại máu tươi dâng trào, Kim Bằng tôn giả ngẩng đầu lên đến, hung tợn tiếp cận giữa không trung một đôi, cẩu nam nữ, hai mắt híp thành một đường. Ngữ khí lạnh như băng, cơ hồ muốn đâm đến xương người đầu chỗ sâu đi. Là ta xem thường các ngươi. Kim Bằng tôn giả lập tức liền khôi phục tỉnh táo, tay vừa nhấc, trên đầu hai con kim sắc đoạn giác trong chớp nhoáng rụng xuống, giữ tại trong tay hắn. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Cùng loại thủ pháp, hắn đã thấy nam tử trung niên sử dụng qua một lần, nuốt vào đoạn giác về sau, nội thương lập tức khỏi hẳn, tu vi nháy mắt hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tự tàn chi, kích phát tiềm năng thủ đoạn. Không ít tông môn đều có, cũng không chỉ chính là ma tu mới có thủ đoạn như vậy, rất nhiều chính đạo tông môn đồng dạng cũng có cùng loại thần thông. Chỉ bất quá Tiêu Phàm rất ít gặp đến, giống Kim Bằng tộc dạng này thấy hiệu quả cực nhanh, cơ hồ cùng hắn phục dụng Lôi Bằng tinh huyết hiệu quả tương đương. Vừa rồi, nam tử trung niên chỉ nuốt một con đoạn giác, mà bây giờ, Kim Bằng tôn giả lại đem hai con đoạn giác đều lấy xuống. Làm như vậy, ngươi liền không sợ bộ thân thể này khó có thể chịu đựng a? Tiêu Phàm lạnh lùng hỏi. Một con đoạn giác nuốt vào, liền có thể lập tức khỏi hẳn nội thương, tu vi phục hồi, cái này nếu là một hơi đem hai con đoạn giác đều nuốt vào, cố nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn sinh ra uy lực kinh người, nhưng đối tự thân tổn hại, cũng là không cần nói cũng biết. Huống chi, Kim Bằng lão tổ đã tại ngộ linh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới bồi hồi nhiều năm, thọ nguyên sắp hao hết, bộ thân thể này sớm đã không còn thịnh niên thời điểm như vậy khí huyết tràn đầy, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt chi cảnh. Đây cũng là lúc trước Kim Bằng lão tổ chậm chạp không chịu đối Tiêu Phàm xuất thủ nguyên nhân một trong. Giết người 10.000, tự tổn 3.000. Bây giờ Kim Bằng tôn giả thế mà dự định một hơi đem hai con đoạn giác đều nuốt vào, đây tuyệt đối là liều mạng giả cách giải quyết. Chỉ sợ một trận chiến qua đi, coi như không có chết tại Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thủ hạ, mình cũng sẽ không chịu đựng nổi, lập tức sụp đổ. Mặc dù bộ thân thể này là đoạt xá mà đến, Kim Bằng tôn giả không có chút nào yêu quý chi tâm. Thế nhưng căn cứ tu chân giới quy tắc, một người tu sĩ cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần về sau, liền rốt cuộc khó mà lần thứ hai đoạt xá. Nói cách khác, bộ thân thể này trên thực tế đã cùng Kim Bằng tôn giả huyết mạch tương liên, cùng một nhịp thở. Từ nay về sau, đây chính là hắn nhục thân của mình. Như thế liều mạng già, quả thực chính là muốn đồng quy vô tận. Vấn đề là, làm như vậy thật đáng giá a? Hừ hừ, bộ thân thể này nhận không chịu được. Cùng ta có gì tương quan? Chỉ cần có thể đưa ngươi bắt giữ, ta liền có một bộ cửu linh cây hỗn độn linh thể, chẳng lẽ không so cái này gần đất xa trời lão gia hỏa mạnh hơn? Kim Bằng tôn giả cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi có thể đoạt xá hai lần? Tiêu Phàm có chút không hiểu hỏi, huyền linh thượng giới quả thật thần kỳ như thế, ngay cả dạng này quy tắc đều có thể thay đổi. Hắc hắc, ngươi chính là cô lậu quả văn, ai nói ta muốn đoạt xá hai lần, ta chỉ là muốn một chút xíu luyện hóa thân thể của ngươi. Hỗn độn linh thể tăng thêm thánh linh nội đan, lại thêm ta bản tôn thiên bằng đại nhân độc nhất vô nhị bí quyết, đợi một thời gian, là đủ luyện ra một bộ chân chính thánh linh thân thể tới. Ta vốn là thiên bằng đại nhân phân thân, cùng thánh linh thân thể hợp làm một thể, chính là thiên kinh địa nghĩa, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, cũng sẽ không thụ đoạt xá số lần hạn chế. Tiểu bối, ta nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Bằng tôn giả ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếng cười rất là đắc ý. Trong tiếng cười điên dại, tay một dương, hai con đoạn giác ném đến không trung, mở ra miệng rộng khẽ hấp, hai con đoạn giác đều bị hắn hút vào miệng bên trong, cót ca cót két một trận nhấm nuốt thanh âm, cực kỳ khiếp người.
Trong khoảnh khắc, hai con đoản giác liền bị hắn cắn phải vỡ nát, ngửa cổ một cái, toàn bộ nuốt xuống. Chương 1348, tạo hóa chi bảo. Kim bằng tôn giả khí tức tăng vọt, trong nháy mắt, liền đã khôi phục lại ngộ linh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, mà lại, tăng vọt khí tức vẫn chưa như vậy dừng lại, mà là tiếp tục dâng lên, không tốn sức chút nào đã đột phá hiểu linh sơ kỳ bình cảnh, trực tiếp tiến vào hiểu linh trung kỳ cảnh giới. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề đến cực điểm áp lực đập vào mặt, hai người không hẹn mà cùng dưới chân độn quang cùng một chỗ, lui về sau hơn 10 trượng xa, mới nhẹ nhàng thở phào một cái, liếc nhìn nhau, trong con ngươi cực nhanh hiện lên vẻ lo âu cùng vẻ lo lắng. Đối với bọn hắn đến nói, ngộ linh sơ kỳ cùng ngộ linh trung kỳ, tuyệt đối là một cái khác biệt to lớn, nhất là đối Tiêu Phàm là như thế. Dù sao hắn dưới mắt vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ, cùng ngộ linh kỳ chênh lệch một cái đại cảnh giới, đồng thời còn kém hai cái bậc thang, kém như vậy cách, là rất khó lấp đầy, dù là Tiêu Phàm tại đồng bậc tu sĩ bên trong lại siêu quần bạt tụy, đối mặt với ngộ linh sơ kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận, nhưng đối mặt một tên bỗng nhiên đột phá đến hiểu linh trung kỳ thượng giới lão quái vật, loại kia đã lâu cảm giác bất lực, hay là sát na xông lên đầu. Tiêu Phàm tay vừa nhấc, kim sắc lôi quang tháp nổi lên, trực tiếp đưa tới Âu Dương Minh Nguyệt trong tay, thấp giọng nói, cầm. Lôi quang tháp mặc dù là lôi điện chí bảo, nhưng hắn giới hạn trong cảnh giới, căn bản liền không cách nào đem món bảo vật này uy lực toàn bộ phát huy ra, mà Âu Dương Minh Nguyệt lệch lại vốn không có tiện tay bảo vật hộ thân, tại dạng này quan trọng trước mắt, Tiêu Phàm đương nhiên phải quyết định thật nhanh. Âu Dương Minh Nguyệt vừa tiếp xúc với qua lôi quang tháp, Tiêu Phàm liền ôm nàng tinh xảo bờ eo thon, duy vừa dùng lực, đưa nàng kéo tiến vào trong lồng ngực của mình, cái trán dán vào, cùng nàng trơn bóng cái trán tiếp lại với nhau, có quan hệ lôi quang tháp thúc đẩy phương pháp cùng hắn sử dụng kinh nghiệm, một mạch đều quán thâu tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt trong óc. Lúc này, nhưng không kịp truyền miệng, bá, hai con kim sắc cánh, từ kim bằng tôn giả phía sau triển khai, dài đến hai trượng, cánh chim phía trên, kim quang lóng lánh, lóa mắt sinh huy. Kim bằng tôn giả hai tay song trên chân, đều dài ra lân phiến. Cứng như kim thiết, ngay sau đó, hai tay hai chân đều biến thành to lớn móng vuốt, đầu ngón tay bên trên lóng lánh điểm điểm hàn quang, lộ ra cực kỳ sắc bén mà yêu dị. Trong nháy mắt, kim bằng tôn giả triệt để hóa thành lôi chấn tử ngoại hình, thậm chí so trong truyền thuyết lôi chấn tử còn muốn quái dị. Hai mắt trở nên ân hồng tự huyết, phảng phất có máu tươi muốn một chút xíu nhỏ giọt xuống. Một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, phóng lên tận trời. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau, bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh kích xạ mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ nâng lôi quang tháp, đứng tại chỗ bất động, một đôi mắt đẹp không nháy mắt tiếp cận kim bằng tôn giả. Hai người phân công minh xác, từ Âu Dương Minh Nguyệt chính diện cùng kim bằng tôn giả giao thủ. Tiêu Phàm ở một bên tùy thời xuất thủ, dù sao Âu Dương Minh Nguyệt cũng là ngộ linh kỳ tu sĩ. Mặc dù cảnh giới bên trên kém xa kim bằng tôn giả, chắc hẳn cũng có thể kiên trì một lát. Tiểu tử, còn muốn trốn. Kim bằng tôn giả giữ tợn cười một tiếng. Hai cánh khẽ vỗ, một cỗ ác phong càn quét mà lên. Trong chớp nhoáng, mấy chục trượng khoảng cách lóe lên liền biến mất, hắn liền đến Tiêu Phàm phụ cận, duỗi ra một cái lợi chảo. Hướng Tiêu Phàm vào đầu bắt xuống dưới, chiêu số cực kỳ đơn giản thô bạo. Đã có được thực lực tuyệt đối, đương nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất. Gọn gàng giải quyết vấn đề, cũng không cần phải lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Kích phát thể nội tiềm lực, cưỡng ép đem tu vi tăng lên một cảnh giới, loại tình huống này, cũng khó có thể bền bỉ. Thời gian kéo phải càng dài, đối kim bằng tôn giả càng là bất lợi. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều hết sức rõ ràng, đó chính là Tiêu Phàm. Chỉ cần bắt Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt sống hay chết, hắn cũng không để trong lòng. Kim bằng tôn giả đến mức như thế nhanh chóng, Tiêu Phàm không khỏi giận nảy cả mình. Có không gian thần thông tương trợ, hắn thuấn di thuật, có thể coi là phải cực kỳ kiệt xuất, cơ hồ chưa hề đụng phải thuấn di thuật ở trên hắn đối thủ. Nhưng rất hiển nhiên, đồng dạng xuất thân trời giống chim thánh linh kim bằng tôn giả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dĩ vãng cho tới bây giờ đều là Tiêu Phàm lấy mau đánh chậm, lần này, lại bị kim bằng tôn giả công trở tay không kịp. Long tượng nặng tay, Tiêu Phàm không kịp ngẫm nghĩ nữa, quát khẽ một tiếng, tay phải mãnh kích mà trước, nghênh đón tiếp lấy. Lập tức cuồng phong gào thét, cự lực cuồn cuộn, ầm vang cùng kim bằng tôn giả lợi chảo đụng vào nhau. Ngay sau đó, Tiêu Phàm rên lên một tiếng, thân thể như là ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng về sau kích bắn đi, nguyên bản hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên nhanh chóng lướt qua một vòng không bình thường đỏ ửng. Cánh tay phải bên trên, máu me đầm đìa, một đạo thật dài lỗ hổng, từ nhỏ cánh tay một mực kéo đến trên mu bàn tay,
dài đến hơn một xích, sâu đủ thấy xương. Tiêu Phàm từ luyện thành cự linh tộc thiên phú thần thông đến nay, lại thêm vô cực long tượng công luyện thể thuật, nhục thân cường hoành, hơn xa tu sĩ tầm thường, cơ hồ lại chưa nhận qua ngoại thương. Lần này cùng Kim Bằng Tôn giả tay không chém giết, lại bị hắn lợi chảo bắt dài như vậy sâu như vậy một vết thương, quả thực là trước nay chưa từng có. Thiên Bằng mạnh, danh bất hư truyền. Hảo tiểu tử, quả thật có chút manh mối, lại ăn ta một chảo. Đối Kim Bằng Tôn giả đến nói, cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng bắt lấy Tiêu Phàm cánh tay, thế mà không có đem cánh tay của hắn trực tiếp vặn xuống tới, còn để hắn chạy mất, coi là thật không tưởng được. Đúng lúc này, đỉnh đầu phích lịch trận trận, một cỗ cường đại khí tức chân áp mà hạ. Kim Bằng Tôn giả không lo được hướng Tiêu Phàm tiến công, gấp vội ngẩng đầu bên trên nhìn, chỉ thấy lôi quang tháp sớm đã đến đỉnh đầu của hắn, đáy tháp ngân sắc hồ quang điện tụ tập, ngưng tụ ra một cái to lớn lôi cầu, tựa là hủy diệt khí tức, chính là từ cái này lôi cầu bên trên bộc phát ra. Đối cái này hoành bạo lôi cầu, Kim Bằng Tôn giả cũng không mười điểm để ý, ngược lại gắt gao tiếp cận lôi quang tháp, có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta nhìn lầm, đây không phải thiên vương như ý tháp chính phẩm, chỉ là một cái hàng nhái. Nhưng kia cũng hẳn là thông huyền linh bảo a, làm sao uy năng như thế tiểu. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều kinh hãi. Thiên vương như ý tháp hàng nhái đều hẳn là thông huyền linh bảo, như vậy chính phẩm nên là cái gì? Tiên thiên tạo hóa chi bảo hay là ngày mai tạo hóa chi bảo? Thế nhưng là, tạo hóa chi bảo sao có thể ra như bây giờ dưới cùng giao diện? Sợ rằng sẽ cùng giao diện chi lực phát sinh toàn diện xung đột. Nếu không phải tạo hóa chi bảo bị giao diện chi lực cưỡng ép chấn áp, linh tính mất hết, hoặc là chính là giao diện trực tiếp sụp đổ. Hai loại lực lượng pháp tắc giao chiến, kết cục bình thường đều là như vậy. Đương nhiên, nếu như cái này tạo hóa chi bảo trải qua đặc biệt luyện chế, thật giống như Tiêu Phàm nuốt ngân dực lôi bằng nội đan đồng dạng, kia lại coi là chuyện khác. Vô cực thiên tôn đã đem lôi quang tháp lưu tại tàng bảo các, tự nhiên là có lý do, sẽ không khiến cho lực lượng pháp tắc toàn diện xung đột. Bất quá lúc này, tự nhiên không cách nào mảnh cứu. Đốt, Âu Dương Minh Nguyệt quát khẽ một tiếng, lôi cầu bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành một đạo thô to vô so ngân sắc lôi trụ, hướng Kim Bằng Tôn giả vào đầu đánh xuống. Hừ, Kim Bằng Tôn giả cười lạnh một tiếng. Thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền chuyển qua mấy trượng bên ngoài, lôi trụ đánh vào không trung. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có trông cậy vào một kích kiến công, lúc này cổ tay trắng vung lên, năm ngón tay gảy nhẹ, lôi quang tháp nhẹ nhàng chấn động, vô số đạo ngân sắc phích lịch như là như mưa to chút xuống, hướng cách đó không xa Kim Bằng Tôn giả bao phủ tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Kim Bằng Tôn giả khinh thường khẽ nói, đối bao phủ xuống ngân sắc phích lịch không tránh không né, phía sau hai cánh lắc một cái. Kim quang lóng lánh lông vũ hóa thành hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng, nhao nhao hướng giữa không trung lôi quang tháp tật chạm mà đi, đồng thời tay một dương, một cái không gian vòng xoáy trống rỗng nổi lên, đem đầy trời ngân sắc phích lịch đều thu tiến vào vòng xoáy bên trong. Lôi điện chi lực thật ngông cuồng bạo thời điểm, cái này xé rách hư không thủ đoạn liền khó mà chống cự, nhưng bình thường dưới tình hình, không gian thần thông lại là đối phó lôi điện chi lực lợi khí. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Một trận mật như châu khuyên tai ngọc bàn thanh thúy thanh âm vang lên, phi đao màu vàng óng không trở ngại chút nào đánh trúng lôi quang tháp, tại trên thân tháp lưu lại từng đạo vết đao sâu hóm. Ngay sau đó, lôi quang tháp khí tức phóng đại, lóe lên ánh bạc, phi đao màu vàng óng lập tức đồng loạt gào thét một tiếng, như là gặp trọng kích, tranh nhau chen lấn bắn ngược trở về. Đồng thời lôi quang tháp tự động lướt ngang mấy trượng, một đạo so lúc trước càng to lớn hơn lôi trụ không có dấu hiệu nào nổi lên, ầm vang đánh xuống. Lôi quang tháp tựa hồ bị Kim Bằng Tôn giả hành vi triệt để chọc giận, không đợi Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy, liền tự động đối Kim Bằng Tôn giả xuất thủ. Kim Bằng Tôn giả không những không giận mà còn lấy làm mừng, thân thể lắc một cái, đem phi đao màu vàng óng nhao nhao thu hồi lại, thi triển thuấn di thuật, đảo mắt đến mấy trượng bên ngoài, né tránh lôi trụ một kích, hai mắt gắt gao tiếp cận lôi quang tháp, lần nữa lộ ra cực độ thần sắc tham lam, chậc chậc khen, ta không có nhìn lầm, quả thật không hổ là tạo hóa chi bảo, lại cũng không nghĩ ra tại dạng này thấp chờ hạ vị giao diện, lại còn cất giấu tạo hóa chi bảo, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc hắc, tạo hóa, lớn tạo hóa, chấm ngoặc kép, lập tức quay đầu nhìn về phía đem lôi quang tháp thu về Âu Dương Minh Nguyệt, nói tiểu nha đầu, bản tôn người cho ngươi cơ hội ngàn năm một thuở, liền nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy. Ngươi nghĩ phi thăng lên giới A, Âu Dương Minh Nguyệt nguyên bản sắc mặt bình thản bên trong mang theo vẻ khinh bỉ, cái này Kim Bằng Tôn giả luôn yêu thích tự cho là đúng. Đem bọn hắn xem như 3 tuổi tiểu hài đến xem,
thi triển một chút không hiểu thấu kế ly gián, nghe lời này, lại cực nhanh hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng quả thật có chút không nghĩ tới, Kim Bằng tôn giả sẽ đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy tới. Phi thăng lên giới, cái này còn cần hỏi sao? Đây là mỗi một tu chân giả tối trung cực mộng tưởng. Truyền ngôn bên trong, huyền linh thượng giới chính là người tu chân thánh địa, nơi đó linh khí chi dồi dào, là dưới cùng giao diện mấy lần chính là gấp mấy chục lần. Ở nơi đó tu luyện, làm ít công to, vượt xa tại hạ cùng giao diện tốc độ tu luyện. Cũng là mỗi một tu chân giả muốn chứng nói trường sinh phải qua đường. Tu luyện tới ngộ linh kỳ về sau, đại đa số lão quái vật mỗi ngày suy nghĩ sự tình, liền là như thế nào sớm ngày đột phá bình cảnh, phi thăng huyền linh thượng giới, theo đuổi chân chính vĩnh sinh chi đạo. Hắc hắc, cho dù đối với các người đến nói, phi thăng lên giới rất gian nan, rất thần bí, nhưng người đừng quên, bản tôn người chính là từ huyền linh thượng giới xuống tới. Phi thăng sự tình, lại không có người so ta rõ ràng hơn. Ta sớm muộn có một ngày, còn muốn trở lại thượng giới đi. Chỉ cần ngươi quy thuận tại ta, hiệp trợ ta bắt lấy cái này vô cực tiểu tử, ta liền mang ngươi cùng một chỗ phi thăng lên giới. Từ nay về sau, ngươi liền thật có thể đi đến vĩnh sinh đại đạo, rốt cuộc không cần lo lắng vẫn lạc. Như thế nào, trong giọng nói, cực điểm dụ hoặc sở trường. Chương 1349, đao trận. Âu Dương Minh Nguyệt liền cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, một sợi nụ cười thản nhiên, từ nàng ôn nhu hai gò má dần dần dập dờn lái đi. Mang theo nói không nên lời mỉa mai. Nếu như tại huyền linh thượng giới liền không cần lo lắng vẫn lạc, vậy các hạ lại giải thích như thế nào, ngươi là thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi nếu không phải tại huyền linh thượng giới không tiếp tục chờ được nữa, sẽ chạy đến cái này chim không thèm ị mê hồn đảo đến. Đây chính là dưới cùng giao diện, Kim Bằng tôn giả sầm mặt lại, cả giận nói, còn không phải là bởi vì Tiêu Vô Cực gây sự, nếu không Thiên Bằng đại nhân như thế nào lại phái ta hạ giới? Âu Dương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, vậy liền đúng rồi. Thiên Bằng đại nhân thân là trời sinh thánh linh, còn đều bị Vô Cực Thiên Tôn làm cho chật vật không chịu nổi, huyền linh thượng giới, lại có thể nào là cực lạc chi địa. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phi thăng? Kim Bằng tôn giả cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy không tin chi ý. Huyền linh thượng giới lại hỗn loạn không chịu nổi, lại mạnh được yếu thua, dưới cùng giao diện người, cũng trăm phương ngàn kế nghĩ muốn phi thăng đi lên. Chỉ ít nhiều một tuyến vĩnh hy vọng sống sót, tại cái này cùng giao diện, vậy cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Ta xác thực nghĩ phi thăng lên giới, lại không nhọc các hạ hao tâm tổn trí, đến lúc đó ta tự sẽ nghĩ cách. Tự sẽ nghĩ cách, hắc hắc, ngươi cho rằng phi thăng lên giới dễ dàng như vậy à? Cũng không biết có bao nhiêu người, chết đang phi thăng lớn thiên kiếp dưới. Có bản tôn người chỉ điểm, liền sẽ không đi đường quanh co, ta cam đoan ngươi một lần phi thăng thành công, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại đại thiên kiếp hạ. Kim Bằng tôn giả ngạo nghễ nói, tràn đầy tự tin, cho dù ai thấy, đều không nghi ngờ hắn xác thực có phương pháp như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không nghi ngờ, người này nếu là từ thượng giới xuống tới, bản tôn lại đã từng là cực cao đẳng cấp đại năng giả, khẳng định biết được một chút người hạ giới không thể nào biết đến bí mật. Phi thăng lên giới, tại hạ giới trong mắt người, kia là muôn vàn khó khăn, tràn đầy gian nan hiểm trở. Trong mắt bọn hắn, có lẽ bất quá là một bữa ăn sáng. Cùng đi ra ngoài đi lội thân thích dễ dàng như vậy. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt không nghi ngờ không có nghĩa là nàng sẽ mắc lừa, chỉ là nhàn nhạt cười, lại không lên tiếng. Nàng nhưng không ngại nhiều kéo dài thời gian, Kim Bằng tôn giả loại này đặc thù tình hình, khẳng định kiên trì không được quá lâu. Thời gian kéo phải càng dài, đối nàng cùng Tiêu Phàm liền càng có lợi. Bất quá Kim Bằng tôn giả cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức liền lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, nói tiểu nha đầu. Đừng đánh mưu ma trước quỷ. Muốn cố ý kéo dài thời gian, không có cửa đâu. Thân thể lắc một cái, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng lần nữa từ phía sau hắn nổi lên. Lấy Kim Bằng lông vũ hóa thành phi đao. Tựa hồ là Kim Bằng nhất tộc đặc hữu tuyệt kỹ, trọng không sợ, nam tử trung niên đều đã từng thi triển qua. Nhưng lần này, Kim Bằng tôn giả thi triển thủ pháp, rõ ràng có chút khác biệt. Hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng không có vội vã hướng Âu Dương Minh Nguyệt tiến công. Mà là tại Kim Bằng tôn giả đỉnh đầu, làm thành một đóa kim sắc hoa tươi bộ dáng, xoay chậm chậm, ẩn ẩn lộ ra uy áp khí tức. Âu Dương Minh Nguyệt nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến lôi quang tháp bên trong, vốn đã yên tĩnh lại lôi quang tháp, lần nữa xoay tròn. Trên thân tháp hồ quang điện lượn lờ, một cỗ khí tức cường đại, thấu thể mà ra. Âu Dương Minh Nguyệt thấy rõ ràng.
hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng nghiễm nhiên tại Kim Bằng Tôn giả đỉnh đầu bố thành một cái trận thế, mà lại cái trận thế này cực kỳ huyền diệu, Âu Dương Minh Nguyệt không nhận ra tới. Cẩn thận, cái này đao trận uy lực rất mạnh, Âu Dương Minh Nguyệt vang lên bên tai Tiêu Phàm thanh âm, có chút lo lắng. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm dạng này trận pháp đại sư, đều nhìn không ra trận thế này chỗ ảo diệu, đây mới là để Tiêu Phàm chân chính lo lắng nguyên nhân. Nhìn không ra pháp trận ảo diệu, liền không cách nào phá giải. Một khi lâm vào pháp trong trận, liền sẽ trở nên cực kỳ bị động. Pháp trận công kích sau khi bắt đầu, chính là tuần hoàn qua lại, cuồn cuộn không dứt, không chết không thôi. Tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng hàng hay là không hàng? Kim Bằng Tôn giả lạnh lùng chừng ở Âu Dương Minh Nguyệt, nghiêm nghị quát hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, kia khinh miệt khinh thường thần thái, chính là tốt nhất hồi phục. Tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tôn người liền thành toàn ngươi. Tiếp chiêu đi, hai tay vừa nhấc, mấy chục đạo pháp quyết đồng thời đánh ra, sắp xếp chỉnh tề hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng nhanh chóng xoay tròn, trong chớp nhoáng bốn phía lóe lên, liền không thấy bóng dáng, sau một khắc, lại tại Âu Dương Minh Nguyệt bên người nổi lên, vô tận kim sáng lóng lánh, bỗng nhiên hóa thành hàng trăm hàng ngàn ngọn phi đao, hướng Âu Dương Minh Nguyệt cực chạm mà hạ. Tại Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt, lại sớm đã là một loại tình hình khác, dõi mắt chỗ đến, kim quang lóa mắt, chỉ thấy được lòe lòe phi đao, vải đầy trời, lại không nhìn thấy những vật khác. Không khí bốn phía đồng thời siết chặt, trận pháp cấm chế đã đồng thời khởi động. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh, bấm tay gảy nhẹ, pháp quyết đánh vào đến lôi quang tháp bên trong, lập tức ngân hồ lấp lóe, vô tận phích lịch hướng bốn phía mãnh kích mà đi, nhìn qua đường phi đao càng thêm dày đặc, kỳ thực là lấy công làm thủ. Tại phi đao màu vàng óng hướng nàng tiến công trước đó, dự định đoạt trước một bước đem những này phi đao đánh rơi. Hồ quang điện lướt qua, kim quang văng khắp nơi, vô số phi đao hóa thành hư không. Nhưng không dùng Âu Dương Minh Nguyệt thở một ngụm, hư giữa không trung lại hiện ra càng nhiều phi đao màu vàng óng, khí thế hùng hổ hướng Âu Dương Minh Nguyệt cắt mà tới. Hừ, đây là ta Thiên Bằng nhất tộc bản mệnh thiên phú đại trận, ngươi chỉ là một tên hạ giới ngộ linh kỳ tu sĩ, lại có thể nào phá giải được. Dù có tạo hóa chi bảo nơi tay, không sẽ sử dụng cũng là uổng công. Chấm ngoặc kép, bên cạnh vang lên Kim Bằng Tôn giả cười lạnh thanh âm, mắt nhìn lôi quang tháp, tham lam chi tình ích thịnh. Không nghĩ tới ngủ say mấy chục ngàn năm về sau, một tỉnh lại là như thế kinh hỉ không ngừng, chẳng những có cửu linh cây hỗn độn linh thể tiêu thị hậu nhân tự động đưa tới cửa, còn mang kèm theo một kiện tạo hóa chi bảo. Có thể khẳng định, đây là vô cực thiên tôn cho hắn bọn hậu bối lưu lại, không biết dùng phương pháp gì. Vậy mà có thể phong ấn tạo hóa chi bảo đại bộ phận phân uy năng, tại hạ cùng giao diện cũng có thể sử dụng. Chỉ cần bắt kia nhân tộc tiểu tử, đem hắn luyện thành thánh linh thân thể, lại thêm, thiên vương như ý tháp, cái này tại huyền linh thượng giới cũng đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa chi bảo, mình chẳng những có thể thành công trở về thượng giới, mà lại từ nay về sau, có thể tung hoành ngang dọc, thành tựu cuối cùng chân chính thánh linh chi vị. Nghĩ đến số vạn năm trôi qua, Tiêu Vô Cực tên kia cũng đã sớm phi thăng tiên giới, xưng tôn xưng tổ đi. Sẽ không đi, ngưng lại, tại huyền linh thượng giới. Không phải, một lần lại một lần lớn thiên kiếp dưới, dù coi như hắn Tiêu Vô Cực thần thông quảng đại nữa, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần không có Tiêu Vô Cực, kia còn có cái gì phải sợ. Âu Dương Minh Nguyệt không có thời gian cùng hắn, tranh cãi, toàn lực thôi động lôi quang tháp, từng vòng ngân sắc hồ quang điện phun ra ngoài, đem liên tục không ngừng đánh tới phi đao màu vàng óng đánh lui. Nhưng mà dạng này chỉ thủ không công. Mạnh hơn phòng ngự hệ thống cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Bá, rốt cục có một ngọn phi đao tránh thoát hồ quang điện công kích, từ ngân sắc phích lịch trong khe hở xuyên qua, hướng Âu Dương Minh Nguyệt cao mất bộ ngực sữa kích xạ mà tới. Âu Dương Minh Nguyệt bấm tay gảy nhẹ, phụt một tiếng, đánh trúng kia ngọn phi đao đao sống lưng, hồ quang điện lóe lên, phi đao màu vàng óng liền là hóa thành hư không. Âu Dương Minh Nguyệt lại buồn bực, hừ, một tiếng, gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, cực nhanh hiện lên một vòng ửng đỏ. Cái này phi đao màu vàng óng phía trên bám vào kinh lực, vậy mà mạnh mẽ không bình thường, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Mặc dù nàng nhìn qua dễ như trở bàn tay tiêu diệt cái này ngọn phi đao, hao phí chân nguyên pháp lực khi thật không ít. Cần gấp nhất chính là, căn cứ Âu Dương Minh Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ cần phòng ngự hệ thống bị đột phá một lần, tiếp xuống giết tới trước mặt nàng phi đao sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dù coi như nàng nhanh tay lẹ mắt, có thể đem những này phi đao một kích rơi, nhưng một lúc sau, chân nguyên pháp lực tiêu hao cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Không hề nghi ngờ, Kim Bằng Tôn giả bày ra dạng này một cái pháp trận, chính là muốn buộc nàng cứng đối cứng.
Lấy mạnh kích yếu, cái này vốn là rất bình thường cũng là ổn thỏa nhất đấu pháp. Dạng này đánh không thể tốc thắng, nhưng cũng quyết không đến mức bại trận. Kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, thanh thanh sở sở rõ ràng, ai cũng không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp. Trừ phi Âu Dương Minh Nguyệt có thể tại chân nguyên pháp lực hao hết trước đó, tìm tới phá giải đao này trận biện pháp. Tiểu nha đầu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần ngươi chịu hướng ta đầu hàng, bản tôn người lập tức liền tha ngươi. Lúc trước đáp ứng điều kiện của ngươi, cũng giống vậy chắc chắn. Kim bằng tôn giả hắc hắc cười lạnh, dù bận vẫn ung dung nói. Đúng lúc này, bên người hư không một trận gợn nước vặn vẹo, Tiêu Phàm chợt phát hiện thân mà ra, một quyền hướng hắn ngay ngực đánh tới. Giữa hai người thực lực chênh lệch quá mức cách xa, Tiêu Phàm chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách cùng hắn chém giết gần người, mới có một chút hy vọng sống. Nguyên anh tu sĩ cùng ngộ linh lão quái lẫn nhau liều pháp bảo pháp lực, kia thuần túy là tự hành muốn chết. Tiểu tử, ta liền biết, ngươi chỉ có như thế một chút tiền đồ. Chấm ngoặc kép, đối mặt với hung mãnh vô so long tượng nặng tay, kim bằng tôn giả vẫn như cũ không chút hoang mang, lợi chào tìm tòi, liền hướng Tiêu Phàm thiết quyền nghênh đón tiếp lấy. Hắn không có chuyên môn tu luyện qua luyện thể thuật, nhưng kim bằng tộc nhân nhục thân vốn là so với bình thường tu sĩ nhân tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiết quyền cùng lợi chảo trùng điệp đụng vào nhau, Tiêu Phàm thân thể chấn động, lập tức hướng về sau bay vụt hơn 10 trượng xa, phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Ngộ linh trung kỳ lão quái vật, quả nhiên xa so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Cơ hồ hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng, nguyên bản không có gì bất lợi, long tượng nặng tay cũng mất đi uy lực. Đã các ngươi vợ chồng tình nặng, vậy bản tôn người liền thành toàn các ngươi. Trước giải quyết tiểu nha đầu kia, lại từ từ thu thập ngươi không muộn. Kim bằng tôn giả khinh miệt liếc xa xa Tiêu Phàm một chút, thân thể lắc một cái, hai cánh bên trên lại bay ra mấy chục mai kim sắc lông vũ, hóa thành hơn 10 thanh chĩu nặng phi đao màu vàng óng, nhanh như mưa rào bay vào đao trong trận, trong chốc lát, đao trận khí tức càng thêm cuồng bạo. Tiêu Phàm nghe tới Âu Dương Minh Nguyệt hừ nhẹ âm thanh. Rất hiển nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt thụ thương, ngay sau đó, lại là một tiếng hừ nhẹ. Tiêu Phàm song mi bỗng nhiên một dương, không do dự nữa, ống tay áo lắp một cái, một đạo thảm ánh sáng trắng mang bắn ra, một tiếng thật dài chim hót thẳng lên cửu tiêu, chấn động thiên địa. Ngân rực chim, kim bằng tôn giả đầu tiên là giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn nhìn ra được, đầu kia xương chim là ngân rực chim khung xương luyện chế mà thành, trên thân lộ ra cực kỳ khí thức quỷ dị, không giống như là khôi lỗi, cũng không giống là ma ngẫu, tựa hồ là một loại nào đó vật sống. Một đầu tái sinh ngân dực chim hài cốt, bất quá lập tức, kinh ngạc lại chuyển biến làm khinh thường. Chương 1350, hợp thể đột phá. Tại dạng này dưới cùng giao diện, ngân dực chim có lẽ là rất cường đại yêu cầm, nhưng ở huyền linh thượng giới, ngân dực chim bất quá là mang theo bộ phân thánh linh huyết mạch hải không linh cầm thôi, trong đó thánh linh huyết mạch tương đối nồng đậm, có lẽ có cơ hội tu luyện tới hợp thể thậm chí là cảnh giới đại thừa, nhưng mà từ đầu tới cuối không có khả năng cùng trời sinh thánh linh đánh đồng. Kim bằng tôn giả thân là thiên bằng hóa thân, đối hết thảy không phải thánh linh chủng tộc, đều không lọt nổi mắt xanh. Huống chi đầu này ngân dực chim chỉ còn lại có một bộ khung xương, coi như dùng bí pháp từng tế luyện, cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tại kim bằng tôn giả xem ra, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, hoàn toàn không quan trọng gì. Cho dù cường đại như Tiêu Phàm dạng này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chỉ thường thôi. Thật muốn luận uy hiếp. Còn không bằng kia hai đầu chạy chối chết thiết bối đao lang đâu. Nếu hắn không có được cực kỳ cường đại thần hồn chi lực, chỉ là một tên bình thường ngộ linh sơ kỳ tu sĩ, sợ là thật muốn bị kia hai đầu con bọ ngựa làm đến luống cuống tay chân đâu. Dùng cái này đồng thời, Tiêu Phàm bấm tay gảy nhẹ, một giọt đỏ chói máu tươi bỗng nhiên bay lên. A, kim bằng tôn giả lúc này là thật lấy làm kinh hãi. Hắn vậy mà tại cái này giọt máu tươi bên trong cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt thánh linh khí tức. Mãnh liệt đến phảng phất cái này giọt máu tươi, liền đến từ trời sinh thánh linh, mà lại là trưởng thành đã lâu thánh linh. Một giọt thánh linh chân huyết, thế mà ra như bây giờ dưới cùng giao diện, xuất hiện tại một tên nguyên anh tu sĩ trong tay, trong lúc nhất thời, kim bằng tôn giả là thật có chút làm không rõ ràng. Vô cực thiên tôn cho Tiêu Phàm lưu lại thủy tổ tàng bảo các, hắn lại làm sao biết rồi. Mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt bị nhốt thụ thương, mặc dù biết rõ sử dụng lôi bằng chân huyết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tiêu Phàm hay là không chút do dự. Giọt kia đỏ chói thánh linh chân huyết bay lên, trực tiếp dán tại Tiêu Phàm trên trán, lập tức lóe lên liền không gặp tung tích, bị Tiêu Phàm hấp thu sạch sẽ. Sau một khắc, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức,
Bỗng nhiên từ Tiêu Phàm thể nội bộc phát ra, nháy mắt liền đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một bước cuối cùng, tùy thời đều có thể bước vào Ngộ Linh kỳ cảnh giới. Cùng Kim Bằng Tôn giả cách sử dụng, không có sai biệt. Chỉ bất quá Kim Bằng Tôn giả là tự mình hại mình nhục thân. Tiêu Phàm thì là mượn nhờ ngoại lực, liền hậu quả mà nói, theo lý hẳn là Kim Bằng Tôn giả phương pháp đối thân thể tạo thành tổn thương muốn nghiêm trọng hơn nhiều, đồng thời hẳn là mãi mãi tổn thương. Một đầu ngân xí đại bằng hư ảnh, từ Tiêu Phàm phía sau bay lên, sắt mỏ như câu, khí thế khinh người, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh. Lại phảng phất thực thể, kia cỗ bế nghễ hết thảy ngạo nghễ thần thái, sôi nổi mà ra, hai con mắt hướng bên này quét qua, Kim Bằng Tôn giả lập tức trong lòng rung mạnh. Hít vào một ngụm khí lạnh, hư ảnh lập tức hướng Tiêu Phàm trên thân bổ một cái, liền dung nhập Tiêu Phàm thể nội, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Tiêu Phàm nhún người nhảy lên, cả người đều hóa thành một đầu ngân xí đại bằng, dương cánh hơn 10 trượng. Như đám mây che trời, hướng giữa không trung xương chim bổ nhào mà đi. Trong khoảnh khắc, cả hai liền hợp hai là một, chỉ thấy xương chim trắng toan toát xương trên kệ. Mọc ra từng khối huyết nhục, từng đầu mạch máu cùng từng mảnh da thịt, từng đạo lông vũ, uyển như là dục hỏa trùng sinh, toàn bộ quá trình rõ ràng vô so. Chỉ thấy Tiêu Phàm cùng xương chim đều đã biến mất không thấy gì nữa, một đầu chiều cao hơn 10 trượng, mắt ưng thiết trảo, kiện vũ như ngân thánh cầm, uy phong lẫm lẫm xuất hiện trên bầu trời, trên thân khí tức tăng vọt, đảo mắt liền đột phá Nguyên Anh kỳ ràng buộc, trực tiếp hướng tiến vào Hiểu Linh kỳ. Ngân Dực Lôi Bằng, chấm ngoặc kép, Kim Bằng Tôn giả thì thào nói, hai mắt trợn thật lớn. Vừa rồi Tiêu Phàm nuốt máu tươi, chính là Lôi Bằng chân huyết. Khó trách hắn thánh linh huyết mạch như vậy nồng đậm, hắn căn bản chính là trực tiếp uống thánh linh chi huyết, kia huyết mạch có thể không nồng đậm a. Tiêu Phàm biến thành Ngân Dực Lôi Bằng ngửa mặt lên trời huyết dài, hai cánh khẽ vỗ, phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời chi đỉnh, thoáng qua liền không gặp tung tích. Cũng không biết là tại cực cao trên bầu trời bay lượn, hay là lấy phong độn thuật ẩn nấp hành tung. Ngân Dực Lôi Bằng thế nhưng là trời sinh phong lôi hai thuộc tính thánh linh, phong độn thuật có 102 thiên hạ, dù coi như là kim xí đại bằng, cũng có vẻ không bằng. Hừ, giả thân giả quỷ, coi là dạng này liền có thể lừa ai. Kim Bằng Tôn giả lập tức lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, ống tay áo lắc một cái cỡ nhỏ không gian vòng xoáy càn quét mà ra, ba cái lông vũ biến thành phi đao màu vàng óng, theo sát vòng xoáy về sau, hướng về phía trước bắn ra. Ngoài ba trường hư không một trận gợn nước vặn vẹo, Tiêu Phàm nổi lên. Người thanh niên này, dáng người, tướng mạo thậm chí khí tức đều cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc, chợt nhìn lại, 10 cái sẽ có 9 người đem hắn xem như là Tiêu Phàm. Khác biệt duy nhất, chỉ sợ cũng ở chỗ cái này Tiêu Phàm thần thái tương đối cứng nhắc đạm mạc, cùng chân thực Tiêu Phàm có chỗ khác biệt. Vừa hiện thân, liền, hô, một tiếng, một trường hướng Kim Bằng Tôn giả đánh tới, cũng là cuồng phong gào thét, kinh lực kinh người. Triệu Linh Phù, đây là Thiên Diệu Thần Phù, bên trong ghi lại một loại thần bí nhất phù lục, triệu hoán đi ra phù linh, chẳng những có thể lấy phục chế bản tôn bề ngoài tướng mạo, còn có thể có được bộ phận thần thông. Thần thông cao thấp, liền là chế phù vật liệu cùng chế phù sư bản thân tu vi cao thấp. Vật liệu là cực giai vật liệu, chế phù sư tiêu chuẩn liền hơi có khiếm khuyết, tạm thời còn chỉ có thể vẽ nông cạn nhất Triệu Linh Phù, triệu hoán đi ra phù linh, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Thực thì chỉ có thể phát huy ra bản tôn 3-4 thành công lực thần thông. Cái này một cái, long tượng nặng tay, lại có thể nào cùng rồng thực sự tượng nặng tay đánh đồng. Xuy xuy xuy, ba tiếng nhẹ vang lên quá khứ, phi đao màu vàng óng từ phù linh thân bên trên xuyên thẳng mà qua, phù linh lập tức từng mảnh vỡ vụn, tiêu tán ở hư giữa không trung. Loại này thấp nhất chờ phù linh, dùng tới đối phó một tên Ngộ Linh trung kỳ lão quái vật, tự nhiên là một kích diệt sát, ngay cả nửa phân chỗ trống để né tránh đều không có. Nhưng mà thứ hai phù linh, nhưng lại tại một phương hướng khác vô thanh vô tức hiện thân mà ra, khoảng cách Kim Bằng Tôn giả chỉ có 2 trượng xa. Tên này phù linh, song tay nắm chặt Viêm Linh chi nhận, một đao màu lam nhạt đao mang, hướng Kim Bằng Tôn giả tật bổ mà đến, lóe lên liền đến hắn trên đỉnh đầu. Kim Bằng Tôn giả tiếng hừ lạnh bên trong, không tránh không né, một trường đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét, phá mặt như đao. Phù linh như bị sét đánh, khoảnh khắc tiêu tán, hóa thành vô hình. Điêu trùng tiểu kỹ, dạng này tiểu thủ đoạn, dù coi như ngươi có trăm dạng ngàn dạng, thực lực quá yếu, cũng bất quá là trò cười thôi. Hay là bằng bản lĩnh thật sự một quyết thắng thua tốt. Kim Bằng Tôn giả cười lạnh liên tục, đúng lúc này, một mảnh to lớn bóng tối, bỗng nhiên đặt ở đỉnh đầu của hắn. Kim Bằng Tôn giả vội vã ngẩng đầu đi lên,
chỉ tăng trưởng đạt hơn 10 trượng ngân dực lôi bằng, đã lặng yên không một tiếng động tại đỉnh đầu hắn hiện thân mà ra, móc sắt móng vuốt, cách hắn trên đỉnh đầu bất quá vài thước xa. Kim bằng tôn giả hai cánh khẽ vỗ, di hình hoán vị, nháy mắt liền đến mấy trượng bên ngoài, khó khăn lắm tránh thoát lợi chảo, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Chớ nhìn hắn một mực dù bận vẫn ung dung, nói thật nhẹ nhàng tự tại, kỳ thật Tiêu Phàm một chảo này, hắn thật đúng là không có có thể kịp thời phát hiện. Ngân dực lôi bằng phong độn thuật thiên hạ vô song, Tiêu Phàm cùng xương chim hợp làm một thể, cố nhiên tính không được là chân chính ngân dực lôi bằng, nhưng cũng có thể phát huy ra lôi bằng một tia thiên phú thần thông. Kim bằng tôn giả một cái không quan sát, kém chút liền mắc lừa. Rất tốt, không nghĩ tới Tiêu vô cực hậu nhân, như vậy gian trá. Ngân dực lôi bằng liền cười, phát ra Tiêu Phàm thanh âm, lạnh nhạt nói, đây là ta nghe nói qua buồn cười nhất trò cười. Người này lãnh khốc khát máu, xem nhân mạng như cỏ rác, đối với mình đồng tộc vãn bối, đều là không chút lưu tình thống hạ sát thủ, lại ở đây chỉ trích người khác gian trá, quả thực chính là khôi hài. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút loạn thất bát tao tiểu thủ đoạn liền có thể thắng ta, nói cho ngươi, kia không dùng. Tại tu chân giới, cho tới bây giờ đều chỉ tin tưởng thực lực tuyệt đối. Kim bằng tôn giả một tiếng quát lớn, hai cánh mở ra, hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, hướng Tiêu Phàm xông tới. Là thật biến thân, cả người đều hóa thành thiểm điện, đem mình biến thành binh khí. Ngân dực lôi bằng lại không muốn cùng hắn liều mạng, cũng là hai cánh khẽ vỗ, đảo mắt liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trốn chỗ nào, kim bằng tôn giả vồ hụt, bắt đầu bị Tiêu Phàm chọc giận, nhoáng một cái hóa thành nhân hình, hai mắt hung tợn hướng tứ phương quét qua, miệng bên trong hét to lên tiếng, sau một khắc, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng đông bên cạnh đánh tới. Mặc dù Tiêu Phàm phong độn thuật kỳ diệu vô so, hắn lại như trước vẫn là cảm ứng được Tiêu Phàm vị trí, liền trốn ở hắn phía đông hơn 10 trượng bên ngoài, theo gió che đậy hình, toàn bộ thân thể to lớn đều che đậy trong gió. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, vàng óng ánh lôi quang tháp, từ đao trong trận bắn ra, xoay tròn lấy đến đỉnh đầu của hắn, Âu Dương Minh Nguyệt theo sát phía sau, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết nhanh chóng vô cùng bắn vào đến lôi quang tháp bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lần này, kim bằng tôn giả là thật sững sờ ngơ ngác một chút. Làm sao bỗng nhiên ở giữa, bản mệnh thiên phú đại trận liền phá. Để Âu Dương Minh Nguyệt chạy ra, đồng thời không nói hai lời, liền đối với hắn ra tay. Lần này nhanh hơn thiểm điện, cho dù kim bằng tôn giả đã có hiểu linh trung kỳ tu vi tạo nghệ, bất ngờ không đề phòng, cũng đã không kịp làm bất luận cái gì lẩn tránh né tránh, càng không kịp tế lên bảo vật chống đỡ, chỉ có thể nhấc lên trong đan điền hơi thở. Đem toàn thân chân nguyên pháp lực nháy mắt triệu tập đến đầu bộ, một lần tính thả ra, ngạnh sinh sinh cùng lôi điện chi lực đối kháng. Oanh một tiếng, ngân sắc hồ quang điện nháy mắt đem kim bằng tôn giả bao phủ. Âu Dương Minh Nguyệt không chần chờ chút nào do dự, mười ngón tiêm tiêm, càng nhiều chân nguyên pháp lực phi tốc rót vào bảo trong tháp, chuẩn bị lại cho hắn phát động một kích chí mạng. Lại chỉ nghe phích lịch đại tác, kim bằng tôn giả từ trên lôi hải bắn ra, nháy mắt liền tới hơn 10 trượng bên ngoài. Trên lưng kim sắc lông vũ hơi có tán loạn, khí tức cũng so sánh với lúc trước yếu một chút. Dù sao cứng như vậy lay lôi quang tháp, vẫn là để hắn thụ thương không nhẹ. Kim bằng tôn giả nâng tay khẽ vẫy, mấy chục mai phi đao màu vàng óng bỗng nhiên hóa thành mấy chục chi kim sắc lông vũ, nhao nhao bay trở về đến hai cánh của hắn phía trên, kim quang lóng lánh, lóa mắt sinh huy. Vừa mới còn tại vận chuyển thiên phú thần thông đại trận, đảo mắt liền bị chính hắn thu lại. Meo, một tiếng ngạo kiều thở nhẹ. Bóng đen lấp lóe, một đầu mèo đen từ đao trong trận tâm bắn ra, khoảnh khắc đến hơn 10 trượng bên ngoài, quang mang lấp lánh bên trong, mèo đen biến thành một tên toàn thân áo đen, mũm mĩm hồng hồng thanh tú động lòng người thanh xuân mỹ thiếu nữ, nhìn qua kim bằng tôn giả, nhếch miệng cười một tiếng. Quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch hậu duệ. Kim bằng tôn giả lại là giật mình, kinh ngạc nói. Ta minh bạch, nguyên lai là người vật nhỏ này đang quấy rối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1351, ngươi là ai? Ngươi bây giờ mới biết, thực ngốc, Hắc Lân cười hì hì nói, chép miệng, biểu thị mình đối kim bằng tôn giả trí thông minh có chút bất mãn. Kỳ thật cái này thật đúng là không thể trách kim bằng tôn giả, đần, thực tế là Tiêu Phàm hoa văn trồng chất, hoàn toàn hấp dẫn kim bằng tôn giả chú ý, Hắc Lân lại thần không biết quỷ không hay lặn ra đi, thật mắt chi quang nhất cử xé mở đao trận. Âu Dương Minh Nguyệt thừa cơ thoát khốn mà ra, không khách khí chút nào cho kim bằng tôn giả một chút tốt. Âu Dương Minh Nguyệt tại đao trong trận thụ thương, lần này xem như hòa nhau. Đối Hắc Lân trêu chọc, kim bằng tôn giả mảy may cũng không để trong lòng,
lại gắt gao tiếp cận Hắc Lân, trầm giọng nói, ngươi mang theo trong người thứ gì? Hắc Lân rõ ràng đứng trước mặt của hắn, chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, lấy thần niệm chi lực đảo qua đi, hắn lại cơ hồ không cảm ứng được Hắc Lân tồn tại, cần nhiều lần tăng lớn thần niệm chi lực mới có phát giác. Đối Kim Bằng tôn giả đến nói, đây là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Hắc Lân bất quá là một đầu hóa hình trung kỳ tiểu linh thú thôi, dù coi như có thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, cũng không làm đại sự. Song phương thần hồn chi lực chênh lệch lớn như vậy, quả quyết không có khả năng trốn qua mình thần niệm điều tra. Trừ phi nàng mang theo trong người một loại nào đó có thể che đậy thần niệm điều tra pháp bảo. Bất quá loại pháp bảo này tại song phương thần hồn chi lực chênh lệch khổng lồ như thế dưới tình hình còn có thể phát huy tác dụng, đủ thấy bất phàm, chính là tại huyền linh thượng giới, cũng là khó gặp tốt bảo vật. Hắc Lân hì hì cười một tiếng, nói, lệch không nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn nàng hồn nhiên vô so, nhìn qua không tim không phổi, nhưng thủy chung cùng Kim Bằng tôn giả duy trì vài chục trượng khoảng cách. Dù sao song phương cảnh giới cách biệt quá xa, nàng nhưng không đảm đương nổi Kim Bằng tôn giả một kích chịu y. Bóng đen lóe lên, ngân dực lôi bằng tại Hắc Lân bên người nổi lên. Đảo mắt lại hóa thành một bộ bạch bào Tiêu Phàm, vẫn như cũ vững vàng duy trì ngộ linh kỳ tiêu chuẩn. Cùng lần trước tại Long Thần đảo tướng so, lần này hợp thể chi thuật, rõ ràng muốn nâng cao một bước. Cuối cùng khi đó Tiêu Phàm vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Mà lại là lần đầu cùng xương chim hợp hai là một, thuộc về thăm dò tính chất. Kinh lịch lần thứ nhất về sau, liền thuần thục phải nhiều, biến hóa tùy tâm. Mà lại tại dự đoán lại chuẩn bị tình huống dưới, lấy lôi bằng tinh huyết cưỡng ép kích phát thể nội tiềm lực, đối thân thể tổn thương cũng kém xa mấy lần trước chi rất. Tiêu y thánh chi danh, không phải gọi không, Hắc Lân mỉm cười, cổ tay trắng lật một cái, một đạo nhìn qua đã có chút tàn tạ ngọc phù, đưa tới Tiêu Phàm trong tay. Nguyên hư phù, Kim Bằng tôn giả trong mắt cực nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Trách không được mình điều tra không đến Hắc Lân tung tích, nguyên lai nàng vậy mà tùy thân mang theo loại này bên trên cổ linh phù. Cho dù tại huyền linh thượng giới, nguyên hư phù cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tốt bảo vật, một khi tại giao dịch hội bên trên hiện thân. Tất nhiên sẽ gây nên vô số tu sĩ cấp cao tranh đoạt. Hắc Lân lấy ra đạo này ngọc phù, mặc dù cảm giác trên có chút thô ráp, tựa hồ không phải chính phẩm nguyên hư phù, chỉ là cái nào đó hàng nhái, nhưng hiệu quả cũng đã rất không tệ. Nguyên lai đạo phù lục này gọi nguyên hư phù, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc phù, nhẹ gật đầu. Đây là đang thất dạ giới thiên ma thành thời điểm, từ gió Tây đảo ô ra truyền nhân trong tay đổi lấy, ẩn thân phù, cho tới nay, Tiêu Phàm đều chưa từng vận dụng. Bây giờ mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt nguy cấp, cái này mới đem giao cho Hắc Lân, để nàng lặng yên lặn ra. Nhất cử phá trận, Kim Bằng tôn giả sắc mặt chìm xuống dưới. Nguyên lai tưởng rằng cưỡng ép tăng lên nhục thân cảnh giới, triệt để kích phát tiềm lực về sau, muốn bắt giữ cái này nhân tộc tiểu tử dễ như trở bàn tay, ai ngờ hắn lại là như thế khó chơi. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bây giờ càng là ngay cả nguyên hư phù loại này bên trên cổ linh phù đều móc ra. Xem ra không cẩn thận, mình tính toán liền có khả năng thất bại. Không phải do Kim Bằng tôn giả suy nghĩ nhiều, Âu Dương Minh Nguyệt đã từ từ mà lên, tung lên trên trời, hai tay khoanh bấm quyết, miệng lẩm bẩm, trước mắt lôi quang tháp kim quang đại phóng, trong chốc lát khắp thiên vân hà lăn lộn, vô tận vàng bạc hai màu lôi điện từ trong hư không liên tục không ngừng xông ra, điên cuồng hướng lôi quang tháp tụ tập mà đi. Một đoàn kim sắc lôi điện, tại Âu Dương Minh Nguyệt phía sau không ngừng lấp lánh, tóc trắng bay múa, váy đỏ phiêu động, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, ở giữa không trung dần dần ngưng tụ. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là không thèm đếm xỉa, đem trong cơ thể mình mỗi một phân tiềm lực đều kích phát ra tới. Nàng vừa mới tiến cấp ngộ linh kỳ không bao lâu, mới khó khăn lắm vững chắc bước đầu cảnh giới, cứ như vậy liều lĩnh liều chết đánh nhau, thực tế không phải trí giả gây nên, chỉ là tình thế cách cấm. Không thể không nhưng. Hỏa thiêu lông mày mau lại chú ý trước mắt lại nói. Nếu để cho cái này huyền linh thượng giới đến lão quái vật thong dong nghĩ kỹ cách đối phó, nàng cùng Tiêu Phàm hôm nay đều mơ tưởng sinh ly nơi đây. Chớ có cản rỡ, Kim Bằng tôn giả một tiếng gầm thét, toàn thân khớp xương đôm đốp loạn hưởng, thân thể đột nhiên tăng vọt, bỗng nhiên biến thành thân cao hơn 10 trượng cự nhân, tay phải vừa nhấc, kim sáng lóng lánh ở giữa, một thanh dài đến hơn 10 trượng kim sắc cự nhận nổi lên. Kim Bằng tôn giả hai tay nắm ở chuôi này cự nhận, hai mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận không trung Âu Dương Minh Nguyệt. Cự nhận bên trên truyền ra đến khí thế mạnh, trước nay chưa từng có. Bản mệnh lông vũ, Kim Bằng tộc tựa hồ cùng cái khác thánh linh hậu duệ có chỗ khác biệt, mỗi người chân chính bản mệnh lông vũ chỉ có một viên. Cái này mai bản mệnh lông vũ, thì hội tụ Kim Bằng người suốt đời tinh khí thần,
dùng cái này huyễn hóa mà thành cảm thấy binh khí pháp bảo, uy lực xa so bình thường lông vũ phải cường đại hơn nhiều. Giờ này khắc này, vô tận vàng bạc hai màu lôi điện, đã triệt để đem lôi quang tháp cùng Âu Dương Minh Nguyệt thân hình bao phủ. Đốt, trong biển sấm sét, Âu Dương Minh Nguyệt một tiếng duyên dáng gọi to. Ầm ầm nổ vang, lôi hải quay cuồng lên, từng đầu kim sắc lôi điện hóa thành tơ mỏng, từ trên lôi hải một chút xíu rút ra, phảng phất một cái bàn tay vô hình, đang dùng những vàng bạc này hai màu sợi tơ đang bện một bức họa. Lóa mắt hào quang chói mắt phía dưới, bức đồ án này dần dần thành hình. Một đầu vàng bạc hai màu giao long, dần dần ở giữa không trung nổi lên, ngẩng đầu trừng mắt, lợi trảo như câu, toàn thân vảy màu vàng kim lập lòe tỏa sáng, trên người vòng quanh một vòng lại một vòng ngân sắc hồ quang điện. Lôi long, tật, Âu Dương Minh Nguyệt lại là một tiếng duyên dáng gọi to. Lôi long ngửa đầu thét dài, dài chừng 10 trượng thân thể uốn éo, liền hướng kim bằng tôn giả biến thành cự nhân bổ nhào mà tới. Từ xưa đến nay, trời giống chim thánh linh liền cùng giao long loại thánh linh không phải rất thích hợp. Nghe đồn rằng, kim sĩ đại bằng điểu là lấy độc long làm thức ăn, trong cả đời, thôn phệ độc long vô số, đến trước khi chết. Gia long nôn độc, kim sĩ đại bằng không cách nào lại ăn, liền trên dưới tung bay 7 lần mà chết, sau khi chết nhục thân thiêu hủy, chỉ còn lại có một viên kim sắc lưu ly xá lợi tử. Dạng này nghe đồn, tự nhiên là thần thoại thành ở riêng nhiều. Không đủ tin tưởng, nhưng cũng từ khía cạnh nghiệm chứng trời chim cùng giao long ở giữa quan hệ thù địch. Cái này lôi long mặc dù không phải trời sinh thánh linh, thậm chí không phải nhục thân, nhưng giao long hình dạng, đã để kim bằng tôn giả 10 điểm khó chịu. Kim bằng tôn giả lúc này hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy kim sắc cự nhận, hướng lên nghênh kích mà đi. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự nhận liền chống đỡ giao long chân trước. Lập tức liền cứng tại nơi đó, cả hai tương giao nháy mắt, vàng bạc hai màu lôi long bỗng nhiên lắc một cái, phảng phất nhận một loại nào đó trọng kích. Nguyên bản ngưng kết vô so, uyển như thực thể thân thể. Phát ra gợn nước vặn vẹo ba động, tựa hồ ngăn cản không nổi, liền muốn tiêu tán thành vô hình. Trong biển sấm sét Âu Dương Minh Nguyệt lần nữa duyên dáng gọi to, vô số vàng bạc hai màu lôi điện chen chúc mà ra. Rót vào lôi long thể nội, lập tức liền một lần nữa đem lôi long vững chắc xuống. Răng rác, kim bằng tôn giả đứng chỗ đứng, cứng rắn vô so nham thạch bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành bột mịn, cự nhân hai cái chân nhỏ. Chui vào đến bột đá bên trong. Chừng hơn một trượng chi sâu, hai tên ngộ linh kỳ đại năng tu sĩ giao phong, đánh cho không gian đổ sụp đều là chuyện thường. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Kim bằng tôn giả phẫn nộ quát, lôi hải chỗ sâu, Âu Dương Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như máu, hiển nhiên toàn thân mỗi một phân tiềm lực đều đã bị kích phát. Sau trận chiến này, nếu như chiến bại, vậy liền vạn sự đều yên. Dù coi như chiến thắng, cũng sẽ bệnh nặng một trận. Vừa mới vững chắc cảnh giới cố gắng, chỉ sợ đều uổng phí, hết thảy lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Bất quá lúc này sớm đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem mình kinh mạch chỗ sâu mỗi một giọt lực lượng, đều nghiền ép ra. Đánh trước thắng một trận lại nói, khác đều không lo được. Bên kia toa, Tiêu Phàm đã sớm không thấy bóng dáng. Hắc hắc, dù coi như người có nguyên hư phù, vậy thì thế nào? Một cái hàng nhái mà thôi. Chẳng lẽ còn thật có thể giấu giếm được thần niệm chi lực của ta? Kim bằng tôn giả cười lạnh liên tục, lần nữa tăng lớn đối cự nhận pháp lực rót vào. Lấy hắn phong phú vô so kinh nghiệm chiến đấu, hắn tự nhiên biết từng cái tiêu diệt tầm quan trọng. Như luận như thế nào, đều muốn trước diệt đi một cái, chỉ cần Âu Dương Minh Nguyệt một đổ, còn lại Tiêu Phàm một thân một mình, coi như hắn lại hoa văn trồng chất, cũng không đáng lo lắng, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như hắn chỉ là một vị hàng thật giá thật hạ giới ngộ linh kỳ tu sĩ, cho dù Tiêu Phàm có chỉ là nguyên hư phù phục chế phẩm, hắn cũng không dám khen dạng này cửa biển. Nhưng hắn thần niệm chi lực ở xa ngộ linh kỳ phía trên, ngược lại là có thể dạng này mạo hiểm. Bằng không, bị hai cái này tiểu bối tả hữu kiềm chế, trận chiến này không biết muốn đánh tới khi nào. Hắn loại trạng thái này, nhưng kiên trì không được lâu như vậy. Lúc này, bốn phía mấy cái phương hướng đều lộ ra Tiêu Phàm khí tức. Phù linh, đối với những này chỉ có thể phát ra bản tôn ba bốn thành uy lực phù linh, kim bằng tôn giả tự nhiên không thèm để ý chút nào, miệng lẩm bẩm, trên thân kim sáng lóng lánh, thả ra một tầng dày đặc vòng phòng hộ. Bất quá nhưng cũng âm thầm sợ hãi thán phục, họ Tiêu này tiểu tử, thật đúng là tại trên bùa chú dưới tiền vốn lớn. Hắn mặc dù không phải chế phù tông sư, nhưng cũng biết, muốn vẽ dạng này tinh diệu cao minh phù lục, thời gian hao phí cùng chân nguyên pháp lực, thật đúng là không ít. Thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó chỉ hoãn mình tu luyện. Tiêu Phàm một hơi thả ra 6 cái triệu linh phù,
coi là thật là đại thủ bút. Nhưng dưới mắt những này ngày bình thường khó gặp triệu linh phù, lại chẳng qua là nhiễu người tai mắt mà thôi. Kim Bằng tôn giả thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, đối những cái kia phù linh làm như không thấy, chỉ là toàn lực tìm kiếm Tiêu Phàm bản tôn. Bỗng nhiên ở giữa, Kim Bằng tôn giả khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, hai tay bỗng nhiên co lại, đem kim sắc cự nhận từ lôi long lợi chảo ở giữa thu hồi lại, miệng bên trong một tiếng quát lớn, giơ cao kim sắc cự nhận, hướng về trái phía sau hướng, một đao bổ ra ngoài. Một đao này nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi. Cạn kiệt Kim Bằng tôn giả toàn lực, một tiếng kêu thảm, một bóng người tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ kim đao phong lưỡi đao dưới bắn ra, người còn giữa không trung đã phun ra dưới vô tận huyết vũ. Hiển nhưng đã tại Kim Bằng tôn giả một kích toàn lực dưới, thân chịu trọng thương. Cái này là người sống sờ sờ, không phải phù linh. Muốn đánh lén ta, không có cửa đâu, Kim Bằng tôn giả cười lạnh, tràn đầy vẻ đắc ý. Nhưng sau một khắc, Tiếu Dung bỗng nhiên ngưng kết, hai mắt trợn thật lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mặc dù hắn không biết bị hắn một đao đánh bay người này, lại có thể khẳng định, người này không phải là Tiêu Phàm, không phải Âu Dương Minh Nguyệt, cũng không phải Hắc Lân. Ngươi là ai? Chương 1352, cường địch chém đầu. Đây là một nữ nhân, áo đen váy đen, diễm mỹ vô song, chỉ là hình dung 10 điểm lạnh lùng, cố nhiên bản thân bị trọng thương, khạc ra máu không thôi. Trên mặt lại chỉ thấy lãnh diễm, không gặp thống khổ. Thiên Diệu tiên tử, cái này bỗng nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức muốn tiếp cận Kim Bằng tôn giả nữ nhân, vậy mà là Thiên Diệu tiên tử. Một cảm ứng được Thiên Diệu tiên tử trên thân cực giống Tiêu Phàm khí tức, Kim Bằng tôn giả lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quá sợ hãi. Nếu như hắn một đao đánh bay chính là Thiên Diệu tiên tử, kia Tiêu Phàm ở đâu? Tiêu Phàm ngay tại đỉnh đầu của hắn, ngay tại hắn ra chiêu công kích Thiên Diệu tiên tử thời điểm, đỉnh đầu hắn không gian vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe, to lớn ngân rực lôi bằng hiện thân mà ra, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chi ý. Không tốt, chấm ngoặc kép, Kim Bằng tôn giả quát to một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn cấp tốc né tránh. Chỉ tiếc hết thảy đều đã không kịp, Thiên Diệu tiên tử cam mạo kỳ hiểm, giả mạo Tiêu Phàm, cố ý đưa đến hắn đao phong phía dưới, vì chính là cho Tiêu Phàm tranh thủ cái này một kích tất trúng cơ hội. Cơ hội như vậy, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không bỏ qua. Không đợi Kim Bằng tôn giả bỏ chạy, cứng như kim thiết lợi chảo, đã lăng không vồ xuống. Kim Bằng tôn giả kêu thảm nửa tiếng, ngân rực lôi bằng thiết chảo, từ hắn trên đỉnh đầu đâm vào, cùng lúc đó, hồ quang điện đại tác, lôi bằng nháy mắt toàn thân trên dưới đều trở nên lôi lóng lánh, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phun ra ngoài, dày đặc vô so mậu thổ thần lôi trong chốc lát xuyên qua Kim Bằng tôn giả toàn thân. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kim Bằng tôn giả biến thành kim sắc cự nhân đột nhiên nổ tung, huyết nhục vẩy ra, uyển như pháo hoa nở rộ, lộng lẫy dị thường. Chỉ bất quá cái này lộng lẫy bên trong, xen lẫn vô hạn huyết tinh. Một đạo hơn một xích cao kim sắc nguyên anh, từ bắn nổ thân thể bên trong bắn ra, chính là Kim Bằng tôn giả lúc đầu bộ dáng, hai tay dâng một đầu đồng dạng là dài hơn thước kim sắc lông vũ, hung tợn trừng Tiêu Phàm một chút, thân thể nhoáng một cái, liền hướng bên trái đằng trước thuấn di mà đi. Bất quá thời khắc này Nguyên Anh, khí tức so sánh với lúc trước Kim Bằng tôn giả linh thân yếu nhược quá nhiều, cũng chính là bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ Nguyên Anh tiêu chuẩn. Cưỡng ép đoạt xá, lại tại cưỡng ép kích phát thân thể toàn lực, tất cả đây hết thảy, đều cần tiêu hao quá nhiều thần hồn chi lực, tại mậu thổ thần lôi toàn lực oanh kích phía dưới, Nguyên Anh rất là suy yếu. Không thể bình thường hơn được, be be, chấm ngoặc kép, một tiếng reo hò, thanh âm bên trong mang theo vô so vui vẻ hưng phấn chi ý. Quán linh bắn ra, hai tay ôm cửu âm bạch cốt điểm, nhanh như điện chớp hướng Kim Bằng tôn giả Nguyên Anh mau chóng đuổi mà đi. Xúc sinh, Nguyên Anh vừa tức vừa gấp, chửi ầm lên, quán linh be be kêu to. Hai tay hướng không trung ném đi, cửu âm bạch cốt điểm đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cốt long, phát ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Cái đuôi bãi xuống, liền đuổi kịp đang chuẩn bị thi triển lần thứ hai thuấn di chi thuật Nguyên Anh. Đầu đuôi một vòng, liền đem Nguyên Anh chăm chú cuốn lấy. Quán linh hưng phấn kêu to, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu mây xám, mau lẹ vô cùng hướng về Nguyên Anh bao phủ xuống. Tiêu đạo hữu dừng tay, tại hạ có lời nói, có một cọc lớn tạo hóa muốn đưa cùng ngươi, chấm ngoặc kép, mắt thấy không chỗ có thể trốn. Nguyên Anh rốt cục thất kinh, không thèm để ý giới cao nhân thân phận tôn quý, vội vã hướng Tiêu Phàm kêu lên, mang theo hết sức rõ ràng ý cầu khẩn. Lúc này, tự nhiên là tính mệnh quan trọng, ai còn để ý mặt mũi không mặt mũi. Để thận trọng đều gặp quỷ đi thôi, Tiêu Phàm trong lòng hơi động,
Người này chi ngôn, tựa hồ không giống như là giả mạo, hắn từ thượng giới mà đến, hơn nữa là trời sinh thánh linh phân thân, có lẽ thật có thiên đại tạo hóa cũng chưa biết. Đạo hữu chỉ cần tha ta một mạng, ta có thể làm cho đạo hữu lập tức tiến giai ngộ linh kỳ, như thế nào? Chấm ngoặc kép, thấy Tiêu Phàm ý có mà thay đổi, Nguyên Anh liền phảng phất bắt lấy cuối cùng một cây cứu mệnh đạo thảo, khàn cả giọng kêu to lên. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, này nhân nguyên thần chi lực, thắng qua ta cùng quá nhiều, không thể dưỡng hổ di hoạn. Tu chân giới khống chế người khác thủ đoạn mạnh nhất, không ai qua được thần hồn cấm chế, thế nhưng kim bằng tôn giả bản tôn cấp bậc cực cao, nguyên thần chi lực cho dù nhất thời bị hao tổn, cũng tuyệt không phải Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt có thể cấm chế được. Bọn hắn muốn cấm chế một vị thượng giới cao cùng tu sĩ nguyên thần, thật giống như luyện khí kỳ trúc cơ kỳ đệ tử muốn cấm chế bọn hắn nguyên thần đồng dạng, buồn cười đến cực điểm. Cho dù là bọn họ trọng thương không dậy nổi, lấy đệ tử cấp thấp đạo nhi, chỉ cần nguyên thần chi lực hơi vừa khôi phục, lập tức liền có thể phản chế, đến lúc đó, nơi nào còn có đệ tử cấp thấp đường sống. Lưu lại người này nguyên thần, chẳng khác nào là tự chui đầu vào giỏ. Tiêu Phàm bừng tỉnh, chuyện ngu xuẩn như vậy, cũng không thể làm. Đạo hữu không tin a, ta có ngân dực lôi bằng nội đan. A, chấm ngoặc kép, kim bằng tôn giả Nguyên Anh kiệt lực gọi, lại đảo mắt liền bị mây xám càn quét. Mây xám lập tức kịch liệt sôi trào, kim bằng tôn giả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Tiêu Phàm không khỏi hãi nhiên, trời sinh quỷ linh hơi thở phách thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến qua. Bất kể là ai nguyên thần, chỉ cần bị oán linh bao lấy, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị thôn phệ phải sạch sẽ, tuyệt không kháng cự chi lực. Cái này kim bằng tôn giả nguyên thần bị mây xám bao lấy về sau, lại còn có thể cùng oán linh đại chiến, cái này hứa lâu dài, réo lên không ngừng, quả thật cao minh. Bất quá, cái này cũng cuối cùng chỉ là vùng vẫy dẫy chết thôi. Nguyên thần thân thể một khi bị oán linh bao lấy, mặc kệ cỡ nào cao minh, cuối cùng cũng vẫn là một con đường chết, tuyệt đối chạy không thoát bị thôn phệ vận mệnh. Quả nhiên, một lát sau tiếng kêu liền dần dần yếu xuống dưới, rốt cục trở nên lặng yên không một tiếng động, lăn lộn mây xám cũng triệt để bình phục lại. Tiêu Phàm lại không lo được đi xem cái này kết quả sau cùng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, sớm đã đến Thiên Diệu Tiên Tử bên cạnh. Thiên Diệu Tiên Tử trọn vẹn bay ra mấy chục trượng xa, dựa lưng vào một gốc mê cốc thụ, toàn thân trên dưới mềm nhũn, rốt cuộc đề không nổi một chút sức lực, khóe miệng máu tươi không dứt tuôn ra, tuyệt mỹ hai gò má tái nhợt đến đáng sợ. Chính diện ngăn cản ngộ linh trung kỳ tu sĩ một kích, há lại bình thường. Nếu không phải kim bằng tôn giả coi nàng là thành là Tiêu Phàm, muốn bắt sống, xuất thủ thời điểm lưu lại mấy phân lực khí, không có dốc hết toàn lực, chỉ sợ lúc này, Thiên Diệu Tiên Tử đã hương tiêu ngọc vẫn. Tiêu Phàm không nói hai lời, móc ra một viên đỏ tươi đan dược, vội vã đưa tiến vào Thiên Diệu Tiên Tử trong miệng anh đào, sau đó giang hai cánh tay, liền đem nàng mềm nhũn thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong ngực. Hai tay ngón tay cái nhắm ngay sau lưng tâm du huyệt. Tinh thuần đến cực điểm hạo nhiên chính khí cuồn cuộn không tuyệt đưa vào Thiên Diệu Tiên Tử thể nội. Thiên Diệu cung cùng vô cực môn quan hệ hết sức đặc thù, cả hai truyền thừa công pháp nhìn như hoàn toàn trái ngược, hào không liên quan, kỳ thực lại có thật nhiều không bàn mà hợp chỗ, trừ vô cực đệ tử bản môn, Thiên Diệu cung tu sĩ là có thể nhất từ hạo nhiên chính khí bên trong được lợi. Trong lúc này, Thiên Diệu Tiên Tử ngay cả mình luyện hóa đan dược khí lực đều không có. Chỉ có hạo nhiên chính khí mới có thể bảo trụ nàng tâm mạch không dứt. Thân ảnh lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt cũng tới đến hai người bên cạnh, song nghi có chút nhíu lên, lại chỉ là nhìn xem, vẫn chưa xuất thủ tương trợ. Nói đến trị bệnh cứu người, có Tiêu Y Thánh tại. Tự nhiên là không tới phiên người khác nhúng tay. Một lát sau, mây xám lóe lên, oán linh cũng tới đến Tiêu Phàm bên người, sớm đã hóa thân thành tiểu niếp bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vừa lòng thỏa ý. Nhìn kỹ phía dưới. Tiểu niếp miệng mũi tựa hồ so sánh với lúc trước muốn rõ ràng hơn mấy phân, cũng thoảng qua đi một tia ngây ngô chi khí, phảng phất lớn lên một tuổi nửa tuổi. Cái này kim bằng tôn giả nguyên thần quả nhiên là đại bổ thánh phẩm. Một thôn vệ xuống dưới, oán linh biến hóa liền rõ ràng như vậy. Hắc Lân cũng nhích lại gần, một tia màu trắng sương mù, tại Tiêu Phàm đỉnh đầu ngưng tập hợp một chỗ, dần dần hóa thành một đoàn mờ mịt sương mù, thật lâu bao phủ trên đó, kéo dài không tiêu tan. Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, Thiên Diệu Tiên Tử trên mặt mới thoáng khôi phục một tia huyết sắc, mí mắt càng ngày càng là nặng nề, rốt cục ngăn cản không nổi khốn đốn, nhắm mắt ngủ thật say, hô hấp cũng là coi như đều đặn. Tiêu Phàm thở phào một hơi, năm ngón tay liên đạn, đem Thiên Diệu Tiên Tử toàn thân trên dưới đại huyệt đều che lại, để nàng ngủ được càng trầm tĩnh chút. Thế nào, tiên tử tỷ tỷ không có sao chứ?
Hắc Lân trừng mắt tròn căng mắt to, lo âu hỏi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nàng toàn thân kinh mạch đều đoạn, mỗi một cây xương cốt đều bị vỡ nát, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này nặng nề ngoại thương. Chấm ngoặc kép, chỉ cần nguyên thần không thương tổn, sinh cơ không dứt, kia liền không sao. Âu Dương Minh Nguyệt bình tĩnh nói, nhìn không ra nàng ở sâu trong nội tâm đến cùng là loại nào tưởng niệm. Bất quá nhìn qua, tựa hồ cũng không có ăn dấm chi ý. Tiêu Phàm nhíu mày nói, lời tuy như thế, nhưng ngoại thương nặng nề đến trình độ như vậy, không có khả năng không thương tổn đến nguyên thần. Muốn khỏi hẳn, trong thời gian ngắn là rất khó làm được, tổng phải từ từ điều dưỡng mới được. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, không tiếp tục nói. Nàng ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, chỉ cần không có tại chỗ khí tuyệt, có Tiêu Phàm tại, vậy liền khẳng định không chết được. Về phần chậm rãi điều dưỡng, tất nhiên là đề bên trong phải có chi ý. Hắc Lân lại nhẹ nhàng thở ra, kinh ngạc hỏi, tiên tử tỷ tỷ tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm nhẹ nói, nàng một mực đều ở nơi này. Làm sao có thể, nếu như tiên tử tỷ tỷ một mực đều ở nơi này, người kia như thế nào hoàn toàn không biết gì? Hắc Lân có chút không hiểu, ngoẹo đầu hỏi. Tiêu Phàm cười cười, nói kia người đã không biết ở đây phong ấn bao nhiêu 10.000 năm, nếu như không phải Kim Bằng lão tổ đến nơi đây, lấy Kim Bằng tộc bí pháp đem hắn tỉnh lại, cũng không biết còn phải lại ngủ say bao nhiêu 10.000 năm. Thanh Nhu bị không gian phong bạo quyển đến nơi đây, vẫn đều tại cái này mê cốc trong rừng tu luyện, khó trách ta rất khó cảm ứng được nàng vị trí cụ thể, mãi cho đến mở ra không gian bình chướng, mới có thể rõ ràng cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân liên tục gật đầu, nói cũng may mà là tiên tử tỷ tỷ, nếu là đổi một người, thật đúng là không gạt được người kia. Như thế lời nói thật, Kim Bằng tôn giả nguyên thần chi lực ở xa bọn hắn phía trên, những người khác muốn giả trang Tiêu Phàm, lừa qua hắn đi, trên cơ bản hào không khả năng. Thiên Diệu cung ẩn nấp chi thuật, thiên hạ vô song, tăng thêm Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm hợp thể song tu, thể nội sớm đã có Tiêu Phàm khí tức, lúc này mới có thể giả trang Tiêu Phàm, lấn đến Kim Bằng tôn giả phụ cận, đem hắn giấu quá khứ. Không phải hôm nay kết quả của trận chiến này đến cùng như thế nào, coi là thật khó mà nói đâu. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi hay là tranh thủ thời gian tán công pháp rồi nói sau. Tiêu Phàm cho tới nay đều còn tại cùng xương chim hợp thể, cảnh giới cũng vẫn luôn dừng lại tại ngộ linh kỳ, thời gian kéo phải càng dài, đối với hắn tổn hại lại càng nặng. Nói xong câu đó, Âu Dương Minh Nguyệt ngay tại một bên khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một viên thuốc, đả tọa điều tức. Trận này ác chiến, mỗi người đều thụ thương không nhẹ. Chương 1353, không gian bình di. Thiên Diệu tiên tử khỏi hẳn tốc độ, xa so trong dự liệu thực sự nhanh hơn nhiều. Tiêu Phàm cho nàng ăn, tất cả đều là cực phẩm đan dược, trong đó chủ yếu nguyên liệu, chính là lấy từ thánh linh nguyên địa thánh thụ linh dịch, ẩn chứa hải lượng sinh mệnh tinh hoa cùng thiên địa linh lực, cùng Thiên Diệu tiên tử tại Long Thần đảo lấy được linh dịch, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có tốt như vậy nguyên vật liệu, Tiêu Y Thánh nếu không lấy một chút đến luyện đan, quả thực chính là không có thiên lý. Còn nữa, Thiên Diệu tiên tử bản thân tu vi phóng đại, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì cùng Tiêu Phàm hợp thể, tự tổn bản mệnh chân nguyên cưỡng ép trợ Tiêu Phàm tiến giai, Thiên Diệu tiên tử chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, thẳng đến phục dụng Tòng Long Thần đảo lấy được linh dịch về sau, mới rốt cục phục hồi nguyên như cũ. Ở chỗ này mấy chục năm tu luyện, sớm đã đạt đến tại Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, liền đem đột phá ràng buộc, bước tiến vào ngộ linh kỳ. Về phần phải chăng có thể thuận lợi tiến giai, vậy phải xem cơ duyên vận khí. Cái này lại là không cưỡng cầu được, như thế thương thế nghiêm trọng, sau 3 tháng, cũng rốt cục khỏi hẳn. Một ngày này, Thiên Diệu tiên tử khải quan mà ra, bốn người sóng vai đứng chung một chỗ, ngưỡng vọng kia cao tới trăm trượng kim sắc pho tượng. Có lẽ bởi vì Kim Bằng tôn giả nguyên thần vẫn lạc, cái này kim sắc pho tượng như hồ đã không có trước lúc trước cái loại này linh khí, trở nên ngốc trệ rất nhiều, cho người cảm giác cũng không còn ngày xưa như thế linh động. Linh khí đã mất, lúc trước Kim Bằng tôn giả tuyển nơi đây đến phong ấn mình nguyên thần, ánh mắt ngược lại là rất không tệ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm đánh giá pho tượng, nhẹ gật đầu, nói. Nơi đây có hải lượng hồn hương mộc, ở chỗ này phong ấn nguyên thần, không có gì thích hợp bằng. Không có hồn hương mộc tưới nhuần, cho dù ai nguyên thần cũng không có khả năng phong ấn hơn mấy vạn năm, đã sớm hồn lực hao hết, không thể không vào luân hồi chuyển thế. Người này nói hắn có ngân dực lôi bằng nội đan. Tựa hồ không giả, nếu không hắn thần thông quảng đại nữa, cũng không thể cam đoan ngươi nhất định có thể tiến giai ngộ linh kỳ. Âu Dương Minh Nguyệt đối Kim Bằng tôn giả đã nói đặc biệt để ý.
Trên thực tế, trong ba người, thương thế của nàng nhẹ nhất, cũng là sớm nhất khỏi hẳn. Sớm tại hơn một tháng trước, Âu Dương Minh Nguyệt liền đã khải quan mà ra. Những ngày này, vẫn luôn tại tinh tế điều tra pho tượng bí mật. Muốn đi trước kim bằng tôn giả phong ấn nguyên thần chi địa, pho tượng kia chính là mấu chốt, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có vội vã động thủ. Kim sĩ đại bằng tinh thông không gian chi đạo, nhưng xé rách hư không. Kim bằng tôn giả nguyên thần phong ấn chi địa, tất nhất định có cực kỳ tinh diệu phòng hộ không gian pháp trận. Một nước vô ý, chẳng những phá giải không được pháp trận. Chỉ sợ ngược lại sẽ hỏng đại sự. Âu Dương Minh Nguyệt ngược lại cũng không trông cậy vào tại phong ấn chi địa lại được cái gì chỗ tốt, nàng đã tiến giai ngộ linh kỳ, Tiêu Phàm lại sắp tới bảo lôi quang tháp đưa cho nàng phòng thân, dù coi như đại trưởng lão lại tâm cao khí ngạo, từ lâu vừa lòng thỏa ý. Nàng quan tâm là Tiêu Phàm tiến giai, thẳng nếu thật có thể ở chỗ này tìm tới ngân dực lôi bằng nội đan. Kia thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Tiêu Phàm thể nội vốn là có nửa viên lôi bằng nội đan, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu tiên tử đều là biết đến. Tiêu Phàm đủ loại phi phàm chỗ, cơ hồ đều cùng cái này nửa viên thánh linh nội đan có quan hệ. Nếu có thể được đến một viên hoàn chỉnh thánh linh nội đan, chỗ tốt chi lớn. Tự nhiên khó mà đánh giá, có lẽ thật sự có hy vọng lập tức đặt chân ngộ linh kỳ. Chỉ là, kim bằng tôn giả rõ ràng là kim sĩ đại bằng hóa thân. Làm sao lại có ngân dực lôi bằng nội đan, lại là làm người khó mà tác giải. Chẳng lẽ kim bằng lão tổ sư đồ, không phải muốn tới nơi đây tìm kiếm kim sĩ đại bằng nội đan a? Có lẽ tiến vào phong ấn chi địa, liền có thể tìm tới đáp án đi. Tổng muốn vào xem một chút mới biết được. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nói, dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi thăng lên trên trời, bắt đầu vây quanh lôi chấn tử kim sắc pho tượng xoay quanh tử. Pho tượng bên trên phù văn, hắn tự nhiên hiểu được. Nhưng thiên kia phù văn chủ yếu nói liền là như thế nào tỉnh lại trong ngủ mê tiên tổ anh linh, nhưng lại chưa nói tới như thế nào tiến vào phong ấn chi địa. Cái kia vốn là kim bằng tôn giả bí mật, những người khác cần gì phải muốn đi vào hắn phong ấn chi địa. Sau gần nửa canh giờ, Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái, đè lại độn quang, như có lẽ đã có đoạt được. Như thế nào, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, là có một cái không gian pháp trận, mà pho tượng kia bản thân, chính là không gian pháp trận trận nhãn. Muốn phá giải pháp trận, trước hết đem pho tượng rời đi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm kia to lớn kim sắc pho tượng, nhẹ nói, song mi có chút nhíu lên. Chỉ đơn giản như vậy, Thiên Diệu tiên tử hơi kinh ngạc, lần này lại đến phiên Tiêu Phàm giật mình, nói, đơn giản. Chẳng lẽ không phải a? Pho tượng kia mặc dù cực đại, chặn đánh nát nó, cũng bất quá là một cái nhấc tay. Ba người bọn họ tăng thêm Hắc Lân, vô luận ai xuất thủ, đều có thể đem cái này điêu khắc nhất cử đánh nát. Tiêu Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, nếu thật là đơn giản như vậy liền tốt. Pho tượng kia chỉ có thể chỉnh thể rời, không thể đánh nát. Pho tượng bản thân liền là trận nhãn, một khi pho tượng vỡ vụn, trận nhãn lập hủy, toàn bộ không gian pháp trận lập tức khởi động, liền không biết đem phong ấn chi địa chuyển rời đến nơi nào đi. Thiên Diệu tiên tử song mi cũng nhào, như thế rất khéo léo thiết kế, hoàn chỉnh rời pho tượng này, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới pho tượng, song mi cũng vặn thành chữ xuyên. Pho tượng này cao tới trăm trượng. Toàn thân từ đá kim cương điêu khắc mà thành, mà đá kim cương nặng nề, chính là có tiếng. Khổng lồ như vậy một cái pho tượng, sợ không được có mấy triệu cân chi trọng. Dù coi như là mạnh nhất luyện thể đại sư hoặc là lấy lực lớn chứ danh yêu thú, cũng tuyệt đối không lay động được mảy may. Mặc dù Tiêu Phàm đã sớm đem cự linh tộc thiên phú thần thông tu luyện tới cực hạn, lại thêm vô cực long tượng công tăng thêm, đối mặt dạng này pho tượng to lớn, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao, lắc đầu không thôi. Hắc Lân bĩu môi nói, chúng ta tìm thêm mấy cái đại lực sĩ tới, mọi người cùng nhau động thủ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cười lắc đầu, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói, thật cũng không tất yếu như thế ngang ngược, còn có thể thử một chút biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, biện pháp gì? Hắc Lân lập tức hưng phấn lên, kêu lên. Không gian chi lực, Tiêu Phàm nói, đã hắn ở đây thiết kế một cái không gian pháp trận, muốn phá giải, cũng muốn tại không gian chi lực bên trên nghĩ biện pháp. Pho tượng này lại nặng nề. Cùng không gian chi lực tương đối mà nói, nhưng lại không tính là gì. Như thế cái biện pháp tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hắc Lân liền nhảy cẳng. Tốt, Tiêu Phàm khoát tay, càn khôn đỉnh, bay múa mà ra, trực tiếp bay về phía cực cao trên trời cao, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Ở nơi đó, chính là không gian bình chướng mái vòm chỗ, là kim bằng tôn giả lúc trước dốc hết sức lực kiến tạo, coi là thật thần thông quảng đại. Tiêu Phàm tự hỏi,
dù coi như có càn khôn đỉnh nơi tay, hắn cũng vẫn là kiến tạo không ra dạng này không gian thật lớn bình chướng, mà lại xây thành về sau, mấy chục ngàn năm không sụp đổ, thực tế là không tầm thường. Có thể bị kim sĩ đại bằng phái hạ giới đến, đem Đông Sơn tái khởi hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, luôn luôn có nguyên nhân. Bất quá Tiêu Phàm cố nhiên kiến tạo không ra dạng này không gian thật lớn bình chướng, chỉ là mượn lực, cũng là không khó làm được. Cấu trúc bình phong này không gian chi lực, cùng pháp trận ẩn chứa không gian chi lực, hệ ra đồng nguyên, mượn dùng hiệu quả khẳng định rất không tệ. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đến không trung, chạm đến không gian bình chướng biên giới. Cái gọi là, đụng vào, tự nhiên chỉ là một cái tỉ dụ, trên thực tế, không gian chi lực bình tĩnh thời điểm, cơ hồ là hoàn toàn không cảm giác được. Chỉ có tại cuồng bạo lúc, mới có thể để người cảm ứng được, đồng thời cảm giác sâu sắc e ngại. Đương nhiên, Tiêu Phàm dạng này tinh thông không gian chi đạo cao thủ là một ngoại lệ. Ba tên nữ tử đều không có tới gần, ngược lại tránh ra thật xa đi, ngoan ngoãn đứng tại Tiêu Phàm cho các nàng chỉ định an toàn phạm vi bên ngoài. Trên trời cao, Tiêu Phàm bạch bào phiêu dương, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải từng đạo pháp quyết đánh vào, càn khôn đỉnh, bên trong, bảo đỉnh xoay tròn tốc độ dần dần tăng tốc, quang hoa dần hiền, từng cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bay múa mà ra, dần dần tại không trung bố thành một cái trận thế. Tật, Tiêu Phàm bỗng nhiên một chưởng đánh ra, trùng điệp đánh vào, càn khôn đỉnh, bên trên. Bảo đỉnh nhẹ nhàng chấn động, một vòng chữ ánh sáng màu đỏ càn quét mà ra, hướng tiến vào không trung pháp trong trận. Toàn bộ pháp trận lập tức vận chuyển lại, ong ong, âm thanh càng ngày càng là vang dội, hào quang màu nhũ bạch từ pháp trong trận lộ ra, hình thành một cái cự hình không gian vòng xoáy, hướng về cao tới hơn trăm trượng kim sắc điêu khắc, chậm rãi ép xuống. Tam nữ đứng xa xa, mắt thấy không gian vòng xoáy bao phủ đến pho tượng đầu, một chút xíu đem pho tượng đầu, thôn phệ, rơi, sau đó là cổ, lại sau đó là hai vai. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu Tiên Tử sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Hai nàng vốn cũng không phải là gào to tính tình, chỉ có Hắc Lân thấy hưng cao thải liệt, tiểu trên mặt hiện lên hai đóa diễm lệ ửng đỏ, lộ ra cực kỳ hồn nhiên đáng yêu. Trọn vẹn hơn một canh giờ quá khứ, không gian vòng xoáy rốt cục bao phủ đến kim sắc pho tượng lòng bàn chân, cả tòa pho tượng đều ẩn vào đến vòng xoáy bên trong, không thấy bóng dáng. Nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm ứng được, pho tượng vẫn như cũ đứng sừng sững ở nguyên địa, cũng không có di động. Bạch sắc quang mang không ngừng vây quanh pho tượng xoay tròn, ong ong, thanh âm, càng thêm vang dội, ẩn ẩn ngay cả lại với nhau, thành vì một cái ông, trường âm. Lên, Tiêu Phàm rốt cục một tiếng gào to, nhấc tay đi lên một chiêu. Âm âm, thanh âm vang lên, tam nữ chỉ cảm thấy đại địa tại chấn động kịch liệt, rõ ràng cảm giác được, cả tòa pho tượng đang bị một chút xíu nhổ. Hắc Lân không khỏi trừng lớn tròn căng hai mắt, không gian chi lực cường đại, nàng lúc này xem như hảo hảo lĩnh giáo qua. Không gian vòng xoáy tốc độ di động cực kỳ chậm chạp, lại một khắc đều chưa từng dừng lại qua. Mắt kiến không ở giữa vòng xoáy một tấc hướng bên cạnh rời đi, một khối vuông vức như gương phiến đá, dần dần hiện ra. Kia là kim sắc điêu khắc nền móng bên trên cũng khắc rõ lít nha lít nhít thượng cổ phù văn, theo pho tượng một chút xíu rời đi, những này thượng cổ phù văn lập tức bị kích hoạt, không ngừng lấp lánh, phóng xạ ra lóa mắt quang trạch. Thân ở không trung Tiêu Phàm. Trên trán trong bất chi bất giác chảy ra mồ hôi mịn, theo hắn thẳng mũi, từng giọt trượt xuống. Đủ thấy hắn giờ phút này cũng đã dốc hết toàn lực. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm quá khứ, oanh, một tiếng vang thật lớn, không gian vòng xoáy bỗng nhiên tiêu tán, to lớn kim sắc điêu khắc một lần nữa hiện ra, cũng đã chuyển qua mấy trượng bên ngoài. Pho tượng to lớn nền móng, hoàn toàn hiển lộ ra, thượng cổ phù văn điên cuồng lấp lánh không ngừng. Chương 1354, Thiên Bằng Chi Cung. Phong ấn chi địa cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như thế chật chội, càng không như trong tưởng tượng thần bí như vậy. Mà là một cái nhìn qua rất phổ thông mật thất, diện tích không lớn cũng không nhỏ, tựa hồ hết thảy đều chung quy chung củ. Duy nhất cùng bình thường mật thất khác biệt chính là, chỗ này mật thất không có cửa, cũng không có cửa sổ. Không có cửa sổ có thể lý giải, không có cửa liền rất quái dị. Nhưng cân nhắc ở đây nguyên bản là linh thân phong ấn chỗ, ngược lại là có thể tiếp nhận. Linh thân vốn là có thể biến hóa như ý, Tiêu Phàm bọn hắn là trực tiếp thông qua không gian chi lực truyền đưa vào. Tại không cách nào xác định hậu quả tình huống dưới, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không tùy tiện lấy bạo lực đem mật thất đánh vỡ. Cũng may hắn tinh thông không gian chi đạo, không phải thật đúng là chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu. Nơi này làm sao an tĩnh như vậy? Một tiến vào mật thất, Hắc Lân liền kinh ngạc nói, trừng mắt tròn căng mắt to, bốn phía tìm kiếm. Nếu là mật thất,
yên tĩnh cơ hồ là tất nhiên. Nhưng mà chẳng những là Hắc Lân, Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu Tiên Tử, đều có cảm giác giống nhau. Đây không phải là phổ thông trên ý nghĩa yên tĩnh, mà là một loại sâu tận xương tủy yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe tới huyết dịch của mình tại trong mạch máu chảy xuôi thanh âm. Ngô, ta muốn ngủ, chấm ngoặc kép, lập tức, Hắc Lân liền tự lẩm bẩm. Dĩ vãng nàng muốn ngủ, liền thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đầu tiểu hắc miêu, chui tiến vào linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o. Lần này lại trực tiếp dính tiến vào Tiêu Phàm trong ngực, đầy đặn thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn, như vậy say sưa nhập mộng. Vậy mà vẫn như cũ là hình người. Tiêu Phàm, tình hình không đúng. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt thấp giọng nói, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu Phàm tự nhiên cũng ý thức được tình hình không đúng, sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Lập tức mừng rỡ, đem kia cỗ tử xương chỗ sâu đánh tới buồn ngủ trong chớp nhoáng liền đuổi đi. Lập tức cổ tay khẽ đảo, một đóa màu đỏ tím mê cốc thụ trái cây nổi lên. Tinh viêm chi lực khắp nơi, mê cốc quả hóa thành cho tàn, một cỗ mãnh liệt khí tức nháy mắt trải rộng cả gian mật thất, mỗi người tinh thần cũng vì đó phấn chấn, buồn ngủ quét sạch sành sanh. Ngô, chấm ngoặc kép, đã dính tại Tiêu Phàm trong ngực tiến vào ngọt ngào mộng đẹp Hắc Lân, bỗng nhiên lại mở mắt ra. Đưa tay che miệng nhỏ của mình, đánh cái uể oải tiểu ngáp, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Ta làm sao liền ngủ mất rồi. Nơi này thật cổ quái nha. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân lông mày có chút nhào lên, có chút không hiểu nói. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, cũng không có gì cổ quái, cả gian mật thất đều là dùng hồn hương mộc xây thành, mà lại dùng đều là vạn năm trở lên hồn hương mộc, trải qua đặc biệt luyện chế. Kim Bằng Tôn giả dùng cái này phong ấn thần hồn của mình. Một phong ấn chính là hơn mấy vạn năm, không có có một ít thủ đoạn đặc thù, khẳng định không được. A, Hắc Lân giật nảy cả mình. Kia phải dùng bao nhiêu hồn hương mộc a? Hồn hương mộc sinh trưởng chi nạn, cho dù ai cũng biết, 10.000 năm thụ linh. Cũng bất quá có thể mọc 2-3 xích mà thôi. Căn này mật thất nói lớn không lớn, nói tiểu không nhỏ, đều dùng 10.000 năm hồn hương mộc xây thành, kia không được dùng đến hơn 10.000 mai thậm chí mấy chục ngàn mai nhiều a. Thiên Diệu Tiên Tử ngắt lời nói, bởi vì nơi này là mê hồn đảo. Những năm này, ta cũng thu thập không ít 10.000 năm hồn hương mộc. Toàn bộ mê hồn đảo. Khắp nơi đều là mê cốc thụ cùng hồn hương mộc, tại nơi khác căn bản cũng không khả năng hoàn thành sự tình, ở đây liền thành khả năng. Thiên Diệu Tiên Tử có thể thuận lợi khỏi hẳn đồng thời tu vi phóng đại, trừ tại Long Thần Đảo lấy được những cái kia linh dịch bên ngoài. Mê hồn đảo an hồn định phách kỳ hiệu, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Ở đây tu luyện, tâm cảnh yên tĩnh bình thản, vô tạp niệm, hiệu quả tự nhiên tốt, làm ít công to. Nói như vậy, vẻn vẹn căn này mật thất, chính là kiện không tầm thường bảo vật. Hắc Lân bỗng nhiên lại hưng phấn lên, lộ ra tiểu mê tiền bộ dáng. Đúng rồi, Tiêu Phàm cười gật đầu. Thân là y thánh, Tiêu Chân Nhân đã sớm nghĩ đến căn này mật thất rất nhiều diệu dụng. Không hề nghi ngờ, Tiêu y thánh không có ý định để căn này mật thất tiếp tục lưu lại nơi đây. Đây là vật vô chủ, không cần nộp lên quốc gia, mình giữ lại là được. Căn này mật thất bên trong rỗng tuếch, thậm chí ngay cả một cái đả tọa dùng bồ đoàn đều không có. Nếu là an hồn chỗ, tự nhiên không dùng đến những vật khác. Bất quá cái này khó không được Tiêu Phàm, hắn sớm đã ở đây cảm ứng được không gian chi lực tồn tại. Rất nhanh, liền dùng Càn Khôn đỉnh phá giải không gian cấm chế, bốn người tiến vào khác trong một gian mật thất. Tại căn này trong mật thất, lại còn dùng không gian thuật tạo dựng ra một gian bí ẩn mật thất ra, cũng coi là đường nét độc đáo. Căn này trong mật thất, rõ ràng cùng bên ngoài gian kia không giống, bốn người mới vừa vào cửa. Lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt bá đạo khí tức, áp lực cực lớn, chạm mặt tới. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, ống tay áo lắc một cái, đem kia cỗ áp lực ngăn tại trước mọi người. Mọi người ánh mắt, đồng loạt phía bên trái vừa nhìn đi, kia cỗ khó tả bá khí, chính là từ bên kia mà tới. Một cái đen nhánh trên giá gỗ, trưng bày một chương kim sắc cự cung. Tấm kia kim cung kiểu dáng cổ phác, mặt ngoài điêu khắc rất nhiều phù văn cổ xưa. Dù nhưng đã lần nữa gác lại hơn mấy vạn năm, nhưng như cũ lóng lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cổ phác thần bí lại bá khí khiếp người. Thiên Bằng Chi Cung, Tiêu Phàm thấp giọng nói, trong mắt thần thái sáng láng, gắt gao tiếp cận tấm kia kim sắc cự cung. Kim khom lưng bên trên phù văn, cho thấy cây cung này danh tự. Lại gọi Chấn Thiên Cung, bất quá cây cung này, tựa như là hàng nhái. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ giọng hướng tam nữ giải thích nói, lại giống là lẩm bẩm. Đối loại này phù văn cổ xưa, chỉ có hắn hiểu được nhiều nhất. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, hẳn là hàng nhái,
kia Kim Bằng tôn giả cũng tự xưng là Thiên Bằng đại nhân hóa thân, cùng bản tôn hay là có khác nhau rất lớn. Tại Nam Châu Đại Lục, cũng không ít tu sĩ cấp cao luyện chế thân ngoại hóa thân, bất quá dưới cùng giao diện nguyên anh tu sĩ luyện chế thân ngoại hóa thân, cùng trời sinh thánh linh kim sĩ đại bằng luyện chế thân ngoại hóa thân, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thiên Bằng chi cung, nghe xong cũng không phải là phàm phẩm. Chỉ sợ chỉ có chân chính trời giống chim thánh linh mới có tư cách sử dụng, chỉ là một cỗ hóa thân, tự nhiên không có khả năng sử dụng chính phẩm. Mặc dù như thế, cỗ này Chấn Thiên Cung cũng đã rất đáng gờm. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ giơ lên tố thủ, hướng Na Kim Cung một chiêu, tựa hồ như muốn thu tới, xem rõ ngọn ngành, kia Kim Cung lại vững vàng đợi tại trên giá gỗ, không nhúc nhích tí nào. Âu Dương Minh Nguyệt song mi nhẹ nhàng giơ lên, chậm rãi đi qua, đưa tay đem kia Kim Cung lấy lên, tay trái cầm cung, tay phải nhận dây cung, song bàng hơi vừa gọi kình, kia Kim Cung vẫn như cũ hoàn toàn không có phản ứng. Tiêu Phàm bọn người không khỏi hãi nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt đã là ngộ linh kỳ tu sĩ, dưới cùng giao diện tối cao đẳng cấp đại năng giả, vậy mà kéo không nhúc nhích một cây cung. Đại trưởng lão gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, hít một hơi thật sâu, toàn thân chân nguyên pháp lực mãnh liệt mà ra, lực sâu hai tay, lần nữa hướng hai bên một phân, đột nhiên, Chấn Thiên Cung hào quang tỏa sáng, thượng cổ phù văn gấp gáp lấp lánh không thôi. Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể như bị sét đánh, bỗng nhiên lui về phía sau, hai tay liên tục không ngừng buông ra đến. Kim cung bỗng nhiên bay trên không trung, một cỗ nghiêm nghị bá khí, hướng Âu Dương Minh Nguyệt càn quét mà đi, phảng phất đột nhiên bị chọc giận. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, không hề nghĩ ngợi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể như mũi tên, hướng Kim cung đánh tới, che lấp tại Âu Dương Minh Nguyệt trước đó. Kỳ thật Âu Dương Minh Nguyệt cảnh giới ở trên hắn, tu vi xa so hắn tinh thâm, phòng hộ năng lực cũng xa mạnh hơn hắn, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều ngăn cản không nổi. Tiêu Phàm như thế xông đi lên thực tế là có chút lỗ mãng. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Lần này biến khởi khoảng khắc, Tiêu Phàm nơi nào có thời gian tới suy nghĩ, hết thảy đều là xuất từ bản năng. Một thấy nữ nhân của mình gặp nguy hiểm, đều không dùng qua đầu óc, lập tức liền xông đi lên. Nhắc tới cũng kỳ, Chấn Thiên Cung kia nghiêm nghị bá khí, đối Tiêu Phàm cũng không có tác dụng gì, ngược lại như thanh phong Phật thể, có chút dễ chịu. Tiêu Phàm không kịp nghĩ kỹ, khẽ vươn tay. Liền đem Chấn Thiên Cung nắm ở trong tay, kim trên cung cấp tốc lấp lánh phù văn lập tức chậm rãi an yên tĩnh, chói mắt kim quang cũng chậm rãi chìm xuống. Tiêu Phàm, người có lôi bằng nội đan, người thử một chút cây cung này. Âu Dương Minh Nguyệt nháy mắt đứng vững thân thể, thấp giọng kêu lên. Mặc dù vừa rồi nàng bị Chấn Thiên Cung trực tiếp bắn ra, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Cảm giác được, có lẽ cần trời giống chim thánh linh huyết mạch hậu duệ, mới có thể gây nên chương này kim cung cộng minh. Tốt. Ta thử một chút, chấm ngoặc kép, kỳ thật một chảo ở Chấn Thiên Cung, Tiêu Phàm cũng đã cảm ứng được, huyết mạch của hắn cùng chương này kim cung ở giữa, tựa hồ là có phần có chỗ giống nhau. Đã cây cung này là tại Kim Bằng tôn giả trong mật thất phát hiện, trên lý luận, chính phẩm Thiên Bằng chi cung hẳn là lấy kim xí đại bằng vật liệu luyện chế mà thành, cùng ngân dực lôi bằng hay là có bản chất khác biệt. Bất quá hàng nhái lời nói, nhưng lại coi là chuyện khác. Có lẽ chương này phỏng chế Chấn Thiên Cung. Dùng chính là cái khác trời chim vật liệu. Ngân dực lôi bằng cũng là trời sinh thánh linh, mà lại xếp hạng cùng kim xí đại bằng gần, cái khác trời chim vật liệu, liền sẽ không tạo thành quá lớn chướng ngại. Nhưng mà, Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu được, cảm giác cùng thực tế, chính là hai việc khác nhau còn là rất lớn. Hắn tay trái cầm cung, tay phải nhận dây cung, song bàng tỉ thí, liền hướng hai bên một phân, kia Chấn Thiên Cung chỉ thoảng qua bỗng nhúc nhích, liền hồi đáp nguyên trạng, không có chút rung động nào. Tiêu Phàm song mi nhíu chặt, suy nghĩ một chút, lần nữa hai tay cầm cung, lực sâu hai tay, toàn thân chân nguyên pháp lực, liên tục không ngừng hướng kim cung bên trong rót vào, Chấn Thiên Cung quang mang lấp lánh, cổ pháp phù văn lần nữa gấp gáp bay múa, cánh cung một chút xíu uốn lượn, dây cung một chút xíu mở ra. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm toàn thân pháp lực, 89/10 đều rót vào kim cung bên trong. Cây cung này một cái chớp mắt, liền đem hắn, hút khô. Không nên miễn cưỡng. Thiên Diệu tiên tử nhíu mày kêu lên, được ăn cả ngã về không, làm như vậy rất nguy hiểm, chân nguyên tiêu hao quá mức, rất dễ dàng làm bị thương kinh mạch tạng phủ. Tiêu Phàm trên ngón tay tạo hóa giới quang mang lóe lên, một cổ mãnh liệt pháp lực nháy mắt vì hắn che kín đan điền khí hải tiêu hao, kinh mạch tạng phủ bên trong, nặng lại trở nên chân nguyên tràn đầy. Thế nhưng là mặc kệ Tiêu Phàm lại thế nào hướng Chấn Thiên Cung bên trong rót vào pháp lực, chương này kim cung cũng chỉ có thể kéo ra đến một nửa, rốt cuộc không động đậy mảy may. Chốc lát,
Tiêu Phàm thở phào một hơi, dần dần đem kim cung phục hồi như cũ, thoảng qua thở dốc một chút, cười khổ nói, nhìn tới vẫn là công lực quá nhỏ bé. Chấm ngoặc kép, kim bằng tôn giả nhục thân chưa hủy trước đó, cấp bậc không biết so Tiêu Phàm cao bao nhiêu cái tầng cấp. Loại kia tu sĩ cấp cao pháp bảo sử dụng, lại nơi nào là hắn chỉ là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tùy tiện nếm thử. Chương 1355, Thượng giới bí mật. Chân chính để Tiêu Phàm buồn bực là, hắn kéo không ra trấn thiên cung, cũng liền không cách nào đem cây cung này thu tiến vào mình chữ vật vòng tay. Bảo vật cũng là có, cá tính, ngươi thu phục nó mới có thể nghe ngươi. Nếu không, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắc Lân buồn bực nói, chẳng lẽ chúng ta muốn cõng cây cung này đi à? Thu không tiến vào chữ vật vòng tay, cũng chỉ có thể giống phàm nhân đồng dạng, đem trường cung cõng ở trên lưng, bốn phía tản bộ. Tại tu chân giới, đây chính là rất mất mặt sự tình. Nhất là cấp bậc đến Tiêu Phàm trình độ như vậy, càng là mất mặt. Tiêu Phàm cười cười, nói tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Hiện đặt vào, càn khôn đỉnh, dạng này không gian trí bảo tại, ngay cả gian mật thất Tiêu Phàm đều dự định lấy đi, liền lại càng không cần phải nói ngày này bằng chi cung. À, đúng, chúng ta có, càn khôn đỉnh, chấm ngoặc kép, Hắc Lân cũng lập tức lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Căn này mật thất nhỏ không gian càng nhỏ, trừ bày ra thiên bằng chi cung giá gỗ, cũng chỉ có một trương bạch ngọc bàn, trên bàn, trưng bày vài miếng thẻ tre, một cái kim sắc chữ vật vòng tay, một cái màu trắng hộp ngọc cùng một cái cổ dài bình ngọc. Trừ cái đó ra, lại không có những vật khác. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, đem kia vài miếng thẻ tre nhiếp đi qua, tiện tay đem thẻ tre phân cho Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu tiên tử bọn người, mình đem bên trong một mảnh, dán tại trên trán. Rất nhanh, Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu tiên tử cùng Hắc Lân liền đem thẻ tre để xuống, hai mặt nhìn nhau, đều khe khẽ lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Cái này thẻ tre bên trong nội dung, đều là lấy cực kỳ cổ lão bên trên văn tự cổ đại viết mà thành, các nàng căn bản liền nhìn không rõ. Ngược lại là Tiêu Phàm, một mực đem thẻ tre dán tại trên trán, thần sắc trên mặt biến ảo, tựa hồ ngay tại nghiên cứu thẻ tre bên trong nội dung. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu tiên tử liếc nhau một cái. Tiêu Phàm uyên bác. Các nàng ngược lại là biết rõ. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm buông xuống thẻ tre, lại đem mảnh thứ hai thẻ tre dán lên cái trán, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trọn vẹn hơn một canh giờ quá khứ, Tiêu Phàm mới đưa bốn mảnh thẻ tre duyệt xem hết tất, có lẽ bởi vì bốn mảnh thẻ tre bên trong bao hàm lượng tin tức quá lớn, hắn chậm chậm thả hạ tối hậu một mảnh thẻ tre về sau. Lại nhắm mắt lại, cẩn thận đem thẻ tre bên trong nội dung chủ yếu trở về chỗ một lần, vuốt một chút trình tự, mới chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ có phần có sở hoạch. Viết đều là cái gì? Hắc Lân đã không kịp chờ đợi, là liên quan tới huyền linh thượng giới một chút nội dung. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói như thế, cái này vài miếng thẻ tre bên trong nội dung, đa số đều là kim bằng tôn giả mình ghi chép lại. Xác nhận kim bằng tôn giả thân phận, đúng là kim sĩ đại bằng điểu hóa thân. Bất quá kim sĩ đại bằng hóa thân không chỉ một. Từ kim bằng tôn giả miêu tả đến xem, hắn chỉ là nó bên trong một cái rất phổ thông hóa thân, tu vi cảnh giới tại Tiêu Phàm cùng trong mắt người cố nhiên vô cùng ghê gớm. Cùng cái khác hóa thân tương đối mà nói, nhưng cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc. Về phần hắn vì sao lại bị kim sĩ đại bằng chọn chúng, làm Đông Sơn tái khởi hy vọng được phái đến hạ giới đến, thẻ tre ghi lại có chút nói không tỉ mỉ. Nghĩ đến cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn lợi hại cỡ nào. Lúc ấy tình hình rất nguy cấp, kim sĩ đại bằng tự thân khó đảm bảo. Nhất định phải lưu lại cho mình một đầu đường lui mới được. Tiêu Phàm giải thích nói. Hắc Lân nhíu mày hỏi, làm sao tự thân khó đảm bảo? Kim sĩ đại bằng thế nhưng là trời sinh thánh linh, dù coi như tại huyền linh thượng giới, cũng kém không nhiều là vô địch, ai còn có thể giết hắn? Tiêu Phàm cười nói, là vô cực thiên tôn. Hắc Lân kêu lên, oa, thiên tôn lợi hại như vậy. Không ngớt sinh thánh linh đều không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt to chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ đang suy nghĩ tượng vô cực thiên tôn quét ngang huyền linh thượng giới toàn không đối thủ tình hình. Tiêu Phàm mỉm cười, nói thiên tôn chu sát trời sinh thánh linh, cũng không chỉ một vị. Liền Tiêu Phàm biết, chỉ ít còn có một đầu ngân dực lôi bằng, là bị vô cực thiên tôn chém giết. Tựa hồ thất dạ mãng cũng cùng vô cực thiên tôn giao thủ qua, kim bằng tôn giả chính miệng nói, bị vô cực thiên tôn đánh cho răng rơi đầy đất. Vậy cái này sự tình hẳn là phát sinh lần trước giao diện sau đại chiến rồi. Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, đối với vị này cùng Hạo Thiên Tông khai phái tổ sư cùng thời đại đại nhân vật, nàng cũng vẫn luôn là rất ngưỡng mộ. Là,
Lần trước giao diện sau đại chiến không bao lâu, Thiên Tôn liền phi thăng tới huyền linh thượng giới. Đây cũng là phát sinh ở hắn phi thăng lên giới về sau rất nhiều năm sự tình. Lúc trước phi thăng huyền linh thượng giới thời điểm, Vô Cực Thiên Tôn vẫn chỉ là ngộ linh hậu kỳ cảnh giới, mặc dù có truyền ngôn nói, Vô Cực Thiên Tôn là tại hạ giới đã đột phá đến hóa hư kỳ, lúc này mới bị giao diện chi lực xa lánh, cưỡng ép phi thăng, bất quá Tiêu Phàm đối này còn nghi vấn. Tại giao diện chi lực áp chế xuống, tại hạ giới đột phá hóa hư kỳ bình cảnh, kia gần như không có khả năng. Mà lại, tựa hồ cũng không có cái kia tất yếu. Phi thăng lên giới về sau lại đột phá đến hóa hư kỳ, càng thêm bảo hiểm một chút, cần gì phải bốc lên nguy hiểm to lớn, định lấy cường đại giao diện áp lực đến cưỡng ép tiến giai. Dù coi như Vô Cực Thiên Tôn cũng là hỗn độn linh thể, cửu linh cây đều đủ, tốc độ tu luyện xa tại tu sĩ khác phía trên, từ chỉ là ngộ linh kỳ tu sĩ đến có thể chu sát cao cao tại thượng trưởng thành trời sinh thánh linh. Cái kia cũng còn có một quãng đường rất dài muốn đi, đồng thời tràn đầy gian nan hiểm trở. Bất quá khiến người vui mừng là, Vô Cực Thiên Tôn hiển nhưng đã rất thuận lợi đi đến một bước kia, trở thành huyền linh thượng giới vô địch đại năng giả. Kia, Thiên Tôn về sau thế nào rồi? Hắn phi thăng tiên giới rồi sao? Hắc Lân hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là hướng tới ngưỡng mộ thần sắc. Dù coi như huyền linh thượng giới, cũng không phải chí cao giao diện, mà là bên trong cùng giao diện, tiên giới mới là trung cực giao diện. Là tất cả người tu chân ngưỡng mộ hướng tới trung cực nhạc viên, chỉ có phi thăng thành tiên, mới có thể chứng đạo vĩnh sinh. Tiêu Phàm lắc đầu, nói cái này thẻ tre bên trong nhưng không có ghi chép. Chỉ tại Kim Bằng Tôn giả hạ giới trước đó, Thiên Tôn còn lưu tại huyền linh thượng giới. Lại sau này sự tình, Kim Bằng Tôn giả mình cũng không biết. Chúng nữ đều gật đầu nói phải, còn có kia Trương Thiên Bằng Chi Cung, nó không phải hàng nhái, nó là chính phẩm. Tiêu Phàm nói. Ánh mắt lại rơi vào bên kia Thiên Bằng Chi trên cung, ngay cả hắn chấn định như vậy tự nhiên người, trong mắt đều lộ ra lửa nóng thần sắc. Là chính phẩm, dùng kim xí đại bằng gân cốt tế luyện mà thành, tam nữ đều lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không phải, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, là dùng ngân dực lôi bằng gân cốt luyện chế mà thành. Như thế nào là dùng ngân dực lôi bằng gân cốt luyện chế mà thành? Lần này, tam nữ đều có chút không hiểu, chẳng lẽ bọn hắn chính đang đàm luận. Không phải kim xí đại bằng mà là ngân dực lôi bằng A. Mặc dù đều là trời giống chim thánh linh, hai cái này khác nhau hay là rất rõ ràng. Tiêu Phàm khổ cười nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật cái này Trương Thiên Bằng Chi Cung, dùng vật liệu thật đúng là có điểm phức tạp. Chủ thể là ngân dực lôi bằng gân cốt, nhưng bên trong còn trộn lẫn vào không ít cái khác thánh linh gân cốt vật liệu, trong đó liền bao quát kim xí đại bằng, còn có thiên phượng thật linh. Năm đó ngân dực lôi bằng cùng Vô Cực Thiên Tôn tranh đấu. Bị Thiên Tôn diệt sát, tự bạo thân thể, Thiên Tôn chỉ thu tập được nửa viên nội đan cùng một bình nhỏ tinh huyết, mặt khác nửa viên nội đan cùng tinh huyết cùng đại lượng gân cốt, lại bị kim xí đại bằng thu đi. Vô Cực Thiên Tôn cùng ngân dực lôi bằng đánh trận thời điểm, có không ít đại năng giả ở một bên quan chiến, kim xí đại bằng chính là trong đó một trong. Về sau kim xí đại bằng liền dùng thu tập được lôi bằng gân cốt, tăng thêm cái khác một chút thánh linh vật liệu, luyện thành chương này trấn thiên cung. Bởi vì dùng đến mấy loại trời chim thánh linh vật liệu, cho nên đặt tên là Thiên Bằng Chi Cung. Âu Dương Minh Nguyệt nhíu mày nói, bảo vật như vậy, hẳn là một lớn lợi khí, vì cái gì kim xí đại bằng không lưu lại mình phòng thân, lại muốn giao cho một tên tu vi quá thấp hóa thân mang đi. Về sau kim xí đại bằng cũng cùng Vô Cực Thiên Tôn trở mặt, ra tay đánh nhau, Thiên Bằng Chi Cung thế nhưng là khó được đại sát khí. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, đây là bởi vì, Thiên Bằng Chi Cung có phá giới chi lực. Tu sĩ cấp cao từ thượng giới đến hạ giới, cùng hạ giới tu sĩ phi thăng lên giới đồng dạng gian nan, thậm chí càng khó một chút. Giao diện áp lực đối tu sĩ cấp cao đến nói, là một đạo khó mà vượt qua cánh cửa. Tu sĩ cấp cao hạ giới, bình thường tình hình dưới, muốn thông qua nghịch giới thông đạo. Hạ giới trước đó, phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, bao quát tự hạ tu vi, đem cảnh giới áp chế ở dưới cùng giao diện có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Sau đó tại hạ giới đợi thời gian còn không thể quá dài, kỳ hạn vừa đến, lập tức liền muốn trở về thượng giới đi. Nếu không giao diện chi lực liền sẽ đem nhục thân trực tiếp đè nát. Mặc dù cái này thẻ tre bên trong ghi chép nói không tỉ mỉ, nhưng cũng có thể đoán đến, lúc ấy tình hình 10 điểm nguy cấp, căn bản liền không khả năng để hắn có thời gian đi tìm nghịch giới thông đạo, càng không khả năng để hắn dù bận vẫn ung dung làm tốt hạ giới chuẩn bị. Vì tương lai một ngày kia có thể đông sơn tái khởi. Kim xí đại bằng cũng chỉ có thể đem Thiên Bằng Chi Cung giao cho cái này hóa thân. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân nhìn qua ngày đó bằng chi cung, mân mê miệng nhỏ nói, bảo bối là bảo bối tốt,
đáng tiếc chúng ta dùng không được. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cười cười, nói kia cũng chưa chắc, chỉ cần bảo bối nơi tay, cẩn thận nghiên cứu, luôn có thể nghiên cứu ra một điểm môn đạo đến. Loại này có thể xé rách hư không lợi khí, tổng cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi. Đối với nghiên cứu học vấn, Tiêu Chân Nhân nhất quán rất có lòng tin. Lúc trước hắn nếu không phải bái tiến vào vô cực môn, chỉ sợ sớm đã trở thành một vị học vấn mọi người. Kỳ thật trên thẻ trúc, cũng ghi chép thiên bằng chi cung phương pháp sử dụng, chỉ bất quá kim bằng tôn giả là dựa theo mình toàn thịnh lúc tu vi cảnh giới đến, thiết lập Tiêu Phàm dưới mắt cảnh giới cùng hắn kém đến quá xa, kim bằng tôn giả ghi lại cái này phương pháp sử dụng, cũng chỉ có thể làm tham khảo. Âu Dương Minh Nguyệt mắt đẹp, đều rơi vào bên kia cổ dài ngọc trên bình. Kia bình ngọc óng ánh sáng long lanh, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, tản ra ánh sáng dịu dịu, rất rõ ràng không là phàm phẩm, chỉ ít tại Âu Dương Minh Nguyệt xem ra, tòa ma giới dạng này dưới cùng giao diện, sợ là điêu không ra dạng này bình ngọc tới. Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên Tử cùng Hắc Lân ánh mắt, cũng kìm lòng không đặng từng theo hầu đến, rơi vào kia ngọc trên bình. Nếu như, chúng ta có thể tìm tới mặt khác nửa viên ngân dực lôi bằng nội đan, lại cùng trong cơ thể ngươi kia nửa viên hòa làm một thể lời nói, có phải là liền có biện pháp kéo ra cái này trương thiên bằng chi cung rồi? Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, nhẹ nói, trong con ngươi lại là tinh quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1355.